tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 151, Bạch chân Quân bị nững đi mất rồi. Sau khi tống thư hàng rời khỏi đạo quán vô danh thì con tim đang đập dồn dập của hắn mới bình tĩnh lại. Lúc này, bên ngoài đạo quán vô danh, khách hành hương đến đây dâng hương cầu nguyện vẫn còn nườm nược không vơi. Mấy ngày trước, số lượng khách hành hương đến đây cúng bái phần lớn đều là bác gái với cụ bà. Bây giờ lại có thêm rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Lúc tống thư hàng rời khỏi đạo quán vô danh thì đang có bốn nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi vào bên trong đạo quán. Trong đó có một cô gái trẻ nhỏ giọng nói với bạn mình, "Lâm Duyệt, mày nói xem tượng tiên quân vô danh trong đạo quán vô danh này thật sự lợi hại đến thế à? Khiến người ta nhìn qua một lần là không quên được ấy." Cô gái bên cạnh cô hơi tròn tròn, nọ vẫn còn trẻ con, cũng nhỏ giọng đáp, "Tao cũng tò mò lắm, mày có nhớ cậu thiếu gia họ Dư mở chuỗi cửa hàng thực phẩm ở trong ban bọn mình không?" Vừa trẻ vừa giàu, bạn gái đổi xoành xoạch, nhưng hôm trước cậu ta tò mò nên đến đạo quán vô danh xem thử, sau khi nhìn tượng của tiên quân vô danh ở trong này xong thì như biến thành một người khác luôn ấy. Không thèm bạn gái nữa, ngày nào cũng chạy đến lượn lờ ở đạo quán này. Cậu trai bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, tôi cũng vì tò mò chuyện của cậu ta nên mới đến đây, tôi cũng tò mò không biết tượng tiên quân vô danh khiến người ta điên đảo thần hồn ấy rốt cuộc có bộ dạng thế nào nữa. Ba người nọ đều là học sinh bởi vì tò mò nên mới đến đây dâng hương thử. Số người vì tò mò bộ dạng của Tượng Tiên Quân vô danh nên đến đây giống họ có rất nhiều. Chẳng trách nhang khói của Tiên Quân vô danh mấy ngày nay càng lúc càng thịnh. Bên cạnh ba học sinh kia là một người đàn ông còn trẻ, tuổi chừng 27-28. Khác với ba học sinh kia, anh ta là vì nghe nói Tượng Tiên Quân vô danh rất linh thiêng nên mới ngàn dặm xa xôi đi đến đây. Sau khi anh chàng trẻ tuổi kia bước vào trong đạo quán thì đốt nhang Thấp giọng cầu nguyện, "Tiên quân phù hộ cho bệnh của em gái con có thể khỏi hẳn, để con bé không cần phải chịu cơn bệnh suy nhược kỳ lạ kia tra tấn nữa. Cầu xin tiên quân chứng cho tâm nguyện của con, nếu như em gái con có thể khỏi bệnh thì con nhất định sẽ xây cho tiên quân một đạo quán thật to để tạ ơn." Sau khi cầu nguyện xong thì chàng trai trẻ kia ngẩng đầu lên nhìn tượng tiên quân. Gần như chỉ nhìn thoáng qua thôi, mà anh ta cảm thấy tim mình đập rộn ràng, hơi thở nặng nề, pho tượng tiên quân trước mắt thật sự vô cùng hoàn mỹ khiến người ta không nỡ rời mắt audio điện tử võ tấn bền cho dù phải dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy nó thì cũng không hề hối tiếc cái suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu anh ta mãi không xua tan đi được hai mắt của anh chàng nọ dần trở nên mê ly sau cùng thậm chí còn không biết mình đã rời khỏi đạo quán vô danh này như thế nào nữa thẫn thờ quay lại xe của mình như người mộng du sau đó lái xe gọi anh ta mấy tiếng anh ta mới giật mình tỉnh táo lại. Cố thiếu gia, chúng ta trở về à? Tài xế nhíu mày hỏi. Sao ông cảm giác như cố thiếu gia ban nãy cứ như chúng ta thế nhỉ? À ừ, về trước đi, đúng, về rồi tính sau. Cố thiếu gia gật đầu đáp. Tượng tiên quân vô danh, chuyện này, phải tính toán cho kỹ cái đã. Chấm. Tống thư hàng quay lại tiệm nét, gõ cửa phòng. Hồi lâu sau đậu đậu Bắc Kinh mới đi ra mở cửa, sau đó vội vàng phóng lên bàn máy tính lại. Đậu đậu, đừng chơi game nữa, xem dùm ta một cái đi. Tống Thư Hàng kêu, đậu đậu không thèm quay đầu lại, cái quần gì đấy. Xem dùm ta một cái đi, giúp ta kiểm tra toàn thân ấy. Tống Thư Hàng nói, người có phải con gái đâu, ông đây kiểm tra làm gì. Đậu đậu liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái, tiếp tục tán tỉnh ớm ở với bà xã của nó. Không phải, ban nãy ta đến cái đạo quán vô danh kia, nhìn thấy bức tượng tiên quân vô danh ở trong đấy, sau đó xảy ra vài chuyện lạ lắm. Tống Thư Hàng kể lại cảm giác tim đập rộn ràng kỳ lạ khi nhìn thấy tượng tiên quân vô danh kia cho đậu đậu nghe, cho nên ngươi mau xem giúp ta đi, xem có phải là trên bức tượng tiên quân vô danh có pháp thuật quỷ dị gì không? Có phải ta trúng pháp thuật mị hoặc gì hay không? Đậu đậu dừng lại một lúc, sau đó trong đôi mắt cún con phát ra ánh sáng màu vàng, quét từ đầu tới chân của Tống Thư Hàng một lượt, đáp không có gì hết, người khỏe như con trâu ấy. Trên người người cũng chẳng có pháp thuật tàn lưu gì hết. Nói xong, đậu đậu quay đầu lại, tiếp tục quẩy. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào thật sự là vì bức tượng tiên quân vô danh kia quá mức tuyệt vời, đã đạt tới cảnh giới trí cao của nghệ thuật điêu khắc, cho nên khiến người ta nhìn một cái thôi đã rơi vào trong đó. Nhưng cứ thấy sai sai thế nào ấy. Sau đó, Tống Thư Hàng ngoan ngoãn ngồi trong phòng nét chờ. Vì chán chả có gì làm nên hắn mở nhóm Cửu Châu số 1 lên, muốn xem thử xem bên trong có gì để hóng không, nhưng hôm nay trong nhóm chẳng có ai nói gì cả. Bắc Hà tán nhân, cuồng đao tam lãng và cổ hồ quân chân quân đều lên hòn đảo thần bí kia rồi. Những tiền bối khác thì đang chờ xem kịch vui, chờ xem Tống thư hàng đón Bạch chân quân xuất quan kiểu gì. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng lâu hơn hẳn, Tống thư hàng nghỉ ngơi, tu luyện, ăn ít cốc hoàn, lại tu luyện. Vất vả lắm mới chờ qua hơn 8 giờ. Bạch Chân Quân sắp xuất quan rồi. Sắp đến giờ rồi, Tống Thư Hàng lấy cây tiêu nhỏ kia ra, đang định liên hệ với Bạch Chân Quân thử xem sao. Đúng lúc này, cây tiêu nhỏ màu xanh kia lại rung lên trước. Sau đó có một giọng nói êm tai phát ra từ bên trong cây tiêu, "Alo, xin chào. Là Tống Thư Hàng đạo hữu à?" Là tin tức do Bạch Chân Quân gửi tới, hắn thông qua chức năng giữ lời nhắn của pháp khí thiên lý truyền âm nên đã biết Tống Thư Hàng là đạo hữu đến đón hắn xuất quan. Tống Thư Hàng hỏi lại, xin chào, Bạch chân Quân tiền bối, ngài đã kết thúc bế quan rồi sao? Ừm, um, ta đã kết thúc bế quan, người có thể đến đây đón ta được rồi. Bạch chân Quân trả lời. Tống Thư Hàng hỏi, nơi ngài bế quan nằm ở chỗ nào trong lâm diêu thôn? Ta đến tìm ngài. Địa điểm ấy à, để ta xem lại đã, hình như ta đang ở trong một căn phòng nhỏ. Ha ha, Bên cạnh ta hình như có chút dị trạng. Vậy đi, ngươi trực tiếp theo liên hệ của Thiên Lý truyền âm tiêu tìm ta đi. Chỉ cần cầm chặt Thiên Lý truyền âm tiêu, sau đó vận chuyển pháp môn tinh thần lực thì có thể cảm giác được một loại sóng âm đặc biệt giữa ta và pháp khí. Ngươi cứ đi theo sóng âm này là sẽ tìm được ta thôi." Bạch Chân Quân nói. Tống thư Hàng thử vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, quả nhiên có thể cảm ứng được bên trên pháp lý Thiên Lý truyền âm này có một loại sóng âm đặc biệt. Nối liền với một nơi khác, không xa lắm. Đã cảm ứng được rồi, Bạch chân Quân tiền bối. Ta lập tức đến tìm ngài. Tống Thư Hàng đáp. Sau đó, hắn quay sang hỏi đậu đậu Bắc Kinh, đậu đậu, có đi đón Bạch chân Quân với ta không? Nguyễn đi, người cứ đưa Bạch chân Quân tới đây là được rồi. Đúng rồi, lúc ra ngoài sẵn tiện nạp thêm tiền nét cho ta đi. Ban nãy quản lý vừa mới nhắc là quá 10 giờ rồi, còn đang nợ tiền hơn 1 giờ đấy. Đậu đậu nói, đến đầu cũng chẳng thèm quay lại vậy ngươi ngồi yên ở đây đừng có đi lung tung chờ ta đón bạch chân quân đến đây thì chúng ta quay về tống thư hàng đi đến trước quầy nét lại nạp thêm một trăm tệ sau đó hắn men theo sóng âm đặc biệt của thiên lý truyền âm tiêu để tìm qua đi hoài đi mãi càng đến gần bạch chân quân thì tống thư hàng lại càng cảm thấy trong khu này quen quen cuối cùng hắn đi đến đạo quán vô danh kia chỗ này á tống thư hàng nghi hoặc nhìn về phía đạo quán vô danh Lúc này, bên ngoài đạo quán vẫn còn rất nhiều khách hành hương, bên trong thì đèn đuốc sáng trưng. Tống Thư Hàng cầm thiên lý truyền âm tiêu lên hỏi dò, bạch chân quân tiền bối, nơi ngươi đang bế quan là đạo quán vô danh à? Đạo quán vô danh, người nói thế thì ta mới để ý, hình như ta đang ở bên trong một đạo quán thì phải. Bạch chân quân trả lời, Tống Thư Hàng đạo hiếu, ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Ngươi cứ vào bên trong đạo quán là có thể nhìn thấy một pho tượng được thờ cúng, ấy chính là ta đấy, ấy chính là ta đấy, chính là ta. Tống thư hàng ngu người, tượng tiên quân vô danh ở bên trong đạo quán kia chính là bạch chân quân. Điều này đúng là ngoài dự kiến của hắn. Trước đó hắn căn bản không hề nghĩ tới bạch chân quân lại có liên quan gì với bức tượng tiên quân vô danh ở trong đạo quán này cả. Một bên là vì tiền bối bế quan đã lâu, một bên là được thờ cúng ở đạo quan như thần thánh. Một bên là địa điểm bế quan như tiên cảnh trong trí tưởng tượng của hắn, một bên là đạo quán vô danh lâu đời. Quan trọng hơn hết chính là rõ ràng Bạch Chân Quân bế quan tầm 150 năm trước, nhưng tư liệu mà hắn tra được trên mạng thì bức tượng tiên quân vô danh này đã được thờ cúng từ mấy trăm năm trước rồi. Cổ nhiên mấy câu chuyện truyền miệng trong nhân gian lúc nào cũng được dặm mắm thêm muối vào, ăn gian thêm hơn trăm năm luôn. Cho nên dù Tống thư hàng có thông minh cỡ nào đi nữa cũng không thể nào liên hệ cả hai lại được chấm không có địa điểm bế quan hoành tráng không có trận pháp phòng ngự trăm tầng chỉ có một cái đạo quán lâu năm cố xì tống thư hàng nhịn không được bèn hỏi bạch chân quân tiền bối không phải ngài đang bế quan sao tại sao lại biến thành tượng thần bị người ta đưa vào đạo quán thờ thế này ha ha việc này kể ra thì dài dòng lắm đợi sau khi ta rời khỏi đây thì sẽ từ từ giải thích cho ngươi bạch chân quân cảm thán tống thư hàng đạo hiếu người có cách nào dẫn cho khách hành hương bên dưới rời đi một chút được không, để ta có thể đi ra khỏi bức tượng ấy. Chủ yếu là lúc ta đi ra thì phải làm vỡ phần xác ngoài bằng đá, tiếng động sẽ hơi lớn. Lỡ như bị người ta nhìn thấy thì có thể sẽ tạo nên một số phiền toái không cần thiết. Nếu như Bạch chân Quân thật sự cho nổ tung bức tượng rồi đi ra ở ngay trước mặt khách hành hương thì nhất định sẽ gây nên rất nhiều phiền toái. Tống Thư Hàng nhìn số khách hành hương bên ngoài, vẫn còn đông nghẹt đây nhiều khách hành hương như thế, trừ phi phóng hỏa đốt nhà, chứ hắn thật sự không có cách nào dụ nhiều khách hành hương như thế rời đi được. Bạch chân quân tiền bối, hay là chúng ta đợi thêm một lát được không? Chờ tới khuya thì khách hành hương sẽ giải tán thôi. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cũng được, chỉ cần ngươi không vội là được rồi. Bạch chân quân thì không có gì hết, bế tử quan hơn 100 năm hắn còn chờ được, lẽ nào lại sợ đợi thêm vài giờ hay sao? Nhưng trên đời này, 10 việc thì có hết 8 9 việc trời không chịu ý người rồi. Thời gian dần dần trôi qua, mãi cho đến chừng 10 giờ tối, số lượng khách hành hương bên ngoài đạo quán vô danh chẳng những không giảm bớt mà ngày càng nhiều hơn. Cứ theo cái đà này thì dù đợi tới khuya vẫn sẽ có rất nhiều khách hành hương ở lại. Nói không chừng mấy khách hành hương ấy sẽ ngồi chờ luôn đến sáng mai ấy chứ. Nếu như thế thì Bạch Chân Quân phải đi ra khỏi bức tượng kiểu gì đây? Chân Quân, ta đi nhờ giúp đỡ nghĩ cách xua đám người đi đã. Sau đó chân quân ngài lại nhân cơ hội đi ra nhé. Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới đậu đậu. Chắc là nó sẽ có cách xua đám người này đi nhỉ. Không thành vấn đề, bạch chân quân đáp. Tống Thư Hàng vội vàng chạy về quán nét. Ngay sau khi Tống Thư Hàng vừa đi không bao lâu, chợt có bốn chiếc xe vận tải nhỏ chạy đến bên ngoài đạo quán vô danh. Trên bốn chiếc xe vận tải kia có hơn 60 gã đàn ông cao to vạm vỡ nhảy xuống sau đó, anh chàng cố thiếu ra tuổi chừng 2728 ban sáng bước xuống xe. Anh chàng kia nhìn đạo quán vô danh, hít sâu một hơi, nói, lên, cướp bức tượng tiên quân vô danh bên trong ra đây cho tôi. chương 152, tu luyện cuồng nhân bạch chân quân. 60 gã đàn ông lực lưỡng mà nhất cố thiếu ra mang theo phân công hợp tác vô cùng gọn gàng, nhanh chóng. 10 gã cầm dụng cụ, đi tới dưới chân bức tượng, chuẩn bị đào tượng của tiên quân vô danh. Sau đó, bốn người khác thì cầm một tấm bạt lớn, quẳng về trước để phủ bức tượng của tiên quân vô danh này. Đây là để phòng khi lúc nâng tượng, mấy gã đàn ông trông thấy thì lại bị sức cuốn hút mãnh liệt của nó ảnh hưởng. Sau đó, lại có sáu gã khác chuẩn bị dây thường đầy đủ, chỉ đợi khi tượng tiên quân được đào ra thì nâng nó lên. Cuối cùng, còn có một gã lái xe nâng hàng, đi tới trước cửa đạo quán. Những gã khác thì đứng chắn trước cửa, tản ra rồi đuổi thẳng những khách hành hương khác không cho họ tiếp cận bức tượng vô danh. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Lưu ý, mắt của mấy người không được nhìn vào tượng. Nhanh lên cho tôi, trong vòng 10 phút phải nâng được tượng lên. Nhất cố thiếu ra đứng sau chỉ huy. Bốn người đàn ông có nhiệm vụ ném bạt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi mà hai mắt vẫn mê mẩn, dù trước lúc làm việc, họ đã được nhất cố thiếu ra nhắc nhở, nhưng khi ngẩng đầu lên để ném bạt, họ vẫn bị bức tượng hoàn hảo của tiên quân vô danh cuốn hút giây phút ấy, trong lòng họ dậy lên khao khát chiếm đoạt bức tượng này làm của riêng. Nhất cố thiếu ra tiếp lên, đạp mạnh vào bốn gã đang mê mẩn một cái. Đi ra ngoài, cản khách hành hương cho tôi. Bốn gã đàn ông liền giữ nguyên ánh nhìn mê mẩn, thẫn thờ bước ra ngoài để chặn khách hành hương. Ở phía ngoài, các khách hành hương đã làm ầm lên. Lũ khốn nạn các người đang làm gì thế hả? Lũ cướp giật, bọn chúng định cướp tượng tiên quân lũ chúng mày đang phạm pháp đấy, cút khỏi đây ngay. Ngăn chúng lại, không được để chúng cướp tưởng tiên quân. Xử lý chúng đi. Những khách hành dương gầm lên đầy giận dữ, có người cầm gạch, có người cầm chai, ai nấy đều đồng lòng ném thẳng về mấy gã to cao đang đứng chắn. Mấy gã to cao này chẳng phải hạng hiền lành lương thiện, chúng nghe răng cười rồi dơ đấm, đấm thẳng vào những vị khách hành hương này. Báo cảnh sát, báo cảnh sát ngay, có vị bị đánh cho ngã rúi xuống đất, Ben rút điện thoại ra la to. Trong nháy mắt, số khẩn cấp của công an bị những người này gọi tới tấp. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nhất cố thiếu ra nhìn tình cảnh bên cười, hừ lạnh. Không cần để ý đến đám người kia, nhanh tay lên. Chẳng mấy chốc, bức tượng tiên quân mà bạch chân quân biến thành đã bị 10 gã lực lưỡng đào tới gốc. 6 gã bên cạnh thì dùng dây thường được chuẩn bị từ trước để trói chặt tượng. Bọn họ kéo tượng lên rồi chuyển tới xe nâng hàng xe nâng hàng rồ ra, rồi chuyển tượng tiên quân đi về phía chiếc xe vận chuyển giang tiến vào. Khách hành hương không phá nổi lớp phòng ngự của đám lực lưỡng, chỉ đành trơ mắt nhìn tượng tiên quân bị họ cướp mất, bấy giờ, tiếng mắng giận dữ, tiếng nguyền rủa vang vọng khắp đạo quán vô danh. Phía bên kia, Tống Thư Hàng vất vả lắm mới kéo được đậu đậu rời khỏi máy tính để dẫn hắn đi tới chỗ đạo quán vô danh. Bấy giờ, từ thiên lý truyền âm tiêu vang lên tiếng của Bạch chân Quân, thư hàng đạo hiếu, người mà ngươi phái tới năng suất thật đó, thế mà đã đưa ta đi khỏi đạo quán vô danh rồi. Nhưng là, người tu đạo chúng ta cần thích đức, làm việc đừng cực đoan quá. Những khách hành hương bên ngoài đều là người vô tội, thư hàng đạo hiếu, người bảo cấp dưới hạ thủ lưu tình, đừng khiến các khách hành hương bị thương. Sao cơ, Tống Thư Hàng nghe mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn còn đang trên đường tới đạo quán đây, có ai mà giúp chứ, bạch chân quân tiền bối, có người đào ngươi khỏi đạo quán vô danh sao? Đúng rồi, hiện họ đã đưa ta tới một phương tiện giao thông cùng dạng với xe ngựa. A, à, chẳng nhẽ, đây không phải người ngươi sai tới giúp sao? Bạch Chân Quân hỏi. Ta đâu tìm ai giúp, còn đang trên đường tới đạo quán vô danh đây. Hiện giờ, đến bóng dáng của đạo quán nọ mà ta cũng chưa được thấy mà. Tống thư hàng có chút giở khóc giở cười, ai là người muốn mang Bạch Chân Quân đi chứ? A à, a, à, ta đã bảo mà đạo hữu lọt được vào mắt xanh của Hoàng Sơn chân quân sao có thể là người tàn bạo như vậy. Mấy gã này không phải người của ngươi thì ta yên tâm rồi. Bạch chân quân cười ha hả nói. Ta đi đón ngươi ngay đây. Tống thư hàng hô lên. Nếu bạch chân quân bị người khác trở đi thì hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp các tiền bối trong nhóm nữa. Không sao, không sao, thế cũng tốt mà, đỡ được việc đuổi khách hành hương cho chúng ta. Đợi mấy người này chờ ta đến nơi an tĩnh, thì ta sẽ đi ra từ trong tường. Bạch Trân Quân cười ha ha, nói với giọng điệu rất lạc quan. Được rồi, vậy ta đi theo ngươi, đợi đến khi ngươi bước ra từ tượng thì ta sẽ qua giúp sức. Tống Thư Hàng đáp, dựa vào thiên lý truyền âm tiêu, có thể dò được tọa độ của Bạch Trân Quân, từ đó có thể đi theo hắn từ phía xa xa. Cứ thế đi, tiếp tục giữ liên lạc, Bạch Trân Quân cười bảo. Vừa nói chuyện với Bạch Trân Quân sao? Đậu đậu hỏi, có chuyện gì thế? Bạch Trân Quân bị người khác lấy đi mất rồi. Tống Thư Hàng dây dây huyệt Thái Dương. Sao? Mặt đậu đậu lộ vẻ sửng sốt, chưa từng nghe chuyện tu sĩ bế quan mà lại bị người khác lấy mất. Thực ra ta nên nghĩ tới ngay từ đầu, bức tượng Bạch chân Quân hóa thành có sức hấp dẫn rất lớn đối với phạm nhân. Dưới sức cuốn hút ấy, chắc chắn sẽ có những kẻ muốn liều mình cướp lấy bức tượng. Tống Thư Hàng thở dài. Nhưng thế cũng tốt, Hắn đỡ phải nhúng tay vào cái việc rắc rối như đuổi khách hành hương ở đạo quán vô danh. Giờ, chỉ cần tìm tới tên cướp tượng rồi đưa Bạch Chân Quân về là được. Trong lúc nói chuyện, Tống Thư Hàng đi qua một cửa hàng bán mặt nạ. Mặt nạ này bám bao nhiêu? Ông chủ. Năm tệ một cái, nhựa cường lực đó, không hỏng đâu. Chủ tiệm cười bảo, cho cháu một cái mặt nạ siêu nhân điện quang. Tống Thư Hàng lấy tiền lẻ đưa cho người ta. Lát đi đón Bạch Chân Quân không biết chừng lại phải dùng đến thứ này. Thuộc hạ của nhất cố thiếu ra có năng suất rất lớn, chỉ trong vòng 10 phút mà đã đưa được tượng tiên quân vô danh lên xe tải. Gâu, mau rời đi thôi, nhất cố thiếu ra hô lên. Hơn 60 tên thuộc hạ vội vàng rút lui, bò lên xe vận tải, loáng một cái đã đi mất dạng. Để lại nhóm khách hành hương giận dữ đứng giận chân dậm tay ở quảng trường phía ngoài đạo quán vô danh. Cảnh sát đâu, sao còn chưa tới? có một vị khách hành hương mặt mũi bầm dập hét lên như vậy. Gia quân sao nhanh như thế được, duyệt từng bước từng bước, nếu gần đây có xe tuần tra thì nhanh nhất cũng phải mười mấy phút mới chạy đến đây được. Có người bực dọc bảo, quay được chưa, chúng ta phải đăng rõ mặt cái đám vô sỉ đó lên mạng, để chúng phải hứng chịu lời phỉ nhổ của nhân dân cả nước. Trời tối quá, quay mờ lắm. Trong lúc các vị khách hành hương đang bàn luận sôi nổi thì lại có hai chiếc xe vận tải dừng trước cửa đạo quán vô danh. Sau đó, một thiếu niên trẻ tuổi bước xuống. Từ trên xe đi xuống chừng hơn 40 gã đàn ông lực lưỡng. "Dư thiếu, ở đây sao?" "Đúng là ở đây, mau lên, lấy tượng Tiên Quân vô danh trong đó cho tôi. Chú ý, đừng nhìn chằm chằm vào bức tượng." Sư thiếu làm cái vẻ mặt chắc ăn như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay. 40 gã đàn ông lực lưỡng hùng hổ đi về phía đạo quán vô danh. Đi được nửa đường, họ liền thấy kỳ quái, bởi những khách hành hương khác đang nhìn họ với vẻ cười cợt, phần lớn những người này còn lấy di động ra để quay. Dù cảm thấy kỳ quái, nhưng đối với những gã lực điền này, nhiệm vụ quan trọng hơn. Sư thiếu trả cả đống tiền, ai có tiền người ấy làm chủ. Đám khách hành hương này không cản họ lại thì càng đỡ tốn sức. Trong lúc đám người này đi vào trong đạo quán vô danh, lại có ba gã cầm tấm bạt lớn để chuẩn bị bọc tượng lại nhưng khi bọn họ vào trong rồi, thì ai ấy đều ngạc nhiên đến sững sờ. Hở, tượng đâu rồi? Tượng thiên quân vô danh đâu, sao giờ chỉ còn mỗi cái hố thế này? Mẹ nó, sư thiếu gầm lên đầy giận dữ, có kẻ đi trước một bước rồi, thằng khốn nào dám nẫng tay trên của bản thiếu ra. Trong lúc sư thiếu giận đến dậm tay dậm chân, thì phía ngoài đạo quán vô danh lại tiếp tục truyền tới những tiếng rầm rầm. Lại là hai xe tải khác. Từ trên xe, 50 gã đàn ông trong bộ Âu phục đen bước xuống rầm rập, ai nấy cũng đều lực lưỡng to giòn, khí thế ngùn ngụt. Sau đó, một cô nàng trẻ tuổi bước xuống, dở giọng điệu đàng. Chính là cái đạo quán này, tất cả xông lên cho tôi. Lấy tượng của tiên quân đại nhân cho tôi. Chú ý, không được nhìn chằm chằm vào tượng. Hơn nữa, phải cẩn thận vào, nếu làm tượng thần bị gì thì tôi sẽ kẹp nát đầu các ngươi. Cái lời thoại gần như cả y đúc, Đến giọng điệu cũng chẳng khác dư thiếu vừa tới trước là bao. Vâng, 50 gã đàn ông trong bộ Âu phục đen đồng thanh hô một tiếng, rồi chạy về phía đạo quán vô danh. Đương lúc bọn họ chạy được đến nửa đường thì phía sau lại vang lên tiếng phanh gấp. Một chiếc xe Maserati, chiếc xe bọc kim mít cùng ba chiếc vận tải khác dừng lại. Ngồi trên đó là hơn 40 ông chú trung niên cơ bắp cuồn cuộn và một phu nhân xinh đẹp. Chết tiệt, có kẻ tới trước rồi, mau lên bất cứ giá nào cũng không được để tượng tiên quân rơi vào tay kẻ khác. Nhất định phải cướp được tượng tiên quân về đây, phu nhân xinh đẹp giận dữ nói. Trận chiến hỗn loạn giữa ba thế lực là điều hiển nhiên không né được nữa rồi. Tống Thư Hàng dựa vào thiên lý truyền âm tiêu để theo sau bạch chân quân, cuối cùng, hắn đi tới một trang viên xa hoa ở ngoại ô Nam Hoa Hồ. Bốn chiếc xe vận tải chở bức tượng cho bạch chân quân biến thành đã đi vào trong gió từ lâu bức tường cao vút và cửa thép chặn đường tống thư hàng chính ở đây tống thư hàng cầm thiên lý truyền âm tiêu rồi thổi mạnh để liên lạc với bạch trân quân giờ cho dù bạch trân quân bước ra từ tượng như anh em hồ lô đi ra từ quả hồ lô thì cũng sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì cùng lắm là khiến mấy tên cướp tượng sợ hãi thôi tít tít xin chào từ thiên lý truyền âm tiêu vang lên giọng nói êm tai của bạch trân quân tiền bối thời cơ đến rồi người có thể đi ra khỏi tượng rồi. Ta sẽ đón người đi, Tống Thư Hàng nói. Tít tít, xin chào, đây là nơi A à Bạch bế quan, còn một canh hai khác nữa mới đến thời gian lần bế quan này chấm dứt, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Giọng nói êm tai kia lại vang lên. Tống Thư Hàng. Gì cơ, bế quan. Vào lúc này rồi mà Bạch chân Quân còn bế quan tu luyện, dù lần này chỉ bế quan tầm một, hai canh giờ nhưng ngài có thể không chăm chỉ như thế không hả bạch chân quân tiền bối. Có xíu thời gian mà cũng không nỡ lãng phí, còn phải bế quan. Lúc này, trong đầu tống thư hàng chợt hiện lên một câu mà bác Hà Tán Nhân từng gửi vào trong nhóm, bạch chân quân là một người cuồng bế quan, đúng là tấm gương đáng noi theo. Cuồng bế quan, là ám chỉ việc này sao, rảnh lúc nào liền tu luyện lúc ấy, không lãng phí một giây một phút nào. Tống Thư Hàng cảm thấy cái chứng ám ảnh cưỡng chế bế quan này, phải chữa ngay. Thôi, hắn thầm thở dài. Cùng lắm thì mình đưa tượng của Bạch chân Quân đi luôn. Tay trái hắn cầm một lá giáp phù để đề phòng bất chắc. Sau đó, Tống Thư Hàng đeo cái mặt nạ siêu nhân điện quang lên, từ từ đi vào cánh cửa sắt nặng trịch. Lên, hắn hít sâu một hơi. Khí huyết trong tâm khiếu được vận chuyển, rời tới cánh tay. Miệng hắn niệm khẩu quyết của Kim Cương Trụ Cột Quyền Pháp. Quyền Pháp Căn Bản 1 chương 153, tầm quan trọng của một người đồng đội tốt. Đùng, đùng, tiếng vang nặng nề đinh tai nhức óc vang lên, tựa như tiếng chuông lớn trong chùa miếu vong vọng khắp nơi. Đám người bên trong khu trang viên cao cấp kia bị dọa sợ, hơn 10 nhân viên phụ trách bảo an vội vàng chạy đến cửa lớn để đề phòng. Bảo vệ nhìn qua màn hình camera quan sát bên ngoài, chỉ thấy có một tên đeo mặt nạ đứng ở ngoài cửa. Ban ngày ban mặt mà còn ngu người đi đeo mặt nạ siêu nhân, đã thế còn đập cửa nhà người ta nữa, thằng này bị bệnh thần kinh à? Lão Vương, ai ở bên ngoài đấy? Đội trưởng đội bảo an hỏi. Chỉ là một thằng khùng thôi, ai đi ra đuổi nó đi đi. Lão Vương canh cửa trả lời. Để tôi ra, hai người đi chung đi, cẩn thận một chút nhé, nếu như là đứa bị khùng thì đuổi nó đi. Mà nhớ đuổi xa chút nhé, mắc công nó lại quay về phá đấy. Đội trưởng đội bảo an dẫn đầu đi ra từ cửa bên hông nếu như cái đứa đứng bên ngoài đúng là bị khùng thì phải cẩn thận một chút lỡ mà bị nó đâm cho một nhát thì xem như tèo nên hai người cùng ra đuổi nó đi là được nếu như là tới quậy thì sẽ cho nó biết sự lợi hại của mình chấm chấm lúc này tống thư hàng lắc lắc nắm đấm cửa lớn đau đớn à nhầm rồi ta tay của hắn đau đớn cái cửa thép này vừa dày vừa cứng lại vừa nặng không phải hàng dởm bọc thép cho ngầu đương nhiên Tống Thư Hàng cũng không tự tin đến mức cho rằng một quyền của mình có thể đánh xuyên qua cửa thép được. Hắn vẫn biết tự hiểu lấy mình. Một quyền kia cũng chỉ muốn đập cho cửa mở ra mà thôi. Nhưng mà ai ngờ cái khóa này cũng chắc không kém gì cánh cửa, hắn vận chuyển khí huyết chi lực kèm theo linh khí luôn thì có thể dùng tay không bẻ cong cả thanh thép. Nhưng trong trạng thái như thế tung ra một quyền toàn lực mà cánh cửa lại chẳng sức mẻ chút nào. Tống Thư Hàng thở dài, quay đầu lại nhìn về phía đậu đậu Bắc Kinh. Ô ô ô, đậu đậu Bắc Kinh vừa thẻ lưỡi, vừa mở to hai mắt nhìn Tống Thư Hàng, vô cùng đáng yêu. Tống Thư Hàng thở dài nói, đậu đậu, chúng ta vào đi thôi. Nếu như không mở được cửa chính thì cùng lắm mình lại bay vào. Có đậu đậu ở đây, cánh cửa cao 5-6 mét này chẳng là gì cả, nhảy nhẹ một phát là qua ngay. Gâu, được, đậu đậu phối hợp gật đầu một cái, sau đó thân thể của nó biến thành to hơn, biến thành hình thái đại yêu khuyển cao 5 mét. Tiếp theo, nó giơ móng vuốt lên vỗ một cái thật mạnh lên cửa thép. Ầm. Um, cánh cửa thép cao 5 mét cứ thế mà ngã cái đùng. Cánh cửa chính nặng nề ngã xuống đất làm cát bụi bốc lên khắp nơi, che khuất tầm mắt của mọi người. Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn về phía đậu đậu người cố ý đấy hả? Đậu đậu Bắc Kinh le lưỡi, lại đáng yêu như cũ. Tống Thư Hàng ấn ấn huyệt thái dương của mình, quyết định mang theo cầu đồng đội như đậu đậu này liệu có đúng không đây? Lúc này, đội trưởng đội bảo an vừa đi tới chỗ cửa hông, nào ngờ cánh cửa chính khổng lồ bên cạnh hắn đổ cái ẩm xuống ngay lúc này. Đội trưởng đội bảo an bị dọa thiếu chút nữa truy tim, cũng may là lúc này hắn đi cửa hông, nếu như đi cửa chính thì cánh cửa kia đã đè hắn dẹp lép rồi. Với sức nặng của cửa chính thì thật sự có thể lấy mạng hắn luôn ấy chứ. Khốn nạn, sao cửa chính lại đổ thế? Thằng khùng bên ngoài xài thuốc nổ à? Không nghe thấy tiếng nổ nào cả, là bom mini đời mới hả? hay là tiếng vang lúc này chính là tiếng bom nổ thế. Đội trưởng đội bảo an mở to hai mắt, nhìn chằm chằm về phía cảnh cửa chính đã ngã xuống. Chỉ thấy có một người đàn ông đứng chắp tay ở đó, trên mặt vẫn đeo cái mặt nạ siêu nhân xấu hoắc kia. Mấy nhân viên bảo an không thể nhìn thấy yêu khuyển đậu đậu, đương nhiên sẽ cho rằng Tống Thư Hàng là thủ phạm gây nên vụ này. Không phải bom nổ, đội trưởng đội bảo an nhìn cánh cửa ngã dưới đất, không thấy có dấu vết bị nổ. Chỉ là trên cánh cửa có một dấu tay mờ mờ mà thôi. Đội trưởng đội bảo an nuốt nước bọt cái ực, nhìn về phía cái tên đeo mặt nạ siêu nhân kia, rốt cuộc cánh cửa này bị đánh sập kiểu gì đây? Đừng có nói với hắn là bị tên kia dùng nắm đấm đánh sập nhé, đây căn bản không phải chuyện mà con người có thể làm được. Bình tĩnh lại đã, nói không chừng tên này chỉ dùng thủ đoạn công nghệ cao nào đó thôi. Đội trưởng đội bảo an thầm nhủ, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Sau đó, Hắn ta phất tay ra hiệu cho thuộc hạ vây quanh Tống Thư Hàng, trầm giọng hỏi, "Anh là ai?" Tống Thư Hàng cười ha hả, nói với giọng khàn khàn, "Yên tâm đi, tôi không có ác ý." Khóe miệng của đội trưởng co giật, vừa đến đã đập sập cửa chính nhà người ta, sau đó lại nói là tôi không có ác ý, mày cho bố là thằng ngu à? "Ha ha, tôi chỉ tới để đưa một người bạn đi mà thôi." Tống Thư Hàng nói tiếp, đồng thời, hắn cũng âm thầm vận chuyển chân ngã Minh Tưởng Kinh bắt đầu tích lũy tinh thần lực. Bạn của anh, xin hỏi bạn của anh là ai? Đội trưởng đội bảo an nghi hoặc hỏi lại. Bạn của tôi vừa bị các người đưa vào bên trong tòa nhà này, Tống Thư Hàng nói, tôi chỉ tới để đưa người nọ về thôi, cho nên, nếu như các người chịu trả người nọ về cho tôi thì không còn gì bằng. Đội trưởng đội bảo an nghe chẳng hiểu gì, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, chẳng lẽ cổ thiếu ra sa đọa đi cướp bóc con gái nhà lành à? Không có mà, Hôm nay đúng là cổ thiếu gia có cướp một thứ, nhưng đấy chỉ là bức tượng thần bên trong đạo quán vô danh mà thôi. Tuy không biết cổ thiếu gia lên cơn điên gì, nhưng chỉ cướp một bức tượng thần thôi, cướp thì cướp, cùng lắm đền ít tiền là được." Tên thuộc hạ ở sau lưng nhỏ giọng nói. Lúc này Tống thư hàng mới nói, "Ừ, bức tượng đó chính là bạn tôi. Cho nên, xin vị cổ thiếu gia gì đó của các ngươi trả bạn tôi lại đây." Nghe tới đó, đội trưởng đội bảo an dùng ánh mắt cảm thương nhìn Tống Thư Hàng, hóa ra thằng này bị khơ. Đậu đậu đứng bên cạnh đột nhiên đá Tống Thư Hàng một cái, nó nhảm nhiều thế làm gì, trực tiếp xông lên cho rồi. Bọn họ vất vả lắm mới cướp tượng thần đi được, làm gì có chuyện nghe người nói vài câu thì sẽ trả lại. Tống Thư Hàng âm thầm vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, xém chút nữa bị đậu đậu cắt đứt, hắn buồn bực nhìn đậu đậu một cái, ta đang kéo dài thời gian để nén tinh thần lực chuẩn bị phóng tuyệt chiêu mà. Đồng đội là một con chó, biết phải sống thế nào đây tống thư hàng muốn thi triển tinh thần gây áp lực tâm khiếu đã mở sau khi hoàn thành cơ bản thì tinh thần lực của hắn cũng được tăng lên một lượng lớn bây giờ mà hắn thi triển tinh thần gây áp lực toàn lực thì nhất định sẽ không đơn giản như ngày xưa nữa nhưng tinh thần lực mà hắn vất vả tích góp được cả buổi trời thiếu chút nữa đã bị đậu đậu đạp bay mất vậy người phóng đi chứ đậu đậu kêu to phóng đây tống thư hàng hít sâu một hơi vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, chân ngã trong não hải đột nhiên mở to hai mắt. Sau một khắc, tinh thần uy áp mà hắn vất vả dồn tinh thần lực lại rốt cuộc cũng được phóng về phía tên đội trưởng đội bảo an với thuộc hạ của hắn. Đội trưởng đội bảo an và đội viên của hắn thấy Tống Thư Hàng nói chuyện với, không khí, như thể đang nói chuyện với ai đó thì đều nghĩ, quả nhiên là một thằng khùng mà. Hơn nữa, còn là một thằng khùng có khả năng đập sập luôn cửa thép. Đúng là một đối thủ đáng sợ có cần gọi điện cho bệnh viện tâm thần gần đây không nhỉ đúng lúc này bọn họ đột nhiên cảm giác như có một cỗ lực lượng vô hình tác động lên người họ khiến cho bọn họ nổi da gà khắp người trong lúc mơ hồ bọn họ như nhìn thấy có mãnh thú khổng lồ đang vật bọn họ ngã ra mặt đất há cái miệng to đùng đỏ lòm gia định ăn tươi nuốt sống bọn họ có mấy đội viên ý chí yếu chỉ cảm thấy đầu đau đớn ôm đầu ngồi thụp xuống Người nào có ý chí mạnh hơn một chút thì cảm thấy hai chân như nhũn ra, thậm chí còn run lẩy bẩy. Không có ai gục hết á. Tống Thư Hàng bật thốt, hắn còn tưởng là cơ bản thành công, mở được tâm khiếu rồi, mình mà thả gây áp lực tạo ra một cái là có thể khiến cho người ta đổ rầm rầm không ngồi dậy nổi. Chút tinh thần lực mũi ấy của ngươi, cùng lắm chỉ có thể khiến cho người ta cảm thấy run chân thôi nếu như muốn dùng tinh thần gây áp lực khiến cho người thường ngã rầm rầm thì phải đợi đến lúc ngươi ngưng tụ được kim đan bản mệnh, tấn cấp linh hoàng ngũ phẩm cái đã. Đậu đậu Bắc Kinh nói, bất quá, đợi đến cảnh giới kim đan ngũ phẩm thì còn dùng tới tinh thần uy áp này làm gì nữa. Nhìn qua một cái, phong khí thế ra một tẹo thôi thì có thể khiến người thường không chịu nổi, ngã lăn ra ngất xỉu rồi. Lúc này, đội trưởng đội bảo an là người đầu tiên tỉnh táo lại. Trên người tên này có gì lạ lắm, mọi người xông lên. Đội trưởng đội bảo an gào to, tiếng giống xua tan sợ hãi trong lòng, hắn và đám thuộc hạ gầm lên nhào về phía Tống Thư Hàng. Hơn 30 giây sau, Tống Thư Hàng lắc lắc nắm đấm, đội trưởng đội bảo an và đám đội viên đau đớn lăn lộn trên đất, không ngồi dậy nổi. Tốn nhiều thời gian để ép tinh thần lực như thế, còn không hữu dụng bằng nắm đấm của mình nữa. Tống Thư Hàng xoa tay, nói với vẻ buồn bực. Ta đã nói rồi, tốn thời gian thế làm gì chứ? Go, đừng có chơi nữa, mau đưa bạch chân quân đi, ta còn chờ đi chơi game với bà xã nữa đây. Go go, đậu đậu Bắc Kinh nói. Sau bên trong dinh thự, ở trong một tòa nhà độc lập khác. Đây là chỗ ở của Nhất Cố. Nhất Cố thiếu ra chỉ huy 20 gã to con cẩn thận đưa tượng tiên quân vô danh vào bên trong. Dù đã bị vải bạt che đi, nhưng khi đến gần tượng tiên quân, hắn vẫn không thể nào khống chế được trái tim dần loạn nhịp của mình. Loại cảm giác này, ngay cả mối tình đầu trong sáng năm đó cũng chưa từng có nhất cố thiếu ra thuận miệng hỏi khi nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì thế hình như là có người tới gây chuyện đội trưởng lưu đã dẫn người qua đó xử lý rồi sẽ xong nhanh thôi một gã to con trả lời được rồi bảo bọn họ ném đứa gây chuyện kia xa một chút đừng quấy dày đến tôi nhất cố thiếu ra phất tay để tất cả mọi người rời khỏi nơi này sau đó hắn ta xoa xoa hai tay mặt mày kích động túm lấy góc tấm vải bạt cẩn thận xốc lên bức tượng thần hoàn mỹ lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa thật hoàn mỹ dù có cho mình ngắm cả đời mình cũng bằng lòng nhất cố thiếu ra lẩm bẩm có được bức tượng thần rồi thì ngay cả đàn bà hắn cũng bỏ được chỉ mong quãng đời còn lại có thể kề cận bên cạnh tượng thần nếu được thì hắn nguyện ý ăn chay trường làm đạo sĩ kể từ ngày hôm nay ngày đêm cung phụng tiên quân a à, không đúng hình như ăn chay là hòa thượng mà đúng lúc nhất cố thiếu gia đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh hắn tìm thấy rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có một bóng người đang ngồi xổm trên đầu tường trên mặt còn đeo một cái mặt nạ siêu nhân hello xin chào tống thư hàng vẫy tay chào nhất cố thiếu gia pho tượng bên cạnh anh là bạn của tôi đấy tôi muốn đưa bức tượng ấy đi đưa đi không được mày đừng có nằm mơ tượng thần tiên quân là của tao vĩnh viễn thuộc về tao nhất cố thiếu ra tức giận nói. Đúng là phiền quá đi, Tống Thư Hàng thở dài. Lúc này nếu như tiên quân không bế quan, trực tiếp cho nổ tung pho tượng xong đi ra là được rồi, cần gì phiền phức như thế chứ? Tống Thư Hàng nhảy xuống, tiếc quá, bức tượng thần này không thuộc về bất kỳ kẻ nào hết. Anh chỉ bị lực lượng tràn ra từ bức tượng ảnh hưởng mà thôi. Ngủ một giấc đi, chờ anh tỉnh lại thì tất cả sẽ trở lại như cũ. Tống Thư Hàng chuẩn bị cho cố thiếu ra một cú để hắn ngủ một giấc. Lúc này, lầu nhỏ bên ngoài truyền đến thanh âm suy yếu của một cô gái, ngữ khí rất tức giận, ca ca, ta nghe nói ngươi vì cầu phúc, trực tiếp đem tượng thần trong đạo quan của người khác đoạt về. Trong đầu của ngươi rốt cuộc chứa cái gì vậy? chương 154, Đậu Đậu Cộng Bạch chân Quân Giọng nói của cô ả ngập tràn sự giận dữ. Sau đó, một người đàn ông cao to trong bộ Âu phục giữ bộ mặt lạnh te, đôi mắt đăm đăm giúp đẩy xe lăn đi vào trong tiểu viện của nhất cô thiếu gia. Người ngồi trên xe lăn là một thiếu nữ tuổi chừng 17, 18, mái tóc dài của cô xóa tung, đôi mắt đen lấy trong veo và sáng ngời. Làn da của cô trắng muốt, nhưng lại là sắc trắng nhợt nhạt của người bị bệnh đã lâu. Hai chân của cô không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn phải ngồi xe lăn, bởi cô mang trong mình một thứ bệnh kỳ quái. Cứ đến một thời gian cố định nào trong ngày, cô sẽ vô cùng yếu ớt, lúc nghiêm trọng, cô thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi một đầu ngón tay, y hệt như người thực vật. Người nhà từng đưa cô đi gặp không biết bao nhiêu bác sĩ, kiếm đủ mọi danh y trên thế giới, nhưng dẫu vậy thì vẫn chẳng biết được bệnh của cô là bệnh gì, chứ đừng nói đến việc điều trị. Nhất cô thiếu ra đi đạo quan vô danh là để cầu phúc cho em gái mình. Sau đó, lòng hắn rung động trước bức tượng của tiên quân vô danh, nên thành thử, mục đích của lệch khỏi dự tính ban đầu. Vừa thấy em gái mình giận dữ, nhất cố liền thấy tỉnh táo hơn nhiều. Đưa tượng trả lại đạo quan, rồi xin lỗi với người ta. Cô thiếu nữ dù yếu ớt, nhưng khí thế lại mạnh mẽ như vua của muôn thú. Ngược lại, hiện giờ nhất cố chẳng khác nào một con ong mật ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu, chẳng nói được gì. Một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra. Không chả có được không, cùng lắm thì, anh đền cho người ta 10 bức tượng. Anh, anh định làm em tức chết đó hả? Cô thiếu nữ vỗ mạnh vào tay vịn của xe lăn, giận dữ bảo, hoặc là trả tượng về, hoặc là làm anh thành tượng rồi chuyển qua đó, anh chọn đi. Dù đang giận dữ, nhưng giọng cô vẫn mang theo cái điệu mềm mềm ngọt ngào như kẹo đường, khiến người ta mới nghe giọng thôi mà lòng đã rung động. Bấy giờ, Tống Thư Hàng bị hai anh em nhà này hoàn toàn ngó lơ. Đậu đậu xoay đầu lại nhìn thiếu nữ nọ, rồi tiếp tục le lưỡi thở hình hịch. Tống Thư Hàng quan sát cái cặp anh em kỳ quái này hắn cứ thấy vai vế của anh em nhà này như hoán đổi cho nhau, em gái thì có khí thế mạnh mẽ như chị, còn anh thì rụt đầu chẳng khác nào thằng em mắc lỗi. Đúng là một cặp anh em thú vị. Mấy, mấy bữa nữa, anh trả tượng về có được không? Nhất cố cắn răng nói, cùng lắm thì tiêu tiền cho người ta tạc một bức tượng khác giống vậy, rồi trả lại. Trả ngay bây giờ, ngay lập tức, trả về chỗ cũ. Cô em vừa nói xong, cơ thể liền mềm hoạt, chỉ biết là mình vào xe lăn đậu đậu phe phế đuôi đột nhiên nói thư hàng vác tượng của bạch chân quân đi chúng ta rời khỏi đây thôi gâu ừm được tống thư hàng nói đúng rồi thư hàng trước khi đi người có muốn kết thiện duyên không đậu đậu bỗng nhiên hỏi vậy đuôi nó quẹt qua quẹt lại trên nền đất thiện duyên gì cơ tống thư hàng hỏi với giọng nghi hoặc đậu đậu đáp lại với vẻ nghiêm túc người có cầm thối thể dịch theo đúng không cái mà có dược liệu thấp người tự luyện chế ấy. Có. Lát nữa, trước lúc rời đi, người nhỏ ra một giọt, chừng bằng đầu ngón út là được. Sau đó, bảo cô gái kia há miệng, rồi bắn vào miệng cô ấy. Đậu đậu bảo. Sau đó thì sao? Sau đó thì thiện duyên với người ta được kết rồi. Tin ta đi, có là một thiện duyên vô cùng lớn. Đậu đậu bắc kinh nghiêm túc nói. Làm vậy, không khiến cô ấy chết sao? Lúc dùng thối thể dịch khí huyết của cơ thể phải dồi dào mà. Cô gái này nhìn yếu như thế, chịu nổi dược lực không? Tống Thư Hàng hỏi với giọng nghi hoặc. Vậy nên ta mới bảo đấy là thiện duyên, tin ta đi, đậu đậu Bắc Kinh nói tiếp. Tống Thư Hàng nhìn chăm chăm vào nó, rồi bật cười ha hả. Được rồi, nghe ngươi, coi như là tích nhân phẩm. Tống Thư Hàng vỗ tay nhẹ nhẹ, rồi cắt ngang cuộc nói chuyện của đôi anh em kia. Xin lỗi, thời giờ của tôi không nhiều, tôi cần đưa bạn tôi đi. Đừng có mơ, ta sẽ không cho phép người mang bức tượng này đi. Nhất cố thiếu ra sông lên ôm ghi lấy tượng, người đâu, lăn ra đây cho tôi, đuổi cái thằng điên này ra ngoài. Hắn mới giống được một nửa, thì cơ thể bỗng ưng mềm hoạt, bên cạnh hắn, đậu đậu rụt móng vuốt về với vẻ khinh người. Nó chính là người búng nhẹ một cái, khiến cố thiếu ra ngất xỉu. Cậu là ai? Cô em gái nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tống thư hàng, sau lưng cô, Người đàn ông vận âu phục đen mò tay vào ngực, tư thế ấy giống hệt động tác chuẩn bị rút súng. Sau đó, người đàn ông nọ cũng ngã vật xuống. Đậu đậu lại rụt vuốt về với vẻ khinh người, người thường không nhìn thấy nó, nó có thể thỏa thuê làm người ta chết ngất. Bây giờ, khắp tiểu viện này chỉ còn Tống thư hàng, cô thiếu nữ và đậu đậu Bắc Kinh. "Đừng căng thẳng, tôi cho anh cô ngủ một giấc thôi. Ngủ dậy rồi thì không sao cả." Tống thư hàng mỉm cười nói, tiếp rằng do bị mặt nạ chắn nên nụ cười thân thiện của hắn chẳng được ai thấy cả tôi mang tượng về trước người này không thuộc về mấy người đúng rồi trước khi đi tôi tặng cô một món quà tống thư hàng đi lại bên bức tượng rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên bức tượng nặng nề ấy được hắn khiên lên vai vô cùng dễ dàng cô thiếu nữ trợn tròn mắt người thanh niên đeo mặt nạ này trông đâu có cường tráng ấy vậy mà lại có thể dễ dàng nâng bức tượng đó lên ánh mắt cô tràn ra vẻ hâm mộ đừng nói đến việc sở hữu cái sức mạnh siêu phàm này, dù chỉ là sống như những cô bé bình thường khác thôi cũng đã là điều cô mong mỏi mà chẳng thể làm được. Đương lúc cô trầm tư, Tống Thư Hàng đột nhiên quay đầu lại và hô lên. Há miệng, cô nàng há miệng ra theo bản năng. Tống Thư Hàng nhân cơ hội búng nhẹ một cái, một giọt thối thể dịch rơi vào miệng cô. Cô thiếu nữ chẳng cần nuốt, thối thể dịch đã tự trượt xuống họng. Kết một thiện duyên với cô đi, cũng tiện đường giúp tâm nguyện của anh cô trở thành hiện thực. Tống Thư Hàng nói xong liền nhảy lên cao một cách vô cùng tiêu sái, đậu đậu, đi. Vốn, Tống Thư Hàng muốn đậu đậu phối hợp với mình một chút, khi hắn nhảy lên cao, đậu đậu sẽ đón được hắn, sau đó hai người đằng vân giá vũ mà đi. Nhưng đậu đậu hiển nhiên chẳng phải một đồng đội ăn ý. Nó tò mò nhìn Tống Thư Hàng nhảy lên cao với vẻ mê mang, nó chẳng hiểu cái cậu này làm thế là có ý gì. Vậy nên, Tống Thư Hàng lại rơi xuống đất với vẻ ngượng nhịu. Đi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, rồi khiên tượng nhảy khỏi tường vây, chạy một mạch không quay đầu lại. Đậu Đậu Bắc Kinh chớp chớp mắt thấy Tống Thư Hàng chạy xa rồi, nó lặng lẽ vỗ một vuốt lên cô thiếu nữ. Sau đó, nó đuổi theo bóng dáng của Tống Thư Hàng. Ở đằng sau, sau khi cô thiếu nữ thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, cô vội vàng mò tay vào miệng để móc họng, định bụng nôn cái thứ mà người thanh niên đeo mặt nạ vừa đút. Ai mà biết cái thứ người kia bắn vào miệng mình là gì chứ? Hơn nữa, cứ thấy cái thứ vừa nuốt kia có vị gì ngon lắm. Nhưng giờ, cô đang thấy cổ họng mình bỏng rát như đang bùng cháy, chẳng kia thứ kia là thuốc độc sao. Tuy nhiên, cảm giác ấy chỉ duy trì chừng 2 giây. Sau đó, cảm giác nóng bỏng ấy hóa thành dòng khí ấm, trôi vào bụng cô. Rồi, dòng khí ấy lê ổ bụng cô làm chạn trung chuyển để đi tới khắp ngõ ngách trên cơ thể cô, khiến cô sảng khoái đến mức bật ra tiếng rên rỉ. Dòng khí ấm ấy duy trì rất lâu. Cuối cùng, cô còn ợ lên hai tiếng no nê. Theo hai tiếng ợ này, cô thấy lục phủ ngũ tạng của mình như được gột rửa, sạch sẽ và thoải mái vô cùng. Mỗi tiếng thở đều thanh khiết như luồng khí ở rừng rậm. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là, khi cô chống xe lăn, cô có thể dễ dàng đứng lên. Thứ bệnh kỳ quái trên người cô hoàn toàn biết mất cô cảm thấy mình như đang sở hữu người sức mạnh vô hạn. Thiện Duyên, cô siết nhẹ bàn tay. Duyên, lúc này, trang viên xa hoa của nhất cố thiếu ra đang loạn hết lên. Đội vệ sĩ lùng khắp trang viên để tìm cái tên thần kinh đeo mặt nạ kia, nhưng chẳng tìm được gì. Tên đó như biến mất vào hư vô, chẳng để lại chút bóng dáng. Đậu đậu mang tống thư hàng, phò tượng cho bạch chân quân biến thành, bay đến một ngọn núi không người ở thị trấn Nam Hoa Hồ. Không về thẳng đại học Giang Nam là do còn phải đợi quá trình bế quan của Bạch Chân Quân kết thúc, mở ra cái lớp tượng bọc ngoài cơ thể hắn, Bạch Trân Quân từng nói rằng, khi mở tượng sẽ có hiện tượng vô cùng nổi bật, bên nếu làm thế ở đại học Giang Nam thì sẽ khiến mọi người hỗn loạn. Tống thư hàng đặt Bạch Chân Quân xuống, hỏi: "Đậu đậu, đã dọn sạch mọi dấu vết ở trang viên kia chưa?" Giờ khoa học kỹ thuật phát triển thế này, chỉ cần có đủ tiền thì dù sót lại một dấu vân tay thôi thì vẫn có thể bị điều tra được yên tâm đi ta dùng pháp thuật để lau sạch rồi nhưng là nếu họ muốn tìm tới ngươi thì vẫn có thể tìm được lúc ngươi vào thôn lâm viễn đâu có che giấu gì đâu nếu bên họ dùng tiền thì để tìm được ngươi chỉ là vấn đề thời gian đậu đậu cười gian trá không sao ta tin đậu đậu sẽ giải quyết được dù sao chúng ta cũng kết thiện duyên với cô gái nọ cơm mà tống thư hàng cười ha ha cái mặt chó của đậu đậu có chút giật giật tống thư hàng dựng vững tượng của bạch chân quân rồi rút điện thoại ra, vẫy vẫy tay gọi đậu đậu. Qua đây, qua đây, chụp ảnh với ta nào. Trải qua bao thăng trầm mới đón được Bạch chân Quân, phải chụp một tấm để đăng vào nhóm cho các tiền bối xem, tiện thể cũng để Hoàng Sơn chân Quân biết mình vất vả thế nào, đợi đến khi hoàn thành nhiệm nụ, nói không chừng Hoàng Sơn chân Quân sẽ tăng thêm phần thưởng cho mình. Đậu đậu ngoan ngoãn hiện hình, rồi cùng Tống Thư Hàng và bức tượng của Bạch chân Quân chụp ảnh. Tống thư hàng gửi ảnh vào kho thư mực của nhóm Cửu Châu số 1 tiêu đề là trải qua bao thăng trầm, cuối cùng cũng đón được Bạch Chân Quân. Kẹp thêm ảnh chụp chung của mình, Đậu Đậu và Bạch Chân Quân đang trong trạng thái tượng. Tấm ảnh ấy vừa được đăng lên thì các tiền bối đã bấm like chấp nhoáng. Chẳng nhẽ mấy người này chú ý tới nhóm Cửu Châu số 1 từ nãy đến giờ à? Sau đó, số bình luận cũng tăng vèo vèo. Phủ chủ của Thất Sinh Phù. Thư hàng tiểu hữu vất vả rồi nhưng là chỉ thấy mỗi người và đậu đậu mà bạch chân quân đâu sược sư bạch chân quân đâu tạo hóa pháp vương cùng câu hỏi bạch chân quân đâu vân du tăng thông huyền bấy giờ tạo hóa pháp vương mới nhanh chóng bình luận thêm đợi chút chẳng nhẽ pho tượng kia là bạch chân quân phủ chủ của thất sinh phù đúng là bạch chân quân sao bạch chân quân lại hóa thành tượng thế này động chủ tuyết lang cái bách biến hóa không ngừng của bạch chân quân khiến chúng ta ngạc nhiên vô cùng. Thư hàng tiểu hữu vất vả rồi, đậu đậu cộng bạch chân quân nha. Phủ chủ của thất sinh phù. Đúng vậy, là đậu đậu cộng bạch chân quân cơ đấy. Sược sư, đậu đậu cộng bạch chân quân cơ đấy. Hoàng sơn chân quân. Thư hàng tiểu hữu cố lên. Tấm ảnh này, khiến rất nhiều các tiền bối thích im lìm cũng phải trồi lên. Tống thư hàng lặng lẽ tắt di động, nhìn về phía đậu đậu Bắc Kinh thấy cái vẻ mặt ấy của Tống Thư Hàng, đậu đậu liền hiểu ra. Cái đám dở người đó đang nói xấu ta phải không? Không, Tống Thư Hàng đáp lại rất thản nhiên, họ chỉ đặt ngươi tương đương với Bạch chân Quân thôi. Đậu đậu chương 155, một vị tiền bối đi trên đất bằng mà cũng ngã, thì đáng sợ nhường nào. Bây giờ, thiên lý truyền âm tiêu trong tay Tống Thư Hàng vang lên giọng nói của Bạch chân Quân. Thư Hàng tiểu hữu có đó không? Lúc nãy, đợi chờ nhàm chán quá nên ta đi tu luyện một chút. Giờ, ta không biết họ đưa ta đi đâu rồi, người vẫn tìm được ta chứ, ta đang chuẩn bị đi ra từ lớp xác tượng. Tống Thư Hàng giở khóc dở cười. Bạch chân Quân tiền bối, ta đang ở ngay bên cạnh người. Bạch chân Quân cảm thấy vô cùng có lỗi. Tiền bối, người cứ xuất hiện đi, đúng rồi, lúc người đi ra từ tượng, ta có cần né đi không? Tống Thư Hàng hỏi dò. Ừm, lùi xa ra chừng 10 mét là được rồi, ta có thể kiểm soát uy lực của cú nổ. Bạch Trân Quân đáp lại với giọng vô cùng tự tin. 10 mét à, Tống Thư Hàng lùi về sau chừng 20 mét. Thế này tầm hơn 10 mét rồi ấy nhỉ. Lúc này, hắn quay đầu lại thì thấy yêu khuyển đậu đậu đã bình tĩnh rụt về tới hơn trăm mét, đuôi còn phe phẩy không ngừng. Tống Thư Hàng nhớ lại cái câu trả lời, vô cùng tự tin, của Bạch Trân Quân, rồi lại nhìn cái mặt bình tĩnh của đậu đậu. Hắn chẳng hề do dự, liền nhanh chóng đứng cùng chiến tuyến với đậu đậu, chạy ra xa hơn trăm mét mới ngừng. Xem ra cũng có đầu óc đấy, gâu, đậu đậu cười gian trá. Chỉ là ta cho rằng, người né ra xa như này chắc chắn là có nguyên do, nhưng rõ ràng là bạch chân quân tự tin như vậy. Hơn nữa, một cao thủ như hắn, hẳn là có thể kiểm soát uy lực của cú nổ chứ. Sao người còn lùi xa trăm mét làm gì? Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi. Ha ha, ta có nói rằng hắn không kiểm soát được uy lực của cú nổ sao? đậu đậu với cái đuôi lớn, bảo, ta né thứ khác kia, để khỏi bị Bạch chân Quân hại. Trong lúc bọn họ nói chuyện, bức tượng mà Bạch chân Quân biến thành đã nổ bùm. Đúng là tạo hiệu ứng lớn thật, y như nổ phá núi, mặt đất rung lên bần bật. Nhưng khả năng kiểm soát của Bạch chân Quân cực chuẩn, những mảnh vỡ bắn ra từ pho tượng có bay đi, nhưng đều rơi xuống đất trong bán kính 10 mét. Xác tượng nổ tung, để lộ bản thể của Bạch chân Quân đó là một bóng dáng như tiên nhân giữa cõi trần, mái tóc đen tuyền buông lơi, ánh mắt sáng như sao rực lên, bộ bạch y nhẹ nhàng bay múa do ảnh hưởng từ vụ nổ, trên bộ đồ ấy có khắc trận pháp, dòng năng lượng ngưng lại như chất lỏng lưu chuyển trên đó không ngừng, càng tăng thêm vẻ tiên giật xuất trần. Tống Thư Hàng không thể không cảm thán, so với cái, ảo ảnh, hắn từng thấy ở đạo quan vào danh, thì bạch chân quân trong hiện thực càng ra dáng tiên nhân hơn. Ờ, còn có một điểm không thể không nói dù đã bế quan hơn 150 năm, không gội đầu mà mái tóc dài của hắn vẫn chứ mềm mượt óng ả. Cái bộ áo bào trắng cũng thế, trải qua hơn 150 năm mà vẫn sạch sẽ thơm tho. Tóc vẫn mềm mượt óng ả thì còn giải thích rằng khi thực lực của tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định thì cơ thể sẽ không còn nhiễm bụi trần. Còn quần áo thì chẳng nhẽ là dùng cái Tịnh thân chú trong truyền thuyết, a chết, hay là Tịnh nghi chú, hay là pháp thuật sạch người cái quỷ gì gì đó? nếu có loại pháp thuật đó thật thì tuyệt quá, không cần giặt quần áo, niệm pháp thuật một cái là quần áo giọt giọt vài phát liền sạch ngay, quá tốt ấy chứ. Nhất là vào mùa đông, cái pháp thuật đó lại càng quan trọng. Tống Thư Hàng nhớ tới ngày đông giá rét của tháng 12 năm ngoái, cái cảm giác run rẩy khi giặt đồ vẫn còn, tay đông cứng đến vô cảm luôn. Lạc đề quá rồi. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm là bạch chân quân tiền bối, nếu hắn có thể kiểm soát phạm vi nổ chỉ trong vòng 10 mét, thì sao đậu đậu còn phải né xa hơn trăm mét làm gì? Bây giờ, Bạch Trân Quân giơ ngón tay lên, đứng từ xa làm dấu thủ ấn của đạo gia với Thư Hàng. Chào Thư Hàng đạo hiếu. Tống Thư Hàng không biết loại lễ nghi này lắm, chỉ đành bắt trước Bạch chân Quân để chào lại. Chào Bạch chân Quân tiền bối. Giờ chúng ta đi đâu? Bế quan hơn 150 năm, cảm thấy thế giới bên ngoài đã thay đổi uống nhiều. Dù là cái phương tiện giao thông kéo xác tượng của ta, hay là những thứ trong phòng, còn cả cách ăn mặc nữa, mới hơn trăm năm ngắn ngủi, mà sự biến đổi còn lớn hơn so với hơn ngàn năm trước. Bạch Trân Quân cười nhạt. Nụ cười ấy quả là nghiêng nước nghiêng thành, làm người ta mê mẩn. Chúng ta tới Đại học Giang Nam trước. Nếu Bạch Trân Quân không chê, thì ở tạm trong căn nhà dược sư tiền bối đã mua một chút. Trong thời gian ấy, ta sẽ dẫn người đi làm quen với những đồ hiện đại hóa. Tống Thư Hàng nói. Được, mọi chuyện nghe theo sắp xếp của thu hàng đạo hiếu bạch chân quân lại cười cười sao mà mê mẩn sao là tỏa sáng sau đó ánh nhìn của bạch chân quân dừng lại bên đậu đậu bắc kinh tiểu đậu đậu lâu rồi không gặp gâu gâu lâu rồi không gặp bạch tiền bối đậu đậu hô lên hai tiếng bạch chân quân hỏi hoàng sơn chân quân vẫn khỏe chứ hoàng sơn chân quân vẫn khỏe lắm đang chuẩn bị để đột phá cảnh giới tôn giả thất phẩm Đậu đậu đáp lại, nhắc tới Hoàng Sơn chân quân, nó liền nghiến răng đầy oán hận. Tốt quá, tu sĩ vừa có thiên phú lại chăm chỉ như Hoàng Sơn chân quân, nhất định sẽ thăng lên cảnh giới tôn giả. Bạch chân quân đáp, sau đó liền đi về phía tống thư hàng. Trong lúc đi tới, đôi mắt của Bạch chân quân bỗng mơ màng như đang suy tư điều gì. Cái địch, Bạch chân quân thất thần, lông đuôi của đậu đậu dựng thẳng lên. Tống thư hàng không hiểu ý nó là sao. Đậu đậu vừa dứt lời, Bạch chân quân bỗng nhiên như vấp phải thứ gì, liền ngã sắp xuống đất. Tống thư hàng cam đoan, trước khi bạch chân quân trượt chân, trên đất không có bất cứ thứ gì ngáng đường hắn. Thế tức là, đây là thần kỹ, ngã sắp mặt trên đất bằng sao? Nếu là người thường, trượt chân ngã cũng chẳng sao, đứng dậy phủi phủi vết bẩn trên người đi là được, cùng lắm là xây sát một chút. Nhưng nếu cái người ngã xuống nền đất là một người có thực lực mạnh như bạch chân quân thì... Dầm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, còn nổ lớn hơn cả khi bạch chân quân phá xác tượng. Nơi bạch chân quân ngã trào lên khói bụi. Một lúc lâu sau, Tống Thư Hàng mở mắt nhìn qua thì thấy được, chỗ bạch chân quân ngã sắp xuống lộ ra một cái hố khổng lồ. To như cái hố của thiên thạch rơi xuống trái đất. Đậu đậu lặng lẽ nuốt nước miếng. 150 năm bế quan đúng là không phải chuyện đùa, diện tích của cái hố này lớn quá đi mất. May mà đã cách xa hơn trăm mét nên mới không rơi vào đó nhìn cái kích cỡ này, không biết chừng, Bạch chân Quân không còn là Bạch chân Quân nữa, mà phải là Bạch Tôn Giả. Tống Thư Hàng nuốt nước miếng. Đậu đậu, người nói thật cho ta nghe, có phải Bạch chân Quân tiền bối rất hay trượt chân thế này không? Ờ, yên tâm đi, đậu đậu an ủi. Bạch chân quân chỉ dễ trượt chân lúc đang thất thần khi nghĩ lần thần thôi. Đậu đậu chắc chắn sẽ không nói cho Tống Thư Hàng biết rằng, Bạch chân quân có thể thất thần bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, thậm chí, mỗi ngày có thể thất thần hơn trăm lần. Lúc thất thất, đến đứng ở đất bằng mà cũng ngã sao. Tống Thư Hàng chợt tưởng tượng ra cái cảnh, ngày nào đó, khi hắn và Bạch chân Quân tiền bối đang dạo phố, tiện thể giới thiệu cho chân Quân những tri thức về thời hiện đại, Bạch chân Quân suy tư, rồi trượt ngã. Sau đó, ầm, Bạch chân Quân tiền bối cao chừng 1m82, nếu không tính đến những nhân tố khác, từ lúc Bạch chân Quân trượt chân, cho tới lúc nhanh chóng rơi xuống đất, thì xin hỏi, diện tích của nội ám ảnh trong lòng Tống thư hàng sẽ lớn đến chừng nào? Đến lúc ấy, có lẽ chỉ có thể dùng cái lý do đất lún để giải thích. Nhất định phải nhớ, lúc nào cũng phải chú ý đến trạng thái của Bạch Chân Quân, tuyệt đối phải cản lại việc hắn trượt chân ngã. Một tiền bối đang ngẩn người không đáng sợ. Một tiền bối có thực lực cao cường cũng không đáng sợ. Một người có kỹ năng ngã sấp mặt trên đất bằng cũng không đáng sợ nhưng một tiền bối thực lực cao cường khi ngẩn người có kỹ năng ngã sắp mặt trên đất bằng thì vô cùng đáng sợ đấy chính là quả pháo hình người có thể cướp cò bất cứ lúc nào mức phá hoại khổng lồ a à, lúc này bạch chân quân đứng lên từ trong hố hắn phủi phủi quần áo như chẳng có chuyện gì xảy ra bộ đồ ấy vẫn trắng phao như tuyết xem chừng bộ bạch bào này đúng là có mấy cái tính năng như vệ sinh chống bụi nãy ta đột nhiên nhớ tới một chuyện khi bế quan nên thất thần Ha ha, Bạch Trân Quân nhìn Tống Thư Hàng và đậu đậu, cười với vẻ xấu hổ. Sau đó, Bạch Trân Quân giơ ngón tay đặt lên chán, rồi quát khẽ. Bình thổ chú, nghe theo tiếng quát khẽ này của hắn, đất chung quanh hố tự dịch chuyển, chẳng mấy chốc đã lấp bằng cái hố nọ. Nhìn cái tư thế thuần thục này, Tống Thư Hàng biết chắc rằng trước đây, Bạch Trân Quân nhất định là đã dùng bình thổ chú rất nhiều lần rồi. Đợi đến khi lấp xong hố, Bạch Trân Quân nói. Được rồi, ổn thỏa rồi, chúng ta đi thôi nhỉ. Được, tiền bối, ta và đậu đậu đi trước dẫn đường, tiền bối đi theo chúng ta là được rồi. Tống Thư Hàng đáp. Đậu đậu lặng lẽ phóng to cơ thể dài đến 5 mét, Tống Thư Hàng trèo lên lưng nó. Ai, đợi chút, ta cũng cưới đậu đậu. Bạch chân Quân đột nhiên bảo, bản mạng phi kiếm của ta bị người khác trộm mất lúc bế quan rồi, không ngự kiếm phi hành được. Đợi mấy ngày nữa, Tống thư hàng đạo giúp giúp ta làm quen với những đồ hiện đại hóa. Ta sẽ đi tìm phi kiếm. Tống thư hàng, bản mạng phi kiếm bị người khác trộm mất, tiền bối, trong lúc bế quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái mặt chó của đậu đậu cũng rúm lại, cuối cùng nó thoáng thở dài rồi phóng to cơ thể mình lên chút nữa. Bạch chân quân cười ha ha, rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng của đậu đậu. Vất vả cho ngươi rồi, tiểu đậu đậu, đợi đến khi ta mở lại bảo tàng sẽ mang đồ ngon cho ngươi ăn. Đậu đậu nói ngay, ta muốn chu quả ngàn năm. Không thành vấn đề, ta phải xem trong 150 năm qua, cây chu quả đã có bao nhiêu quả rồi. Bạch Trân Quân nói rất sảng khoái. Đậu đậu cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nó mang tống thư hàng và Bạch Trân Quân bay lên giới, đi về phía Đại học Giang Nam. Trên đường đi, Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Đúng rồi, tiền bối, sao ngươi lại nằm trong pho tượng đó, chỗ bế quan của ngài đâu? nói ra thì dài lắm, do một chuyện ngoài ý muốn mà chỗ bế quan của ta không còn nữa. Bạch chân Quân cảm thán. Yêu khuyển đậu đậu hỏi với giọng nghi hoặc. Chỗ ngày bế quan, ít nhất cũng phải có 300 trận pháp phòng ngự chứ. Chuyện ngoài ý muốn nào sẽ khiến nơi ấy biến mất? Thiên kiếp, Bạch chân Quân nhún vai, ta vừa mới bế quan hơn 50 năm, thì đột nhiên thăng cấp, sau đó thành thiên kiếp giáng xuống. Uy lực của thiên kiếp hôm đó rất mạnh, mới mất vài phút đã đánh vỡ hơn 300 trận pháp phòng ngự của ta, sau đó, nơi ta bế quan cũng chẳng còn. chương 156, mỗi lần xuất quan đều có cảm giác như bị thế giới ruồng bỏ. Chỉ có thể nói, không hổ là bế quan cuồng nhân bạch chân quân. Trong lòng đậu đậu Bắc Kinh cảm thán, trong lúc bế tử quan đột nhiên tấn cấp, sau đó cho bế quan bị thiên kiếp đánh tan tành, tuy rằng việc này khá hiếm có, nhưng trước kia cũng từng xảy ra trong giới tu chân rồi. Nhưng người sau khi vượt qua đại kiếp nạn trong lúc bế quan, tấn cấp thành công xong lại không lập tức xuất quan, mà vẫn tiếp tục bế tử quan một cách bình tĩnh như Bạch Chân Quân thì đúng là trước nay chưa từng có. Phần lớn các tu sĩ bế tử quan là vì để tấn cấp, sau khi tấn cấp rồi thì xem như đã đạt được mục đích, đương nhiên phải xuất quan trước để mời mấy đạo hữu còn sống đến để chung vui chúc mừng. Chỉ có mỗi mình Bạch Chân Quân là thuần túy vì bế quan nên mới đóng cửa, để hưởng thụ quá trình bế quan. Nói cách khác, bây giờ bạch tiền bối ngài đã là tôn giả rồi à? Đậu đậu hỏi. Ừ, bạch chân quân bình tĩnh gật đầu. Bây giờ hắn đã là bạch tôn giả rồi chứ không phải bạch chân quân nữa. Tống thư hàng tò mò hỏi thăm, bạch chân quân, sao sau này ngài lại biến thành pho tưởng thế? Lại còn bị đưa vào thờ trong đạo quán vô danh nữa? Hơn nữa, thời gian cũng không khớp lắm. Bạch chân quân bế quan vào 150 năm trước, trong lúc bế quan lại gặp phải thiên kiếp đánh vỡ mất cấm chế của nơi bế quan, cùng lắm cũng chỉ mới hơn trăm năm chứ mấy. Nhưng những gì ghi chép lại từ đạo quán vô danh ở thôn Lâm Diêu thì bức tượng kia đã được thờ từ mấy trăm năm trước rồi. Nói ra thì dài dòng lắm, Bạch Chân Quân cười ha hả, chậm rãi giải thích, trận Thiên Kiếp kia phá hủy nơi bế quan của ta, rốt cuộc ta dựa vào bí pháp, thành công vượt qua thiên kiếp, năng lượng còn sót lại của bí pháp đã tạo thành lớp vỏ tượng bên ngoài mà các ngươi đã nhìn thấy, để bao bọc ta vào trong." sau đó bởi vì ta vừa mới tấn cấp xong còn đang làm quen với hình thái linh lực mới không thể lập tức bế tử quan chỉ tiến vào trạng thái bán tu luyện mà thôi có lẽ là âm thanh của trận thiên kiếp khi đó khá lớn nên cũng hấp dẫn sự chú ý của một vị tu sĩ ở gần đó vào lúc ấy đó chính là một vị tu sĩ của không không đạo môn hắn hiểu lầm nơi ta bế quan là linh địa nên mới miệt mài tìm kiếm đào thẳng xuống nơi ta bế quan bạch chân quân vuốt cằm Nhớ lại tình hình khi đó, sau khi hắn đến được nơi ta bế quan thì tất nhiên vô cùng hưng phấn, chỉ là tiếc thay, nơi bế quan của ta, ngoại trừ bản mệnh phi kiếm, lưu tinh kiếm của ta ra thì không còn bảo vật gì nữa. Vị tu sĩ của không không môn kia có tu vi không cao lắm, nên ánh mắt cũng không được tốt, hắn cho rằng bản mệnh phi kiếm của ta là vật vô chủ. Cho nên lấy phi kiếm của ta đi, ta cảm thấy khá thú vị, nên cũng để mặc cho hắn mang phi kiếm đi cho nên chắc là bản mệnh phi kiếm của ta bây giờ vẫn còn nằm trong tay hắn thì phải. Sắp tới ta sẽ lấy nó về, không có phi kiếm bất tiện lắm. Cho hắn mượn chơi 100 năm chắc là hắn cũng thỏa mãn rồi ấy nhỉ. Đậu đậu nghịch mặt ra, phi kiếm của bạch tiền bối thật sự bị người ta đánh cắp. Lưu tinh kiếm, đúng là cái tên hay, thư tống thư hàng để ý lại là phi kiếm sau khi trải nghiệm hiệu quả của việc ngự kiếm phi hành vài lần thì sự khao khát của hắn đối với phi kiếm đã đến mức độ đói khát luôn rồi. Đậu đậu Bắc Kinh lại hỏi, sau đó thì bạch tiền bối ngài bị mấy thôn dân đào bới đưa lên à? Không phải, vẫn là bị tu sĩ của không không đạo môn kia. Hắn ta lạ lắm, ngày đầu tiên thì lấy phi kiếm của ta đi. Ngày hôm sau hắn lại quay lại nơi ta bế quan, chuyển pho tượng là ta ra ngoài. Lúc ấy ta còn tưởng là hắn đã phát hiện ra được chân thân của ta nhưng hình như hắn chỉ muốn mang pho tượng của ta ra mà thôi ngày đêm ngây người ra nhìn nhìn suốt mấy ngày liền bạch chân quân suy nghĩ một lúc rồi kể tống thư hàng và đậu đậu đưa mắt nhìn nhau một cái khỏi nói cũng biết nhất định là hắn bị mị lực đặc biệt phát ra từ trên người của bạch tiền bối ảnh hưởng rồi nhỉ nói tới mị lực đặc biệt thì tống thư hàng lại quay đầu nhìn bạch chân quân đột nhiên hắn cảm giác bạch chân quân bây giờ thật sự là càng lúc càng thêm phần phong tư vô hạn giống như một cái hố đen sâu hóng, có khả năng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, khiến cho người ta không cách nào rời mắt ra khỏi hắn được. Thậm chí ngay cả nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Tống Thư Hàng từng có kinh nghiệm nên vội vàng quay đầu đi, sau đó, hắn nhìn thấy đậu đậu cũng đang nhìn chầm chầm vào bạch chân quân, đôi mắt cún còn tỏa sáng lấp lánh, bộ dạng như không nỡ rời mắt. Tống Thư Hàng vội vàng vỗ đậu đậu thật mạnh, đậu đậu bây giờ đang bay trên không, lỡ như nó không nhìn kỹ đằng trước đâm đầu vào máy bay thì sao đậu đậu xấu hổ thẻ lưỡi làm hộ thở hồng hộc bạch chân quân lại nói tiếp sau đó chừng ba bốn ngày gì đó vị tu sĩ không không đạo môn kia đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ đào hố trôn ta xuống đất lại đúng là một người khó hiểu mà tiếp theo ta cảm giác dù bị trôn dưới đất cũng không sao hết nên tiếp tục bế tử quan chuyện về sau ta cũng không rõ lắm ta bị người dân đào lên khi nào bị đưa vào đạo quán thở ra sao, ta đều không có cảm giác gì cả, chuyện về sau các người cũng biết đấy, lúc ta bế quan xong mới phát hiện, hóa ra ta được thờ như tượng thần. Bạch chân Quân cười ha hả nói, lúc vừa tỉnh lại, phát hiện mình biến thành tượng thần bị thờ trong đạo quán, hắn cũng thấy giật mình lắm. Tống Thư Hàng thở dài, quả nhiên mấy thứ truyền thuyết đều không đáng tin. Xem ra là do người dân truyền miệng với nhau, đồn tới đồn lui, sau cùng khoác lác thêm về thời gian đào được tượng thần. Một bên khác, đài truyền hình của thị trấn Nam Hoa Hồ đang đưa tin. Bên ngoài đạo quán vô danh của thôn Lâm Diêu, hơn trăm người ẩu đã tấp thể, hiện trường rất thảm thiết. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt được hơn 70 người đánh nhau tại chỗ. Ngoài ra, trong lúc hỗn loạn, bức tượng thần trong đạo quán vô danh cũng đã bị người ta cướp đi mất. Theo như những gì khách hành hương có mặt tại hiện trường kể lại, trước khi ba nhóm người này kéo đến thì đã có một nhóm người khác xông vào đạo quán vô danh cướp tượng thần đi trước. Cảnh sát cho hay, sự kiện ẩu đả lần này có tính chất rất nghiêm trọng, bọn họ nhất định sẽ nghiêm trị đích đáng những kẻ tham gia, cũng sẽ tìm bức tượng thần kia về cho bằng được. Tốc độ phi hành của đậu đậu thì khỏi phải nói, bọn họ nhanh chóng đáp xuống mái căn nhà của dược sư. Bạch chân Quân đứng bên sân thượng, nhìn về phía xa. Đưa mắt nhìn quanh, Vô số tòa nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, toàn bộ khu đại học Giang Nam giống như một khu rừng được tạo nên từ xi măng cốt thép. Ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hơn 150 năm trước, nơi này vẫn còn là một khu rừng rậm, bên kia còn có một hồ nước rất đẹp. Bạch Chân Quân so sánh cảnh tượng trước mắt và những ký ức trong đầu của mình, thầm thở dài. Mỗi lần bế Tử Quan đi ra, hắn đều có cảm giác giống như mình đã bị thời đại bỏ rơi bạch trân quân thở dài cảm thán thế này cũng tuấn mỹ không sao tả xiết bạch trân quân nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình thư hàng đạo hiếu chúng ta phải bắt đầu làm quen với thế giới bây giờ từ phương diện nào đây tống thư hàng đắc ý cười nói ta đã sớm chuẩn bị rồi xin mời bạch tiền bối theo ta sau đó tống thư hàng dẫn bạch trân quân đi vào lầu ba cũng là nơi có gian phòng mà hắn ở tạm bạch trân quân tò mò quan sát tất cả mọi thứ nhất là mấy sản phẩm đồ điện mà 150 năm trước không có như tivi, điều hòa, tủ lạnh, bếp điện tử. Những thứ này đều là đồ do chủ cũ của ngôi nhà để lại, dược sư tiền bối ra tay hao ở phóng như thế, chủ nhà đương nhiên cũng sẽ không so đo chút đồ đấy. Tống Thư Hàng mở máy tính lên, sau đó lập tức mở không gian của nhóm nhóm cửu châu số 1 lên. Sau đó hắn tải vài tập tin xuống. Tác dụng và hướng dẫn dùng các món đồ điện hiện đại, điều hòa, tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, nồi cơm điện. Những thứ tu sĩ cần chú ý trong xã hội hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, 10 cách nhanh chóng hòa nhập vào xã hội. Quy tắc an toàn giao thông cơ bản, nhớ kỹ đừng đụng hỏng xe hơi chạy trên đường. Kèm theo ảnh của các loại xe hơi. Vì để tiện cho Bạch Chân Quân, Tống thư hàng còn cố ý chuyển chữ giản thể thành phồn thể nữa. Tiên bối, trước tiên ngài qua đây xem mấy tập tin này đi ở trong này có giải thích về tác dụng và cách dùng các loại đồ điện gia dụng. Đợi sau khi ngài hiểu sơ sơ về những thứ này xong thì ta sẽ tạo thêm một tài khoản chat cho ngài, để Hoàng Sơn chân quân thêm ngài vào trong nhóm Cửu Châu số 1. Đúng rồi, trước tiên phải làm thẻ căn cước cho ngài, sau đó còn phải mua cho ngài một chiếc điện thoại và máy tính nữa." Tống Thư Hàng nói. "Để ta xem xem." Bạch Chân Quân hứng thú ngồi vào trước máy tính, học theo Tống Thư Hàng, cầm lấy chuột, kéo chuột, cũng bài bản lắm. Ô, mấy thứ này thú vị thật, thứ ở trước mặt ta bây giờ chính là máy tính à, đúng là tiện lợi thật, có nhiều chức năng thế này. Lại còn tủ lạnh nữa, trước kia ta muốn ướp lạnh một số thứ đều dựa vào hầm băng lớn hoặc trận pháp băng hệ thôi. Còn có điện thoại này, có chức năng giống với thiên lý truyền âm thật đấy. Hai mắt của Bạch Chân Quân bắt đầu tỏa sáng. Bản thân hắn vốn đã luôn hứng thú với mấy pháp khí loại cơ quan rồi, hiện tại có nhiều thứ đồ hiện đại hóa như thế, khiến hắn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc tiền bối ngài cứ xem trước đi nhé, ta liên hệ với nhóm cửu châu số 1 đã. Tống Thư Hàng nói, hắn dùng điện thoại lên nhóm, tìm vào phần, đạo hữu bế quan hơn 50 năm, sau khi xuất quan muốn làm các loại giấy tờ, thông tin hợp pháp xin liên hệ với Tuyết Lang Động Chủ. Móc lửng, Tuyết Lang Động Chủ hình như cũng là một vị tiền bối ít khi trồi lên nói chuyện. Nhưng khi nãy lúc mình gửi tấm ảnh đón Bạch chân Quân xuất quan thì vị Tuyết Lang Động Chủ này từng xuất hiện. Nhóm Cửu Châu số 1, A còng tuyết lang động chủ, tiền bối có đó không? Tuyết lang động chủ nhanh chóng xuất hiện, ha ha, là cần làm giấy tờ với thông tin hợp pháp cho Bạch Trân Quân đúng không? Cứ yên tâm đi, mấy thứ này Hoàng Sơn Trân Quân đã sớm nhờ Lão Phu làm rồi, ngày mai sẽ có người gửi đến tận tay ngươi. Hoàng Sơn Trân Quân đúng là suy nghĩ chu đáo, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Thư Hàng tiểu hữu bây giờ Bạch Trân Quân tiền bối đã ra khỏi pho tượng kia rồi à? Người có cảm giác gì không? Tuyết lang động chủ lập tức dò hỏi. Cảm giác gì? Tống Thư Hàng suy nghĩ một lúc mới nói, không có cảm giác gì hết, chỉ là ta cảm thấy, so với pho tượng kia thì bạch tiền bối thật sự tuấn mỹ hơn nhiều. Về phần kỹ năng ngã động đất của bạch chân quân thì Tống Thư Hàng cảm giác cứ phải nể mặt của tiền bối đi đã, nên che giấu được thì cứ giấu, dù sao thì hắn không làm được mấy chuyện nói xấu sau lưng người ta. Ô ô, cố gắng lên, Thư Hàng tiểu hữu dường như tuyết lang động chủ rất hài lòng trước đáp án của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không hiểu gì hết. Sau đó, hắn cẩn thận nhìn bạch tiền bối thật kỹ. Lại nói, rốt cuộc là bạch tiền bối có điểm nào khiến cho các tiền bối trong nhóm lo lắng sợ hãi như thế nhỉ? Hắn đã từng nghĩ rất nhiều, liệu có phải vì mị lực đặc biệt trên người bạch chân quân gây nên hay không? Nếu là như thế thì đúng là sẽ khiến các nam tiền bối trong nhóm thấy xấu hổ. Nhưng không phải trong nhóm vẫn còn nữ tu đấy à? chương 157, thật ra, toàn bộ nhóm này đều là nick nhỏ của ta. Ở trong nhóm cửu châu số 1, sau khi tuyết lang động chủ nói xong thì các tiền bối còn lại không ai nói gì cả. Theo như tính cách của mấy vị tiền bối trong nhóm thì mỗi khi có người gợi chuyện thì sẽ luôn có mấy tiền bối ngoi lên tám với nhau. Của nhiên đây là vì thiếu bắc hà tán nhân tiền bối và người luôn tự tìm đường chết là cuồng đao tam lãng tiền bối à. Sau khi mất đi mấy vị tiền bối buôn dưa chuyên nghiệp này, trong nhóm thật sự trở nên im lặng hơn hẳn. không khí ảm đạm thế này khiến tống thư hàng cảm thấy không quen lắm. hắn nhìn danh sách thành viên online ở bên phải, chỉ có mỗi mình chủ nhóm hoàng sơn chân quân là giữ trạng thái online. những người còn lại phần lớn đều hiện trạng thái offline hoặc ẩn thân gì đó. tống thư hàng chán quá nên gửi một câu: hoàng sơn tiền bối, gần đây ngài đang bận chuyện gì thế? còn nhớ lúc trước hoàng sơn chân quân đã nói bận việc gì đó phải hai tháng nữa mới có thể tới đón đậu đậu về. Cho nên giờ không có chuyện gì để nói nên Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi luôn. Ha ha, đang đợi một kẻ thú vị phá phòng ấn thoát ra. Hoàng Sơn Trân Quân cười nói. Nói xong, hắn lại gửi một bức ảnh lên. Đó là ảnh kép màn hình một chủ đề, tài khoản kép màn hình lại cũng không phải Hoàng Sơn Trân Quân mà là một tài khoản tên, màu của quả cam nhỏ. Người nói chuyện hôm ấy là, Vân Vụ Đạo Trưởng. Tiêu đề, hoa ha ha, hoàng sơn ngươi là tên ngu đần, trấn áp lão phu suốt 200 năm. Nội dung, thế nhưng, lão phu rốt cuộc cũng phá giải dược nguyên lý phòng ấn chi pháp của ngươi, bây giờ đã bắt đầu tính toán cách phá phong rồi. Lão phu sẽ phá vỡ được cái phòng ấn củi bắp của ngươi ngay thôi, sau đó lại tiêu giao khắp thế gian lần nữa. Để xem tới lúc đó lão phu trả thù ngươi thế nào. Ha ha ha, lần này lão phu tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Trong cái chủ đề này được một đống người ấn like. Comment 1, đạo trưởng rốt cuộc cũng sắp phá phong ra rồi, 200 năm thật lợi hại. Chờ mong sau khi đạo trưởng phá phong thì có thể kể thêm về sự tích uy mãnh của ngươi năm đó cho chúng ta nghe. Comment 2, đạo trưởng lại lên cơn ảo tưởng à. Comment 3, mấy chuyện mà đạo trưởng kể là hay nhất luôn đó, ta thật muốn viết nó thành tiểu thuyết post lên mạng quá đi à. Comment 4, đạo trưởng ơi, đừng có ngừng uống thuốc mà. Comment 5, thuốc cũng không thể uống bậy nhé. Nhưng nếu như là uống thuốc của đạo trưởng thì nhất định sẽ không sao hết, sau khi uống xong lại đáng eo hơn. Chửi đều, manh manh đát là đáng yêu, cũng là bệnh nặng cần uống thuốc. Comment 6, đạo trưởng, mấy chuyện riêng tư như phá giải phong ấn này người đăng lên quang minh chính đại như thế có sao không? Comment 7, nơi này xứng đáng cho chúng ta vỗ tay. Phía dưới còn hơn trăm người comment. Chấm. Tống Thư Hàng xem nội dung thì hình như cái người tên Vân Vũ Đạo Trưởng này đã bị Hoàng Sơn chân quân phong ấn gần 200 năm, bây giờ rốt cuộc sắp phá được phong ấn, vậy nên mới lên mạng huynh hoang khoe khoang. Nhưng xui thay lại bị Hoàng Sơn chân quân phát hiện. Nhưng đã phong ấn suốt 200 năm rồi, vẫn còn ở trạng thái phong ấn thì hắn lên mạng kiểu gì? Tống Thư Hàng dò hỏi. Chẳng lẽ Hoàng Sơn chân Quân đề cao yêu đãi cho tù binh, nên tự mình giúp tù binh lên mạng? ha ha, để ta giải thích cho ngươi hiểu. Hoàng Sơn chân Quân cười to rồi nói. Tên Vân Vũ Đạo Trưởng là trưởng lão của không không đạo môn đời trước, rất buồn cười. Hai tê tê âm năm trước hắn đã có cảnh giới tiên thiên tứ phẩm rồi, chân áp đến bây giờ chắc trình độ cũng tăng lên kha khá rồi đấy. Hai trăm năm trước, hắn tiến vào trong một động phủ của ta, trộm sạch sẽ bảo vật bên trong còn chưa đủ, không không đạo môn vốn chuyên làm nghề này mà, cùng lắm thì sau khi ta bắt được sẽ tẩn cho hắn một trận nên thân là cùng nhưng nào ngờ sau khi hắn trộm đồ của ta xong còn đắc ý rêu rao khắp nơi nói phong ấn thuật và trận pháp của ta cùi bắp muốn chết nói là phá mở động phủ của ta dỡn như bận ấy lại còn bốc phét nói với trình độ của ta thì hắn chỉ cần tốn vài phút là đủ để phá vỡ phong ấn thuật mà ta dốc toàn lực tạo nên sau đó ta cũng đáp ứng nguyện vọng của hắn dốc hết sức bắt được hắn lại lấy một khối thiên ngoại bảo thạch khổng lồ làm ấn, dùng ngũ chỉ sơn phong ấn pháp để phong ấn đẻ hắn lại mà thôi. Chân áp cũng hơn 200 năm rồi, bây giờ hắn vẫn chưa ra được. Tống Thư Hàng Hóa ra bốc phét không dùng não lại có hậu quả nghiêm trọng như thế. Hoàng Sơn Trân Quân lại nói tiếp, một tháng trước, ta tính toán thời gian, cảm thấy cũng nên thả hắn ra rồi, nên mới lặng lẽ đến chỗ phong ấn thăm hắn, nhưng lúc ta lén qua đó lại phát hiện hắn đang phá giải Ngũ Chỉ Sơn Phong ấn pháp của ta, khá là thú vị. Ta rất muốn biết phải tốn bao lâu hắn mới có thể phá giải được phong ấn do ta lập nên. Cho nên ta không nhúng tay vào, chỉ muốn im lặng chờ xem thôi. Thật đáng tiếc, ta không thể xác định được hắn phải mất bao lâu mới có thể phá giải được phong ấn, mà ta thì lại không thể cứ ở im đó theo dõi hắn được. Thứ nhất là vì ta không rảnh như thế, Thứ hai là nếu như ta cứ theo dõi hắn chằm chằm thì hắn nhất định sẽ cảm ứng được. Cho nên ta nhờ một người bình thường giả bộ như tình cờ đi lạc vào nơi phong ấn đó. Vân vụ đạo trưởng bị giam 200 năm cũng nghẹn sắp bùng nổ rồi. Sau khi nhìn thấy có người thì hớn hở lắm, hắn dùng pháp thuật mê hoặc người kia, khiến cho người kia mỗi ngày đều chạy đến nơi phong ấn đó, thông qua người này để tìm hiểu về sự thay đổi ở thế giới bên ngoài. Ta thấy hắn cảm thấy hứng thú với thế giới bên ngoài như thế nên ngày hôm sau mới để cho người kia mang theo một cái máy tính bảng có gắn thẻ điện thoại lên mạng được qua cho vân vụ đạo trưởng. Đương nhiên, trên cái máy tính bản đó ta đã nhờ người ta động tay động chân rồi, không có chức năng tải phần mềm, không có trang web. Bên trong chỉ có mấy trò chơi giải sầu, thứ duy nhất có thể nối mạng chỉ có một phần mềm, phần mềm chat, riêng mà ta đã sai người ta nghiên cứu ra, ta vốn định chờ phần mềm này được hoàn thiện xong lại chuyển nhóm cửu châu số 1 của chúng ta qua đó. Không ngờ lúc này lại phát huy được công dụng sớm như thế. Phần mềm kia cũng hao hao như cái chúng ta đang xài bây giờ, nhưng máy chủ nằm trong tay ta. Cho nên, vân vụ đạo trưởng là người duy nhất đang dùng phần mềm này của ta. Sau đó ta lập hơn 300 nick nhỏ, lần lượt thêm bạn với vân vụ đạo trưởng. Lại tạo thêm một nhóm chat, thêm vân vụ đạo trưởng vào, mỗi ngày ta lại, phân thân, buôn chuyện với vân vụ đạo trưởng. Còn người thường kia thì mỗi ngày phụ trách vào nơi phong ấn kể mấy chuyện linh tinh cho vân vụ đạo trưởng nghe. Thuận tiện mang theo cục sạc dự phòng, để nạp điện cho máy tính bảng. Xem tới đây, Tống Thư Hàng không khỏi phi cười. Sau đó chừng một tháng, vân vụ đạo trưởng bắt đầu học được cách buôn dưa. Bởi vì trên cái máy tính bảng kia chí có mỗi phần mềm chat của ta là có thể nối mạng, cho nên sau khi hắn chơi game chán xong sẽ bắt đầu lên nhóm bốc phét ra vẻ làm màu, kể lại mấy sự tích vinh quang của mình ta để đám phân thân phối hợp với vân vụ đạo trưởng, có tài khoản thì mỉa mai hắn ảo tưởng, có tài khoản lại khen ngợi hắn, có tài khoản lại khen hắn kể hay quá, để cho hắn không thấy chán. Đồng thời khiến cho vân vụ đạo trưởng cho rằng mấy, người bạn, buôn chuyện với hắn mỗi ngày chỉ là người bình thường mà thôi. Sau đó, cũng mới hôm nay thôi, vân vụ đạo trưởng viết bài này ở mục viết bài của phần mềm chat. Ta vừa dùng hơn 100 nick nhỏ khác nhau đi like, khen ngợi đủ kiểu hơn 100 cái comment. Tống Thư Hàng câm nín, Hoàng Sơn chân quân đây là phải ở không đến mức nào mới làm được như thế. Đồng thời, hắn không khỏi nhớ đến một câu chuyện cười cũ, anh cho rằng trong nhóm này thật sự đông vui như thế à. Thật ra tất cả mọi người trong nhóm đều là nick nhỏ của tôi cả đấy, không tin thì để tôi đổi nick khác post lại mấy câu này nhé. Vân vụ đạo trưởng hiện tại chính là minh họa sống động nhất cho câu chuyện cười này. Hơn 300 người bạn, tất cả đều là nick nhỏ của Hoàng Sơn Trân Quân, chân quân đùa nhây quá. Lúc này, tuyết lang động chủ lại nói, Hoàng Sơn tiền bối, lỡ như tên vân vụ đạo trưởng kia không ngu ngốc như thế, mà đã sớm đoán được chân tướng sự việc, sau đó cả tháng nay hắn chỉ đang trêu chọc ngươi mua vui thì sao? Dù sao thì những người có thể tu luyện được đến cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm như thế, trừ phi thật sự quá ngây thơ, không thì có mấy ai lại ngu ngốc như thế đâu nói không chừng mỗi ngày vân vụ đạo trưởng đều dùng phần mềm chat này để đá đều cười nhạo Hoàng Sơn chân quân ngu ngốc thì sao? Không sao cả, chẳng phải ta cũng đang đùa hắn như thế à? Dù sao thì cả quá trình ta đều chơi rất vui. Hoàng Sơn chân quân cười ha hả, dù sao thì ta cũng định thả hắn ra ngoài trước khi hắn chạy thoát, chơi cùng ta lâu như thế không phải cũng thú vị lắm à? Tuyết lang động chủ gửi một icon quỳ lạy, cảnh giới của Hoàng Sơn tiền bối đúng là rất cao, tại hạ bội phục. Tống Thư Hàng cũng gửi một cái ai cần quỳ lại, nghe đậu đậu nói, Hoàng Sơn Trân Quân đang chuẩn bị đột phá cảnh giới tôn giả thất phẩm, lại còn rảnh rỗi đi chiêu chọc phân vụ đạo trưởng như thế thật sự không thành vấn đề đấy chứ. Đúng lúc này, Thư Sơn áp lực đại trong nhóm cửu châu số một đột nhiên lên tiếng, ha ha, tiểu tuyết lang ngươi vẫn còn sống à. Ô kìa cái tên này không phải của mình à, nhưng mình có nói gì đâu. Tống Thư Hàng lập tức quay đầu nhìn lại chỗ máy tính. Sau đó, hắn lập tức nhìn thấy Bạch Trân Quân đang mỉm cười với hắn, dùng tài khoản mà hắn đã login in vào để tải tài liệu xong nhưng chưa log cao. Tin nhắn ban nãy là do Bạch Trân Quân gửi. Không phải chứ, Tống Thư Hàng há hốc mồm, từ khi Bạch Trân Quân tiếp xúc với máy tính tới giờ mới được bao lâu đâu. Thậm chí đã biết dùng máy tính lẫn gõ chữ luôn rồi á. Còn nữa, không phải 150 năm trước còn dùng chữ phồn thể à. Sao tiền bối có thể học được cách xài chữ giản thể nhanh như thế? Bạch Tiền Bối, hiệu suất học tập của ngài thần tốc như thế, khiến cho đám thổ dân đang vẫn còn bị phủ chủ Thất Sinh phù treo lên đánh đập ép học chữ Hán phải sống làm sao đặng. Bạch Tiền Bối, chào ngài. Tuyết Lang động chủ lập tức hiểu ra là Bạch chân quân đang nói chuyện, vội vàng trả lời. Thư Sơn áp lực đại, chờ ta rảnh rỗi sẽ đến thăm ngươi, phu nhân của ngươi chắc là đã sinh sói con ra rồi đúng không? Hoan nghênh Tiền Bối Quang Lâm bất kỳ lúc nào, đã sinh được một ổ sói con rồi. Tuyết lang động chủ trả lời, về phần là thật lòng hay khách sáo thì chỉ có hắn mới biết. Bạch Trân Quân kéo một loạt tên trong nhóm cửu châu số 1, lại hỏi sao ta không thấy lục nhĩ kiếm quân đâu thế? Hoàng Sơn chân Quân gửi một cái ai cần cười khổ, 30 năm trước lục nhĩ kiếm quân trùng kích cảnh giới tôn giả thất phẩm, bị tâm ma quấn thân nên đã tan thành cho bụi trong kiếp hỏa rồi. Ngay cả lục nhĩ kiếm quân cũng không thể vượt qua được kiếp nạn này, Bạch Trân Quân thở dài, hắn hơi chống cằm, hai mắt đờ đẫn, bất chi bất giác lại thất thần, lâm vào trong trầm tư. Tống Thư Hàng vẫn luôn giữ vững cảnh giác lập tức trở nên cảnh giác cao độ trăm phần trăm. Cam đoan bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào tới, đỡ lấy, nếu như Bạch chân Quân thi triển một chia ngã động đất kia, không thì cả tòa nhà này sẽ sập luôn mất. Chấm. Bên trong nhà tù u ám của cổ Giang Nam. Tên đệ tử Nguyệt Đao Tông bị chặt đứt hai chân tên triệu bất luật bị tống vào trong nhà tù này. Chương 158, Hàn khí tiên tương. Hòa thượng Tây đang ngồi xếp bằng trên giường ở trong tù, ngừng khí ngồi thiền tu luyện. Người bình thường nhìn vào thì vị hòa thượng Tây này cùng lắm chỉ là thân hình to hơn người bình thường thôi. Nhưng Triệu Bất Luật thật giàu gì cũng là tu sĩ đã mở được nhãn khiếu, theo như hắn thấy, giá trị khí huyết trong thân thể của hòa thượng Tây này đã nồng đậm đến mức độ đông đặc lại rồi. Đối phương ngồi thiền, trong lúc hít thở một cái thôi mà khí huyết toàn thân đều sôi trào. Rõ ràng đã đạt đến cảnh giới tu sĩ nhất phẩm đỉnh phong, chỉ cần chờ có cơ hội thì có thể vượt qua Long môn, biến khí huyết trong người trở thành chân khí, tiến vào cảnh giới tu sĩ nhị phẩm. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là trên người vị hòa thượng Tây này có ánh sáng công đức sáng ngời. Ở trong mắt của Triệu Bất Luật thì vị hòa thượng Tây quả thật sáng chói mắt y hệt một vầng thái dương thu nhỏ. Thân mang ánh sáng công đức sáng ngời như thế, chứng tỏ vị hòa thượng Tây này là một cao tăng có đức nhưng tại sao vị cao tăng thế này lại bị giam vào tù hòa thượng tây cảm giác được có người bị đưa vào trong tù nên chậm rãi mở to hai mắt nhìn triệu bất luật lại có người mới vào đây à lần này là phạm tội gì thế hòa thượng tây lên tiếng hỏi sau đó triệu bất luật thấy cai ngục nói với vẻ mặt nịnh nọt đại sư người lần này phạm tội cướp bóc vì cướp một món hàng chuyển phát nhanh mà phá hỏng xe người ta còn đánh nhân viên chuyển phát nhanh bị thương nặng thật sự là tội ác tài trời Nhìn thấy vẻ nịnh nọt trên mặt tên cai ngục, trong lòng Triệu bất luật cứ cảm thấy sai sai thế nào đấy. "Thiện tai, thiện tai, cứ giao phạm nhân này cho Bần tăng độ hóa đi, hòa thượng Tây chắc hai tay, miệng niệm Phật hiệu." Trong lúc hắn nói chuyện thì ánh sáng công đức trên người hắn giống như có sinh mệnh vậy. Tựa như Phật Đà tại thế, khiến cho người ta không thể nào nhìn trực diện. "Vậy thì nhờ vào đại sư." Cai ngục cung kính đóng cửa phòng giam lại. Lúc ấy Hòa Thượng Tây bị coi như phạm nhân vụ án giết người trên tàu điện ngầm, bị giam vào tù. Lúc đầu mấy người cai ngục cũng không để ý tới một phạm nhân như thế, vì dẫu gì bọn họ cũng đã từng gặp nhiều tội phạm giết người rồi nhưng không bao lâu sau, cấp trên đột nhiên nói với vẻ thần bí, bảo mọi người phải đối xử tử tế với vị Hòa Thượng Tây này một chút, cho hắn ăn uống đủ đầy, đãi ngộ thật tốt. Nhưng lại không nói gì tới chuyện thả vị Hòa Thượng Tây này ra, chỉ bảo cứ để vị đại sư này thích làm gì thì làm là được để làm gì cũng được, ở tù mà muốn làm gì cũng được. Sau đó, vị đại sư này thật sự vẫn ở lại trong tù. Nhưng hắn lại giảng giải kinh Phật, độ hóa tội phạm ở trong này, lại thường xuyên chủ động đến một số nơi âm u trong tù để độ hóa oan hồn. Sau một tháng, các cai ngục trong này đều cảm giác được cái không khí u ám trong tù đã giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, khí chất cao tăng trên người vị hòa thượng Tây này cũng càng lúc càng tỏa sáng, mọi lời nói và hành động đều rất có khí chất. Tuy rằng không biết vị hòa thượng Tây này nghĩ gì, nhưng cai ngục ở đây đều cảm thấy, có lẽ vị đại sư này đã có điều đột phá trên phương diện Phật học rồi chăng? Chấm. Sau khi cảnh ngục đã đi xa rồi, hòa thượng Tây chắp hai tay, quay sang chào hỏi triệu bất luật, chào đạo hiếu. Triệu bất luật có thể cảm ứng được khí huyết chi lực trên người hắn, hòa thượng Tây đương nhiên cũng có thể nhìn ra được điểm khác biệt của triệu bất luật. Chào đại sư, triệu bất luật ủ rũ đáp lời, cảm giác nhân sinh của mình gần đây quả thật rất bi kịch. Đạo hữu chớ nên hoảng sợ, bần tăng có duyên với ngươi, hòa thượng Tây mỉm cười, chỉ cần độ hóa ngươi xong thì bần tăng có thể tích góp đủ công đức chi lực, thử trùng kích vào long môn kia, để cá chép hóa rồng. Ngươi chính là phạm nhân sau cùng mà bần tăng độ hóa trong nhà tù này. Một tháng nay hắn không rời khỏi nhà tù chính là vì độ hóa oan hồn, vong linh ở trong này, thuận tiện dẫn độ một số phạm nhân có tội nghiệt quá nặng. Trong thời gian một tháng này, hắn đã để giành được rất nhiều công đức chi lực chỉ cần có đủ công đức chi lực lại cộng thêm khí huyết đã sớm nồng đậm tới mức bay lên của bản thân hòa thượng tây thì chuyện hắn tấn chức lên cảnh giới nhị phẩm chỉ là điều hiển nhiên triệu bất luật cười khổ nói đại sư ta có tông môn của riêng mình không sao cả bần tăng cũng không có ý bắt người phải phản bội tông môn của mình hòa thượng tây cười rất đỗi tiêu sái, lên tiếng chân an hắn sau khi triệu bất luật nghe thấy thế thì lập tức an tâm Bần Tăng chỉ muốn ngươi làm hòa thượng mà thôi, yên tâm đi, xuất ra không liên quan gì tới tông môn của ngươi hết. Hòa thượng Tây chắp tay nói, tới đây, chọn ngày chi bằng gặp ngày. Đợi sau khi Bần Tăng giải giải xong quyển kinh văn nhập môn Phật môn này cho ngươi xong thì sẽ giúp ngươi quy y có được không? Đúng rồi, ngươi có muốn chấm luôn giới ba không? Dù sao thì ngươi cũng xem như có duyên với Bần Tăng, xem như mua một tặng một đi, tặng thêm sáu vết chân nhang cho ngươi có được không? trước kia bần tăng phải năn nỉ lão sư lâu lắm mà hắn còn không nỡ chấm cho bần tăng đấy mãi sau này bần tăng chúc cơ thành công rồi hắn mới keo kiệt chấm cho bần tăng có bốn vết hai vết còn lại là bần tăng tự mình chấm đấy ngầu không triệu bất luật vừa nghĩ tới bộ dạng của mình lúc đầu chọc lóc chấm thêm sáu vết chân nhanh thì chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi hắn thật sự muốn thoát khỏi chỗ này nhưng hắn nhìn hai chân đã đứt lìa của mình đôi mắt lập tức trở nên trống rỗng trái tim hoang vô tựa như đã chết. Chấm chấm. Thứ hai, ngày 1 tháng 7. Sáng sớm Tống Thư Hàng đã thức dậy, tu luyện kim cương căn bản quyền pháp như thường lệ, biến thể lực tích góp được suốt đêm thành khí huyết chi lực, bắt đầu dồn hết về phía nhãn khiếu. Sau đó hắn rửa mặt, thay đồ. Hôm nay hắn định đưa bạch tiền bối đi mua điện thoại, máy tính và một số đồ dụng hàng ngày, thuận tiện làm quen với hoàn cảnh xung quanh luôn. Lại xin nghỉ thêm một ngày vậy. Tống Thư Hàng nghĩ thầm, dù sao thì tri thức học được trên lớp hắn cũng đã biết cả rồi, cũng không cần quan trọng hóa làm gì. Lúc này, dưới lầu lại vang lên tiếng chuông. Ai đấy, Tống Thư Hàng ngóc đầu ra ngoài xem thử, sau đó, hắn nhìn thấy một con sói lớn trắng muốt đứng thẳng người, một cái móng vuốt đang đặt lên chuông cửa. Hắn lập tức nghĩ ngay đến vị tuyết lang động chủ trong nhóm cửu châu số một ngày hôm qua. Là tới đây đưa giấy tờ hợp pháp cho bạch tiền bối đấy à? Tống Thư Hàng xuống lầu, đón con sói lớn trắng muốt kia. Xin chào, ngươi là Tống Thư Hàng à? Con sói lớn phát ra giọng trẻ con trong veo. Xin chào, chính là ta. Tống Thư Hàng mở cửa ra. Ta tuân theo lệnh của chủ nhân đưa một thứ đồ tới cho ngươi, chủ nhân của ta chính là Tuyết lang Động Chủ. Con sói lớn chỉ vào cái bọc nhỏ cột trên cổ của mình, gỡ nó xuống, đưa cho Tống Thư Hàng. Cảm ơn, hôm qua Tuyết lang tiền bối đã nói với ta rồi. Tống Thư Hàng giơ tay nhận lấy cái bọc kia, bên trong đúng là thẻ căn cước, hộ khẩu, hộ chiếu, bằng lái các loại của Bạch Chân Quân tiền bối. "Đợi đã, bằng lái?" Tống Thư Hàng cầm ra xem, đúng là bằng lái. Bạch Chân Quân tiền bối còn chưa sở chiếc xe nào mà ngay cả bằng lái cũng đã chuẩn bị sẵn cho hắn rồi á, thật sự không có vấn đề gì đấy chứ. "Vậy ta đi trước đây, nếu như có rảnh thì Thư Hàng tiên sinh nhớ đến Tuyết Lang động chúng ta làm khách, chủ nhân ta nói như vậy đấy." sau khi nói xong thì con sói lớn màu trắng kia nhảy lên một cái, cưỡi một đụn mây trắng chạy trôi chết. Tống Thư Hàng cảm giác giống như con sói này đang trốn tránh thứ gì đó thì phải. Là tránh né bạch chân quân à? Chắc là không phải đâu, hình như yêu thú sẽ không tránh né bạch chân quân, điểm ấy có thể thấy được từ bản thân đậu đậu. Chẳng lẽ là nó tránh đậu đậu? Tống Thư Hàng suy nghĩ miên man, sau đó lên lầu tìm bạch chân quân. a à, bây giờ người ta là bạch tôn giả rồi, phải sửa miệng thôi. Nhưng Tống Thư Hàng cứ luôn quen miệng gọi Bạch Tiền Bối là Bạch Chân Quân mãi thôi, giống như xem hắn họ Bạch tên chân quân luôn ấy. Lên lầu, Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối đang tháo dỡ tủ lạnh. Màn hình máy tính đặt bên cạnh hắn đúng là tài liệu có liên quan đến cấu tạo của tủ lạnh. Ồ, hóa ra cấu tạo của tủ lạnh là như thế. Đúng là thú vị thật, những thứ linh kiện này gắn lại với nhau thế mà có thể tạo ra khí lạnh, có được hiệu quả giống hệt như trận pháp nhân loại sáng tạo ra nhiều thứ tuyệt thật đấy bạch tiền bối thì thào vẻ mặt vô cùng thỏa mãn tủ lạnh nhanh chóng bị hắn tháo rỡ ra thành từng linh kiện riêng tống thư hàng dở khóc dở cười bạch tiền bối mấy thứ trong tủ lạnh đâu cả rồi à ta để mấy thứ kia lên bàn rồi yên tâm đi lát nữa ta sẽ lắp ráp tủ lạnh lại như cũ rồi bỏ chúng vào lại bạch tiền bối nói với bộ dạng vô cùng tự tin tống thư hàng nhìn về phía cái bàn bên trên đặt một đống kem que mà mình mới mua cách đây không lâu há hốc mồm đầy vẻ xoắn xít thôi vậy không phải là kem que thôi à cùng lắm thì tới lúc đó tan thành nước thôi chứ gì sau đó nửa giờ sau giáp lại xong rồi bạch tiền bối cười ha hả sau đó cầm lấy dây cắm nguồn của tủ lạnh định cắm vào ổ điện lúc này tống thư hàng tinh mắt phát hiện bên cạnh tủ lạnh vẫn còn thừa vài linh kiện tống thư hàng không biết mấy thứ này có tác dụng gì nhưng dù là một linh kiện non có vẻ tầm thường đi nữa, nhưng nếu thiếu một món thì tủ lạnh hoạt động kiểu gì đây? Tống Thư Hàng lập tức kêu to, bạch tiền bối đợi một chút đã, vẫn còn vài linh kiện ngươi chưa giáp vào kìa. Không sao đâu, mấy linh kiện đó không quan trọng lắm. Hơn nữa, ta cũng không biết nó nằm ở chỗ nào nữa. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, tủ lạnh nhất định không sao đâu. Tin ta đi, bạch tiền bối cắm dây vào ổ điện. Sau một khắc, tách 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 tương đương xoẹt xoẹt tương đương. Một mùi khét lẹt bay ra, có khói đen bốc lên từ bên trong tủ lạnh. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối vội kéo phích cắm ra, nhìn tủ lạnh với vẻ mặt khó hiểu, lạ thật, sao lại cháy nhỉ, theo lý thuyết thì không có vấn đề gì cả mà. Thư Hàng, thế này là sao vậy? Ha ha, Tống Thư Hàng cười gượng. Xem ra hôm nay phải ra ngoài mua cái tủ lạnh khác về rồi. Mùa hè mà không có tủ lạnh thì không được. Không có kem que với nước đá thì không còn mùi vị mùa hè gì nữa. Mặc dù là một thứ tinh diệu, nhưng thật sự quá yếu ớt. Xem ra còn phải nghiên cứu thêm nữa mới được, ở đây có nhiều thứ để nghiên cứu thật, đúng là tốt quá. Bạch Tiền Bối lẩm bẩm, hắn phất tay, một cơn gió nhẹ đột nhiên nổi lên, thổi tan mùi khét bốc ra từ tủ lạnh. Tống Thư Hàng không nghe thấy mấy lời mà Bạch Tiền Bối nói, còn tưởng rằng hắn đang buồn, nên lên tiếng an ủi, "Không sao đâu Tiền Bối." Chúng ta mua lại cái khác là được. Không cần không cần, ta làm hư thì phải sửa lại mới được. Không phải chỉ là một cái tủ lạnh thôi à." Bạch Tiền Bối nói với vẻ vô cùng tự tin. "Chấm. Lần này thì chỉ tốn có 3 phút thôi là Bạch Tiền Bối lại đắc ý nói, xong rồi. Tống Thư Hàng mở tủ lạnh ra, lập tức có một luồng hơi lạnh sảng khoái phả vào mặt. Đúng là được rồi này." Tống Thư Hàng lại nhìn bên cạnh tủ lạnh chỉ thấy hai bên trái phải của tủ lạnh đều được bạch tiền bối vẽ lên một trận pháp. Một cái là một loại trận pháp tên là tụ linh trận pháp, có thể chậm rãi hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó giữ lại bên trong trận pháp. Một cái khác là hàn băng trận pháp, có thể chuyển hóa linh khí mà tụ linh trận pháp hấp thu được trở thành hàn khí, tạo thành hiệu quả giữ lạnh. Sao hả? Bạch tiền bối đắc ý hỏi lại. Tống thư hàng xoa xoa mặt, lộ ra một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng vui sướng tuyệt quá đi bạch tiền bối à. Từ hôm nay trở đi, cái tủ lạnh này không còn là tủ lạnh bình thường nữa. Nó xem như đã biến thành một pháp khí giữ lạnh rồi. Xin gọi nó là băng khí, hoặc băng khí thần tủ, hàn khí tiên tương. chương 159, không thể nào từ chối. Thôi được rồi, tên gì cũng được cả, ít nhất thì giờ có nó rồi, mình không cần đi mua tủ lạnh mới làm gì nữa. Tống thư hàng xoa xoa mặt, miễn cho nụ cười tươi roi rói của mình biến thành héo úa. Lúc này, bạch tiền bối lại rời mục tiêu sang cái điều hòa gắn trên tường, lúc này hắn đang ngẩng đầu nhìn lên điều hòa, vẻ mặt như thể nóng lòng muốn thử. Tống thư hàng vội vàng rời hướng sự chú ý của hắn, tiền bối, bây giờ ngài đi thay bộ quần áo khác đi, ta dẫn ngài ra ngoài mua máy tính với điện thoại nhé. Như thế thì ngài có thể liên hệ với các thành viên trong nhóm cửu châu số một bất kỳ lúc nào rồi. Quần áo à, cũng đúng nhỉ, bộ đồ này của ta dễ bị dòm ngó quá. Bạch chân Quân gật đầu, sau đó gõ vài chữ trên máy tính vô cùng điêu luyện, tìm một số kiểu ăn mặc của nam giới. Chỉ mới một đêm thôi mà Bạch chân Quân tiền bối đã biết dùng máy tính khá bài bản rồi. Vô sự tự thông luôn. Lát sau, Bạch chân Quân chỉ vào một bộ đồ nam bình thường rồi hỏi, bộ này thế nào? Cũng được lắm, Tống Thư Hàng gật đầu. Vậy chọn bộ này đi Bạch chân Quân đưa tay vỗ nhẹ một cái lên bộ áo trắng của mình, lập tức có từng đợt sóng trận pháp xuất hiện. Một giây sau, bộ đồ trên người Bạch chân Quân lập tức biến thành bộ y hệt bức ảnh trên mạng. Tống Thư Hàng trợn to hai mắt lên mà nhìn, pháp thuật này đúng thật là pháp thuật biến quần áo trong truyền thuyết đây mà, lại còn không xuất hiện cảnh tượng thay đồ khiến cho người ta xấu hổ như trên phim hay có nữa chứ. Đây đúng là loại pháp thuật là phụ nữ trên toàn thế giới đều tha thiết ước mơ. Có cái này rồi bạn cần gì phải đau đầu vì sắp xếp nguyên tủ quần áo nữa à? bạn còn phải cân nhắc đắn đo xem nên chọn bộ nào tốt hơn à. Bạn còn phải mệt mỏi vì phải chọn quần áo để thay mỗi khi có việc cần ra ngoài à. Pháp thuật biến quần áo, một bộ đồ giải quyết tất cả mọi vấn đề của bạn. Bạn xứng đáng có được nó. Chúng ta đi đâu trước đây? Bạch chân quân vén mái tóc dài lên, dùng mũ che lại. Tống thư hàng giật mình phục hồi lại tinh thần, trả lời, cách đây ba trạm xe bus có một khu bán đồ điện tử, có thể mua được tất cả những thứ chúng ta cần ở đó. Đồng thời, hắn lại quay sang gọi đậu đậu Bắc Kinh, đậu đậu, người có muốn ra ngoài chơi không? Lát nữa ta phải chơi game rồi, người muốn dắt chó đi dạo thì đợi hôm nào ta có hứng đi đã. Đậu đậu đáp, đầu cũng chẳng thèm quay lại. Bạch chân quân ra ngoài rồi thì mới tới lượt nó chơi máy tính của Tống Thư Hàng, bà xã còn đang chờ nó online đấy. Ta cũng có bảo là muốn dắt chó đi dạo đâu mà. Tống thư hàng thở dài, vậy chúng ta đi thôi. Bạch chân quân tiền bối. Nếu như chỉ có mỗi mình hắn đi với bạch chân quân thì phải cẩn thận hơn mới được. Nhất định không thể để bạch tiền bối có cơ hội biểu diễn tuyệt chiêu ngã động đất. Vô cực ma tông là một tông môn ma đạo có tiếng trong giới tu sĩ. đệ tử trong môn phái này đều có tính tình khá cực đoan, làm việc ngang ngược. Vị trí tông môn của vô cực ma tông cũng thần bí khó lường, ngoại trừ người của ma tông ra thì mãi đến bây giờ vẫn không có ai trong giới tu sĩ biết rõ vị trí cụ thể của nó. Lúc này, ở bên trên Ma Hầu Phong trong 69 đỉnh núi của Ma Tông, Công tử Hải lặng lẽ đứng ở mép sườn núi, dưới chân là biển mây cuồn cuộn, sau lưng chính là động phủ tu luyện của hắn ở trong vô cực Ma Tông. Từ xa, có một đạo thân ảnh thư sinh dần đến gần Công tử Hải, thản nhiên nói, xem bộ dạng ngươi thế này, dường như rất rảnh rỗi nhỉ. Bản mệnh tà đao đã hoàn thành ngưng tụ kim đan tấn chức linh hoàng không phải chuyện khó khăn gì nên mới có thời gian rảnh rỗi được như thế công tử hải quay đầu lại quay sang cười nói với chính năng không phải ngươi cũng rất nhàn rỗi đấy à ta và ngươi đều là những kẻ có tư chất vượt trội mục tiêu của chúng ta đâu chỉ đơn giản là ngưng tụ bản mệnh kim đan không thôi kim đan có long vân chia ra làm cửu cấp với tính cách của công tử hải và chính năng thì đương nhiên sẽ không đặt mục tiêu ở kim đan có một hai văn bình thường rồi Kim đan 7 vân mới chính là mục tiêu mà bọn họ muốn. Ít nhất thì cũng phải là kim đan có 5 vân đổ lên. Cho nên, công tử Hải mới dùng đến huyết thần tà đao trận của huyết đao tông đã diệt phong để lấy được huyết thần toàn. Cho nên, chính năng mới có thể cướp lấy thất hoàng diệu quả của tiên nông tông cùng với cách dùng nó. Cho nên, An Chi Ma Quân mới trăm phương nghìn kế khiến cho lũ đệ tử Nguyệt Đao Tông phát cuồng, để rút tam tà ma khí kia ra. Huyết thần toàn cũng được, thất hoàng diệu quả hay tam tà ma khí cũng thế. Đó đều là cách để ba kẻ công tử hải dùng để đề thăng long vân trên kim đan của mình. Mấy ngày nay ta đang cân nhắc cách biến thất hoàng diệu quả thành thuốc. Cao lắm là một tháng thôi ta có thể luyện chế nó thành hình rồi. Chính năng đứng bên cạnh công tử hải, cũng đưa mắt dõi về phía biển mây xa xăm. Ta cũng đã xử lý huyết thần toàn xong cả rồi, cũng chừng một tháng thôi thì có thể giao cho các ngươi dùng. Công tử hải cười nói đang lúc nói chuyện, chợt có một đạo khói đặc xuất hiện, thân hình của An Chi Ma Quân xuất hiện một cách quỷ dị, tam tà ma khí của bản quân cũng đã chiết xuất sơ sơ rồi, cao lắm chỉ chừng nửa tháng là xong xuôi, có thể chia ra dùng chung với các ngươi. Vậy thì chúng ta phải cố gắng lên, đề thăng thực lực của bản thân, có thực lực thì mới có quyền nói chuyện. Trong mắt của công tử Hải xuất hiện ánh sáng điên cuồng, có quyền lên tiếng thì mới có thể tiếp tục giành được đủ lợi ích bên trong ma tông. Nói đến kế hoạch ma tông Chính Năng và An Chi Ma Quân đều trở nên im lặng. Một lúc sau, Chính Năng mới thản nhiên đáp lời, khẽ nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ điều gì. Mặt mày của An Chi Ma Quân cũng trở nên khá nặng nề. Chấm. Đột nhiên, Chính Năng mở miệng nói, kẻ kia lại đến nữa rồi. Là cảnh mạch đà chủ à, cứ cách vài ngày hắn lại đến đây, không thấy mệt à? An Chi Ma Quân cười khùng khục, bản ma quân không rảnh chơi với hắn, đi trước đây hắn nói xong thì biến thành một luồng khói đen, nhanh chóng rời đi. Chính năng thì im lặng không nói gì, bước về phía trước, kiếm gỗ bay ra từ trong ống tay áo của hắn, biến thành độn quang đáp xuống dưới chân, đỡ chính năng bay về phía biển mây, biến mất tăm. Công tử hải há hốc mồm, hai cái tên này bỏ rơi hắn lại một mình như thế là sao? Cảnh mạch đà chủ là một đà chủ của một nhánh nhỏ ở thế giới bên ngoài của vô cực ma tông, đồng thời cũng là đệ tử của ma hầu phong trong 69 đỉnh kẻ này không chỉ tự cao tự đại, lại còn nóng tính dễ nổi giận, là một quả bom hẹn giờ không biết sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Lỡ mà không hợp thì sẽ rút đao nói chuyện ngay. Một giây trước còn có thể tươi cười chén thù chén tạc, cơm no rượu say với ngươi. Một giây sau có khi lại phát khùng chỉ vì một câu nói nhỡ miệng của ngươi, hùng hổ nhào lên tẩn cho ngươi một trận. Nếu như thực lực của ngươi xem xem với hắn thì còn có thể đại chiến 300 hiệp với hắn lỡ như thực lực của ngươi mà kém hắn thì nhất định sẽ bị dần như tử. Toàn bộ người trên ma hầu phong này đều đã đánh nhau với hắn rồi. Cuối cùng, ngay cả chủ nhân của ma hầu phong cũng chịu không nổi cái tính của hắn, nên mới đuổi hắn ra ngoài làm đà chủ của một nhánh nhỏ. Cũng vì thế cho nên người được phong chủ yêu thích như công tử Hải bây giờ cũng trở thành đối tượng bị tên cảnh mạch đà chủ kia đến hoạch hoẹ. Mấy kẻ không nói đạo lý thế này đúng là phiền phức. Công tử Hải sụ mặt, thở dài một hơi, sau đó hắn cố gắng giữ vẻ mặt của mình bình tĩnh lại. đối phó với loại người như cảnh mạch đà chủ này, người càng tức giận thì hắn lại càng đắc ý. ha ha, công tử hải sư đệ rảnh rỗi thật đấy, còn có thời gian đứng đây ngắm mây à? đúng rồi, hôm nay ta lại nghe thấy một tin, nghe nói sau khi ngươi khiến cho nguyệt đao tông nháo nhào lên rồi huyết tế toàn bộ tông môn, tạo ra được bốn mảnh huyết thần toàn. nhưng sau cùng lại bị một tên tiểu tốt vô danh cướp đi một mảnh ngà đúng là một tin tức vô cùng thú vị. Ha ha ha, cảnh mạch đà chủ còn chưa tới thì cái giọng oang oang đã vang lên trước. Tiếp theo, có một thân ảnh cao to xuất hiện ở trước mặt công tử hải. Mái tóc màu bạc dựng đứng lên như con nhím, hai mắt bị biến thành màu vàng kim vì luyện công pháp, trong mắt thi thoảng còn có tia sét màu vàng lóe lên. Công tử hải quay lại, mỉm cười nói, tin tức này người của ma hầu phong đã biết từ lâu rồi. Sao bây giờ cảnh mạch sư huynh mới biết thế? đây rõ ràng là đang mỉa mai nhân duyên của hắn, bởi vì tính tình của hắn bộc trộm nóng nảy quá, nên toàn bộ ma hầu phong này gần như không có ai chịu chơi chung với cảnh mạch hết. Ai lại thích một kẻ hở tí là dở thói đánh người chứ? Cảnh mạch đà chủ cứng họng, sau đó hừ lạnh nói, ta nghe nói kẻ cướp huyết thần toàn đi chỉ là một tên tu sĩ nhất phẩm vừa mới tu hành không được bao lâu thôi đúng không? Thậm chí còn chưa hoàn thành cả cơ bản nữa à? Đúng vậy, đó là một tu sĩ bình thường vẫn còn rất trẻ, hình như có quen biết với Tô Thị A Thất, bây giờ chắc là hắn đã mở được tâm khiếu, hoàn thành cơ bản rồi. Công tử Hải cười nói, để lộ ra một số thông tin về thư sơn áp lực đại. Cha cha, chỉ vì có quen biết với Tô Thị A Thất nên người bị dọa cho sợ khiếp vía, đến giờ vẫn không dám đi lấy mảnh huyết thần toàn kia về à. Cảnh mạch đà chủ đãi giọng cười khùng khục hỏi lại. Sư huynh nói đùa, tính trước rồi làm sao, ta không làm những việc mà mình không nắm chắc công tử Hải vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa trên mặt. Ta thấy rõ ràng là ngươi đã bị Tô Thị A à, thất dọa sợ thì có. Cảnh mạch đà chủ cười ha hả, lộ ra hàm răng nhọn hoắc như cá mập, nếu như ngươi đã không dám đi lấy mảnh huyết thần toàn đó về thì để ta đi lấy lại giúp ngươi vậy. Sư đệ ngươi sẽ không thấy phiền nếu ta ra tay đấy chứ. Mà dù ngươi có ý kiến cũng vô dụng thôi. Ha ha, công tử Hải bật cười khe khẽ, đương nhiên là không phiền gì rồi cảnh mạch sư huynh cứ tự nhiên đi thôi. Vốn định tới đây chế diếu, nào ngờ công tử Hải lại không thèm đếm xỉa gì. Không so đo mồm mép với công tử Hải được, cảnh mạch đà chủ tức giận mắng thầm vậy thì dùng sự thật để vả vào, vào mặt hắn vậy. Nghĩ tới đây, hắn dùng sức dẫm mạnh một cái, xoay người rời đi. Cảnh mạch đà chủ vừa mới rời khỏi xong thì An Chi Ma Quân lại quay về, người thật sự để tên này đi đối phó với thư sơn áp lực đại kia à thân ảnh của chính năng cũng bay cái vèo ra từ trong biển mây, lỡ như hắn thật sự cướp được huyết thần toàn trong tay thư sơn áp lực đại kia thì sao đây? thì có sao đâu, chỉ là một mảnh huyết thần toàn thôi mà. công tử hải dõi mắt nhìn về phía xa, khẽ siết chặt bàn tay. điều kiện tiên quyết là khẩu vị của hắn phải tốt. sau khi tìm được huyết thần toàn xong, nếu như hắn có thể ăn được nó thì thôi. còn bằng không, ha ha. ngoài ra, tuy rằng thực lực của thư sơn áp lực đại kia có hơi kém thật nhưng một kẻ có thể tìm ra được lỗ thủng trên huyết thần tà đao trận mà chúng ta đã cải biên, dễ dàng cướp được một miếng thịt béo bở từ trên tay chúng ta, sao có thể là một tu sĩ tầm thường. Công tử Hải nhếch môi cười, hắn tìm được lỗ thủng của chúng ta nhất định không phải do tình cờ. Cho nên, hoặc là tên thư sơn áp lực đại kia đanh giả vờ, hoặc là có một vị cao nhân ở bên cạnh chỉ điểm cho hắn. Mà rốt cuộc là khả năng nào đi nữa, chúng ta đều phải thử một lần thì mới biết được. Bây giờ, cảnh mạch đà chủ đã chủ động dâng lên tới cửa đi thử nghiệm dùm chúng ta, thì ta có lý nào lại từ chối ý tốt của hắn? Các ngươi thấy sao? Công tử Hải mỉm cười hỏi lại. Không thể từ chối, chính năng thản nhiên nói. chương 160, non mặt mày thanh tú, lại lưng hùm vai gấu. Cảnh mạch đà chủ quay lại động phủ của mình, mở trận pháp dùng để liên lạc với phân bộ vô cực ma tông ra, bởi vì hộ tông đại trận của vô cực ma tông luôn ở trạng thái sẵn sàng kích hoạt, cho nên ở trong tông môn không thể nào dùng điện thoại để liên lạc với bên ngoài được. Trần chấp sự ở phân bộ cẩn thận hỏi lại, xin hỏi đà chủ có gì cần phân phó. Thành viên trong phân bộ này xem như đủ suối quẩy, gặp phải một vị đà chủ như cảnh mạch đà chủ. Toàn bộ thành viên trong phân bộ đều bị hắn đánh cả rồi, cho nên tất cả thành viên đều vô cùng e sợ cảnh mạch đà chủ, sợ lỡ mà chọc giận hắn thì sẽ bị đánh cho bầm dập. Người mau điều tra cho ta, thử xem có tìm được cái tên tu sĩ cấp thấp đã cướp được một mảnh huyết thần toàn của công tử Hải ở Nguyệt Đao Tông vào nửa tháng trước bây giờ đang ở đâu hay không. Cảnh mạch đà chủ trầm giọng nói. Dạ, thuộc hạ lập tức đi điều tra ngay. Trần chấp sự nhanh chóng trả lời. Nếu như tìm được thì báo lại cho ta biết. Tuy rằng tính tình của cảnh mạch đà chủ có phần cực đoan sốc nổi, nhưng lúc hắn không nổi điên lên thì vẫn có thể giữ được lý trí bình thường. Ở trong phân bộ, Trần chấp sự lập tức sắp xếp bọn thuộc hạ bắt đầu điều tra tin tức về sự kiện kia của công tử Hải. Vô Cực Ma Tông có một mạng lưới tình báo khổng lồ, các phân bộ trải đều khắp thế giới, đều góp phần tạo thành một phần của mạng lưới tình báo này. Mà mỗi phân bộ đều có quyền thông qua mạng lưới tình báo khổng lồ này để điều tra một số tin tức mà mình cần. Bọn họ nhanh chóng lấy được tin tức hữu dụng từ mạng lưới tình báo của Vô Cực Ma Tông sau khi công tử Hải bị cướp huyết thần toàn xong thì từng nhờ hệ thống tình báo của phân bộ vô cực ma tông ở Giang Nam thăm dò tin tức về vị tu sĩ cấp thấp tên Thư Sơn áp lực đại kia. Năm ngày trước, phân bộ phụ trách bên khu Giang Nam đã đưa một phần tài liệu của Thư Sơn áp lực đại lên cho công tử Hải. Nhưng phần tình báo này có nhiều chỗ đã bị người ta đánh dấu là có vấn đề khá lớn, chứng tỏ phần tài liệu này vẫn còn rất nhiều chỗ đáng nghi. Ví như, đầu năm nay vị thư sơn áp lực đại này vẫn dùng thân phận học sinh bình thường mà xuất hiện trước mắt người đời nhưng không biết từ khi nào hắn lại có quan hệ thân thiết với luyện đan sư dược sư có chút tiếng tăm trong giới tu sĩ quan hệ của hắn và tô thị a thất cũng đột nhiên lộ ra ngoài ra dường như sau lưng của vị thư sơn áp lực đại này vẫn còn bóng dáng của vài vị tu sĩ tiền bối rất cường đại khác nhưng lúc phân bộ vô cực ma tông phụ trách khu giang nam muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn thì lại xảy ra vài chuyện Ba ngày trước, phân bộ Ma Tông ở khu Giang Nam lại bị người ta nhổ tận gốc. Là do Tô Thị A Thất ra tay, một người một đao đã chém nát phân bộ của Ma Tông. Sau đó A Thất tiêu sái rời đi. Tiếp theo, nhân viên hậu cần của Tô Thị nhanh chóng chạy tới phân bộ Ma Tông, khoáng sạch bảo vật và tài nguyên bên trong phân bộ. Ngay cả một số tin tình báo chưa kịp thiêu hủy còn sót lại cũng bị người của Tô Thị dọn đi sạch sẽ. Cũng may là tài liệu tình báo ở trong phân bộ đều không phải tin quan trọng gì, bằng không sẽ ảnh hưởng đến bản thân vô cực ma tông. Cái tên điên Tô thị A thất này, Trần Chấp Sự xem đến đây thì cảm thấy ruột gan phèo phổi đều run lên. Một người một đao mà tiêu diệt luôn cả một phân bộ của vô cực ma tông. Một phân bộ của ma tông thì ít nhất cũng phải có chừng 800 đệ tử, lại thêm hộ tông trận pháp, thậm chí đủ để ngăn cản một số người vừa tiến giai thành chân quân lục phẩm nữa. Thế mà lại bị một tên linh hoàng ngũ phẩm như Tô thị A thất lật tung nói ra thì hình như phân bộ chỗ chúng ta khá gần phân bộ Giang Nam đấy. Trần chấp sự hoàng hồn lập tức liên lạc với đà chủ. Thanh âm của cảnh mạch đà chủ phát ra từ trong trận pháp liên lạc đã tìm được tin tức của tên thư sơn áp lực đại kia rồi à? Vâng, đà chủ, bây giờ ta sẽ lập tức gửi tin tức của thư sơn áp lực đại cho ngươi. Ngoài ra, người của phân bộ vô cực ma tông ở Giang Nam đều bị giết cả rồi, là do tô thị a thất gây nên mà vị trí của chúng ta thì lại tương đối gần phân bộ Giang Nam. Chúng ta có cần phải đề phòng một chút không? Trần chấp sự cẩn thận lựa lời mà nói, cố gắng để cho lời ăn tiếng nói của mình không chọc giận cảnh mạch đà chủ. Chật lại là phiền phức do cái tên công tử Hải kia mang tới, chọc phải kẻ điên như Tô Thị A Thất. Đừng có nhúng tay vào chuyện của Tô Thị A Thất làm gì, trong tông môn sẽ phái người đi xử lý hắn ngay thôi. Ta chỉ cần tìm được tên thư sơn áp lực đại kia là đủ rồi, chờ ta xem tư liệu của hắn xong rồi lại tính tiếp. Cảnh mạch đà chủ trầm giọng nói. Trần chấp sự nghe nói tông môn sẽ xử lý tô thị A thất thì thở phào nhẹ nhõm. Cảnh mạch đà chủ tắt liên lạc, khóe miệng cười lạnh, tông môn sẽ giải quyết tô thị A thất à. Phái ai đi giải quyết? Ngay cả cuồng bá ma quân cũng phải chịu thiệt thòi trong tay của tô thị A thất, vội vàng dẫn ba tên tiểu bối như công tử hải bỏ chạy về đây. Cái phân bộ kia của mình, nếu bị tô thị A thất hủy diệt thì tốt quá sau khi nơi đó bị hủy, mình mới có cơ hội trở về tổng tông của vô cực ma tông. Hắn ước gì cái phân bộ như tự chui đầu vào chỗ chết. Sau đó, cảnh mạch đà chủ lấy tình báo về thư sơn áp lực đại mà trần chấp sự gửi đến. Ha ha, nhiều điểm đáng ngờ, buồn cười chết mất, ta liếc mắt liền thấy, cái tên thư sơn áp lực đại chỉ là một thằng nhãi may mắn, quen được với dược sư rồi từ đó trở thành tu sĩ. Mà Tô Thị A thất quen thân với dược sư, hắn biết Tô Thị A thất cũng là chuyện thường. Cảnh mạch đà chủ cho rằng mình là một người tinh mắt, nhìn sơ qua đã khám phá ra sự thật đích thực. Sau đó, hắn liên lạc với Trần Chấp Sự. Trần Chấp Sự, phải một kẻ khôn khéo qua tìm cái gã thư sơn áp lực đại đó, tìm cơ hội bắt sống hắn về phân bộ. Yên tâm, Dược Sư và Tô Thị A thất không ở bên cạnh hắn, hắn chỉ là một tu sĩ vừa mới xong cơ bản, bắt dễ lắm. Sau đó, đợi ta về sẽ moi tin về huyết thần toàn từ hắn ra. Cảnh mạch đà chủ cười đắc ý. Trần chấp sự gật đầu. Vâng, đà chủ, ta sai người qua ngay đây. Sau khi ngắt liên lạc với cảnh mạch đà chủ, Trần chấp sự thoáng thở dài rồi nói với cấp dưới. Dạo gần đây, người của chúng ta có hay hoạt động quanh Đại học Giang Nam không? Thưa chấp sự, ta nhớ là tiểu quỳ quỳ hôm qua vừa mới chủ động xin qua chỗ Đại học Giang Nam đó, nói rằng muốn điều tra chút chuyện. Gã thuộc hạ này nhắc đến cái tên tiểu quỳ quỳ liền bất giác rợn ra gà. Tiểu Quỳ Quỳ là một tu sĩ nhất phẩm, đang dừng trước ngưỡng quan trọng là vượt long môn. Kẻ này khéo làm người, am hiểu việc che giấu khí thức của bản thân, là một đệ tử rất khá trong việc thu thập tình báo. Nhưng, tên thì đáng yêu kiểu Tiểu Quỳ Quỳ thôi, nhưng thực chất hắn là một gã đô con cao tận 2 mét, cơ thể cứ gồ lên từng khúc từng khúc. Điều khiến người khác tuyệt vọng hơn là, hắn còn có một gương mặt vô cùng thanh tú. Ai nói người có mặt thanh tú thì không được lưng hùm vai gấu tiểu quỳ quỳ chính là kẻ phá vỡ cái nhận thức kia của mọi người. Tiểu quỳ quỳ, thôi, ta thấy người cứ gọi đạo hiệu của hắn là quỳ hoa tu sĩ thì ổn hơn. Trần chấp sự nói rất nghiêm túc. Vâng, quỳ hoa tu sĩ, tên cấp dưới tự thấy rằng cái đạo hiệu này cũng chẳng tốt chút nào, vẫn cứ rợn rợn thế nào. Để tiểu quỳ quỳ, xì, si, bảo quỳ hoa tu sĩ điều tra tên thư sơn áp lực đại kia, xem có cơ hội bắt sống hắn về hay không. Kẻ nọ chỉ là tu sĩ vừa mới xong cơ bản, tiểu quỳ hoa tu sĩ đủ sức bắt được hắn. Trần chấp sự nói, không vấn đề gì, thuộc hạ đi liên lạc với hắn ngay đây. Tên cấp dưới lấy di động ra, gọi vào số điện thoại của quỳ hoa tu sĩ. Tiếng chuông dễ nghe qua đi, đường dây được nối. Quỳ hoa tu sĩ, có nhiệm vụ đây, tên cấp dưới nói thẳng. Ghét quá à, gọi ta là tiểu quỳ quỳ, phía đầu bên kia vang lên giọng tục tăng. Tên cấp dưới đảo mắt nhìn trời, mặt thì nhăn như táo bón, sau đó thì nghiến răng nghiến lợi nói. Khụ, Trần chấp sự bảo ngươi đi thăm dò một tên tu sĩ cơ bản tên là Thư Sơn áp lực đại, nếu có thể bắt được thì mang về tông môn. Lát ta sẽ gửi tài liệu cho ngươi. Thư Sơn áp lực đại, a, à, tài liệu về hắn ta xem rồi, không cần gửi đâu. Nhiệm vụ này cứ giao cho ta, quỳ hoa tu sĩ cúc máy. Ha 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 ha, quả nhiên như những gì ta nghĩa. Cái kẻ tên Thư Sơn áp lực đại chắc chắn sẽ khiến cao tầng của vô cực ma tông chú ý tới, chỉ cần bắt được hắn, cơ hội thăng chức của ta tới rồi. Quỳ hoa tu sĩ cười ha hả, ngực cũng dập dành lên xuống theo cái điệu cười đó. Sau khi cười xong, hắn lại gọi một cú điện thoại khác. Alo, đường thiếu chủ phải không? Ha ha, đúng là ta đây, tiểu quỳ quỳ, có việc này cần ngươi giúp, ta cần ngươi trộm hộ ta một thứ. Quỳ hoa tu sĩ nói. Đường thiếu chủ là ngoại hiệu, Cô nàng là thành viên của Không Không Đạo môn, rất có tài trong lĩnh vực giải cấm chế, rồi trận pháp. Từ khi xuất đạo đến giờ, chiến tích nhiều không đếm xuể. Làm người không thể đi một đường, làm việc cần chuẩn bị cả đôi bên. Quỳ Hoa tu sĩ định tự mình đi bắt thư sơn áp lực đại. Đồng thời, Đường thiếu chủ lẻn vào nhà của tên thư sơn áp lực đại để tìm huyết thân toàn. Đường thiếu chủ từng nợ hắn một ân tình, dùng được vào thời gian này. Bây giờ Tống Thư Hàng dẫn bạch tiền bối đi xe buýt. Lạ nhỉ, sao hôm nay ta cứ thấy xe buýt chật hơn nhiều? Tống Thư Hàng cảm thấy, lưu lượng người trên xe nhiều hơn mọi lần gấp bội, xe kín mít cả rồi. Hơn nữa, đám người này hình như cứ cố tình chen về phía mình và bạch tiền bối. Đợi đã, chen về phía mình. Tống Thư Hàng vội vàng đưa mắt nhìn chung quanh, quả nhiên, trong số những người chen tới, đa phần họ đều chần chăm chăm vào bạch tiền bối, có người còn đỏ mặt, thở dốc. Là bị ảnh hưởng bởi cái sức cuốn hút quái lạ từ bạch tiền bối sao? Không phải, sức cuốn hút ấy của bạch tiền bối đã được giấu đi kể từ lúc hắn xuất quan rồi mà. Sau khi hắn xuất quan, Tống Thư Hàng không còn cảm thấy cái cảm giác tim đập thình thịch bất thường nữa. Vì sao hiện tại, cái sức hút quái lạ ấy lại xuất hiện? Tống Thư Hàng vội vàng nhìn về phía bạch tiền bối. Sau đó, hắn thấy hai mắt của bạch tiền bối nhìn xa xăm như đang chìm vào thế giới thần thiền, sau khi nhìn hắn một chốc, tim của Tống Thư Hàng không nhịn được mà bắt đầu đập dồn. Sau này chắc chắn không dẫn Bạch Tiền Bối đi xe buýt. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. May mà chẳng mấy chốc hai người họ đã tới bến. "Tiền Bối, chúng ta đến bến rồi." Tống Thư Hàng vỗ vỗ Bạch Tiền Bối, gọi hắn khỏi trạng thái thất thần. Bạch Tiền Bối tỉnh lại, cười ha hả. "A, à, nhanh thế sao? Cả hai vất vả lắm mới lên xuống được." "Đi thôi." Chúng ta đi mua điện thoại với sim." Tống Thư Hàng thở dài. "Đợi đến khi quay về đại học Giang Nam, mình nhất định phải tìm đường vắng người mà đi." Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Chương 161, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Sau khi vào trung tâm điện máy, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đi mua điện thoại di động, lắp sim rồi mua thêm một cái máy tính. Quá trình từ đầu đến cuối vô cùng thuận lợi, giá của di động và máy tính hợp lý đến độ Tống Thư Hàng cũng cảm thấy ngạc nhiên thậm chí hắn còn chẳng cần có kè mặc cả, chủ tiệm đã tự đưa ra cái giá sát với giá nhập hàng nhất, bán di động và máy tính cho hắn rồi còn nhiệt tình tặng thêm thẻ hội viên, thẻ ưu đãi. Có được những ưu đãi ấy là bởi từ đầu tới cuối, Bạch Tiền Bối luôn theo sau hắn, luôn nở nụ cười. Bạch Tiền Bối không cần nói gì, cũng chẳng cần làm gì. Hắn chỉ cần đứng đó cười, chủ tiệm liền bán phá giá, chỉ hận không thể cho không. Đúng là cái thời đại đến chó cũng phải dựa vào mặt. Tống Thư Hàng nghĩ một hồi, quyết định dẫn bạch tiền bối dạo quanh trung tâm điện máy một vòng. Sau đó, hắn lại mua thêm hai cái máy tính bảng, rồi cả cái máy ảnh mà hắn nhắm từ lâu lắm rồi, còn cả máy chiếu mini. Có bạch tiền bối đi sau, món nào cũng mua được với giá hơi. Tuyệt vời quá! Đây chẳng phải là cái level mắc của dạng kỹ năng, sức cuốn hút cộng 10, khi giao dịch với NPC sẽ được hưởng ưu đãi trong game sao. Quý khách, sau khi mua đồ xong, xin quý khách giữ lại hóa đơn và phiếu trả tiền. Ở cửa ra của trung tâm điện máy có một quầy rút thăm trúng thưởng, cứ mỗi 10.000 là được rút thưởng một lần. Phần thưởng rất tuyệt đó, chủ cửa hàng máy ảnh nhắc nhở đầy thiện trí. Cứ cách mấy tháng, trung tâm điện máy lại có hoạt động rút thăm trúng thưởng để tăng lợi nhuận. Nhưng đương nhiên, đa số các phần thưởng đều là quà an ủi. Cảm ơn, Tống Thư Hàng mỉm cười đáp lại, rồi nhìn xuống những món đồ trong tay. Một máy tính, hai máy tính bảng, máy ảnh, ổ ứng di động, máy chiếu mini. Nhiều thật đấy. Không được, lỡ mua nhiều đồ quá rồi, hai tay mình cầm kín đồ thế này, lỡ bạch tiền bối ngã xuống thì sao rỗi tay ra đỡ kịp. Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ nhìn về phía bạch tiền bối. Bạch tiền bối có vẻ như đang vô cùng vui vẻ, tay cầm cái di động tống thư hàng mua cho mình, mân mê không ngừng, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không đột nhiên trầm tư rồi đầu óc treo ngược cành cây như cảm nhận được tầm mắt của Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối ngẩng đầu hỏi. Xong chưa, giờ ngồi xe buýt về à? Yên tâm, lần này ta sẽ nhớ việc thu liếm khí tức. Không, không sao, ta bỗng nhiên muốn đi bộ, chúng ta đi đường khác đi. Tống Thư Hàng quyết đoán nói, hắn không hề muốn chen xe buýt với Bạch Tiền Bối nữa. Ừm, được, Bạch Tiền Bối là người rất dễ tính, còn hiền hòa, lại rất quan tâm đến hậu bối. Lời bác Hà Tán Nhân miêu tả đúng thật, đi tới địa điểm rút thăm trúng thưởng của trung tâm điện máy, Tống Thư Hàng đưa phiếu trả tiền cho họ, mấy đống đồ linh tinh, tổng giá trị hơn 20.000, tổng cộng, hắn có hai lần rút thăm. Mời rút thăm ở đây, một cậu thanh niên mỉm cười, nói với Tống Thư Hàng. Cách rút thăm trúng thưởng là cách cào thẻ vô cùng truyền thống. Bạch tiền bối nhìn Tống Thư Hàng với vẻ ngạc nhiên. Xem ta đây, xem bàn tay thần thánh của ta, từ nhỏ, ta đã được khen là chuyên gia rút thăm rồi tống thư hàng hà hơi vào tay rồi mò tay vào thùng rút ra một tấm thẻ sau đó là cào nó cậu thanh niên ghé qua nhìn cười bảo chúc mừng giải an ủi sau đó cậu chàng liền đưa qua một con gấu bông giải an ủi tống thư hàng cầm lấy con gấu cười gượng ha ha hôm nay hơi xui tí bạch tiền bối ngươi thử xem được nha bạch tiền bối vui vẻ cười hắn học theo tống thư hàng cùng hà hơi vào tay rồi đưa vào thùng rút thưởng, sau đó là cào thẻ. Cậu nhân viên ghé qua nhìn, rồi hô lên. Chúng mừng, giải nhất, phần thưởng là một chiếc laptop đời mới nhất có giá trị một vạn tệ. Quý khách thật là may mắn. Cảm ơn, Bạch Tiền Bối nhận lấy chiếc máy tính, nở nụ cười nhẹ với cậu nhân viên. Nụ cười này, đúng là, đưa mắt khẻ cười vạn người mê, cậu nhân viên không khỏi ngây ngẩn. Không có gì, không có gì. Cậu chàng đứng sững ra đó, đợi đến khi Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối đã đi xa mà vẫn còn vẫy vẫy tay tạm biệt. Một lúc lâu sau, ôi trời, người ban nãy là được dựa mà, cậu nhân viên choàng tỉnh ngộ, cậu lo lắng sờ sờ vào ngực mình. Tim đập nhanh quá, ôi mẹ ơi, chẳng nhẽ con là gai hà. Trong nhóm cửu châu số 1, Hoàng Sơn Trân Quân bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thư Hàng tiểu hữu có đó không? Tống Thư Hàng còn ở offline, đương nhiên không thể trả lời lại mãi một lúc lâu sau động chủ tuyết lang đáp chắc là đưa bạch tiền bối ra ngoài dạo rồi bạch tiền bối xuất quan lâu thế rồi chắc đã đến lúc bùng nổ cái vận may quỷ dị ấy nhỉ hoàng sơn trân quân gật đầu tính ngày thì chắc đã bắt đầu rồi tuyệt thật đấy động chủ tuyết lang bỗng nhiên phán ra một câu như vậy đúng thế tuyệt thật đấy hoàng sơn trân quân cũng cảm thán đúng rồi các người nhắc nhở thư hàng tiểu hữu về việc phải chú ý đến cái vận may kỳ quái đó của bạch tiền bối chưa? động chủ tuyết lang ngạc nhiên. a, à, chân quân chưa nói cho thư hàng tiểu hữu sao? chẳng phải các người lừa thư hàng tiểu hữu nhận nhiệm vụ này à? sao ta lại là người nhắc? hoàng sơn chân quân lộ vẻ kinh ngạc. nhưng chẳng phải nhiệm vụ này là do cái vị chủ nhóm là người lập nên à? động chủ tuyết lang đáp. hoàng sơn chân quân. lại một lúc lâu sau để ta gọi điện cho hắn vậy. Hoàng Sơn Trân Quân nói, ai có số điện thoại của hắn không? Lần trước có liên lạc nhưng ta không lưu. Túy Nguyệt cư sĩ. Ta có, vừa nạp tiền điện thoại cho hắn, gửi ngươi này. Phía bên kia, lúc đi về, Tống Thư Hàng cố tình lựa đường vắng mà đi. Hắn đi trước dẫn đường, Bạch Trân Quân đi theo sau ở mép phải, vừa đi vừa nghịch chiếc điện thoại di động. Hai tay của Tống Thư Hàng sách theo cả đống đồ, may rằng sức phát của hắn hiện tại vô cùng lớn, nên chút đồ ấy không đáng là bao. Dọc đường đi, hắn đều nhìn chằm chằm vào bạch tiền bối, chỉ sợ hắn đột nhiên thất thần. Ha ha, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì, ta kiểm soát khí tức của mình rồi mà. Bị tống thư hàng nhìn hoài như vậy, bạch tiền bối cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền cười nói. Không có gì, chỉ sợ tiền bối đột nhiên thất thần. Tống thư hàng đáp lại rất thành thực. Không đâu, Giờ ta đang nghiên cứu mấy thứ trên điện thoại, không thất thần đâu, yên tâm đi." Bạch Tiền Bối nói với giọng đầy tự tin. "Thế là tốt rồi, đợi lúc về, ta sẽ đăng ký một tài khoản nói chuyện cho Tiền Bối." Tống Thư Hàng vừa đi vừa nói chuyện. "Được, Bạch Tiền Bối cười ha ha. Tìm được rồi, thư sơn áp lực đại, tu sĩ quỷ hoa cuối cùng cũng tìm được mục tiêu, giống hệt như những gì tư liệu đã miêu tả, một thanh niên có dáng vẻ của học sinh, bề ngoài thì thiện lương, vô hại." bên cạnh hắn có một người đàn ông tuấn mỹ hai người vừa đi vừa cười nói quỳ hoa tu sĩ thầm cảm ứng một chút thấy được thư sơn áp lực đại chỉ có tu vi chừng khai khiếu khí huyết trong cơ thể rất mỏng manh mà người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh hắn chỉ là một phàm nhân hắn nhìn chung quanh thì đấy nơi này là một đoạn đường rất thưa thớt đứng lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy bóng ai đúng là cơ hội trời ban quỳ hoa tu sĩ nghĩ vậy liền nhanh chóng lao về trước quát lớn một tiếng thằng nhãi đằng trước đứng lại cho ta xem ta bắt cái tên tống thư hàng này thế nào đây tống thư hàng nghe thấy có người hô mình liền quay đầu lại với vẻ tò mò sau đó hắn nhìn thấy một gã mặt mày thanh tú nhưng cơ thể lại như hùm như gấu đang chạy về phía mình tống thư hàng cảm thấy nghi hoặc hắn đâu biết người này nhỉ đang gọi chúng ta à bạch tiền bối cùng tò mò quay lại nhìn rồi hỏi Chắc không phải, ta không quen." Tống Thư Hàng đáp. "A." À, Bạch Tiền Bối đáp lại rất thản nhiên. Giữa lúc nói chuyện, Bạch Tiền Bối bỗng nhiên như vấp phải thứ gì, liền trượt chân ngã sắp về trước. Chẳng nhẽ do hắn quay lại nên mới thất thần. Đồng tử mắt của Tống Thư Hàng trợn to. "Con mẹ nó chứ, đã đề phòng hết mọi chuyện rồi mà không phòng nổi chuyện này." Chủ yếu là do hắn thật sự không ngờ rằng, chỉ quay đầu lại thôi mà Bạch Tiền Bối cũng trượt chân. Nói thì chậm mọi chuyện xảy ra thì nhanh. Tống Thư Hàng mới chỉ nghĩ như thế, mà bạch tiền bối đã ngã sầm xuống đất. Rầm tiếng vang đinh tai nhức óc, cứ như xét giữa trời hạn. Rất hố rồi, Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Bụi đất tứ tung. Ngay sau đó, lấy nơi bạch chân quân ngã làm tâm, một hố đất có đường kính chừng 30 mét xuất hiện. Tống Thư Hàng ngã tại ngay giữa cái tâm hố ấy. Hắn vội vàng phủi phủi toàn thân, không bị thương gì à. Chẳng nhẽ là lúc nãy Bạch Tiền bối bảo vệ mình sao? Sau khi bụi đất bay hết, Bạch Tiền bối bính tình bò lên, phủi phủi đám bụi đất chẳng hề tồn tại trên người. A, à, sao lúc nãy lại té nhỉ? Thư hàng tiểu hữu, ngươi không sao chứ? May mà không có gì, đồ cầm trong tay cũng không sao." Tống thư hàng đáp. "A, à, đợt chút. Cái người vừa gọi họ lại đâu?" Tống thư hàng gióng mắt ra xa. Quỳ Hoa tu sĩ đang lao như điên không hãm lại được cũng ngã vào hố nhưng may mà hắn chỉ ngã ở mép nên ngoại trừ việc cái dáng có chút vật vã thì cũng không bị thương gì hắn nuốt nước miếng trợn tròn mắt nhìn hai kẻ đang đứng ở tâm hố là bạch chân quân và tống thư hàng lúc này đầu hắn y như cái hố này trống trơn và tắc cứng một lúc lâu sau hắn mới liều mình đứng lên để bò khỏi hố xin hỏi nãy cậu gọi tôi phải không tống thư hàng cười gượng kỳ quái thật đấy sao chỗ này tự nhiên lại sụt hố nhỉ may mà chúng ta đều bình an vô sự sụt cái đầu mày ấy cái thằng khốn nói dối không chớp mắt này nãy ta rõ ràng nhìn thấy rằng người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh ngươi ngã xuống đập ra cái hố này quỳ hoa tu sĩ gầm gừ trong lòng như vậy nhưng lại tỏ ra hoảng sợ đúng rồi thực xin lỗi tôi nhìn nhầm rồi nãy tôi nhìn cái dáng sau lưng của cậu thấy giống giống một đứa bạn của mình nhưng cậu vừa quay lại thì tôi mới nhận ra là mình nhầm, nhớ cái thằng bản thân đó thế. Vậy tôi đi trước đây, chỗ này bị lún đất, đáng sợ quá. Quỳ hoa tu sĩ xoay người, rồi dùng hết sức bình sinh để chạy như điên. Nhận nhầm à, Tống Thư Hàng xoa cầm, cảm thấy người này có gì là lạ. Bấy giờ, Bạch Tiền bối nói. Thư Hàng tiểu Hữu chúng ta ra đi, ta muốn dùng bình thổ chú. Không cần, không cần, chúng ta đi thôi, nơi này bị lún đất thôi mà. Tống Thư Hàng nuốt nước miếng, dù nơi này ít người, nhưng cái tiếng rầm ban nãy chắc chắn sẽ gây sự chú ý, giờ chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ chầm chầm về đây nữa. Mặt đất tự nhiên có hố thì còn bảo là lún được. Nếu bạch tiền bối dùng bình thổ chú, khiến mặt đất lại bằng phẳng thì sẽ thành hiện tượng siêu nhiên, thế lại càng rắc rối. chương 162, video của Gia Cát Nguyệt Trên đường trở về, Tống Thư Hàng thoáng trao mày, hắn luôn thấy cái tên kỳ quái kia có gì là lạ không phải lạ ở ngoại hình mà từ đầu đến chân kẻ đó đem đến cái cảm giác không phải người thường chẳng nhẽ là tu sĩ quay trở lại căn phòng của dược sư kinh ba đậu đậu vẫn đang chơi game chơi với bà bà xã trong game của nó nhưng hôm nay chưa mở camera nó đợi tống thư hàng về để tống thư hàng gọi video với cô nàng kia tống thư hàng lắp máy tính cho bạch tiền bối rồi cài một số phần mềm cơ bản rồi lại đăng ký một tài khoản nói chuyện cho hắn. Tiền bối, người muốn lấy tên gì? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch, đấy là đạo hiệu của ta. Bạch tiền bối đáp. Được rồi, Tống Thư Hàng điền hết những thông tin cơ bản, đăng ký tài khoản rồi yêu cầu gia nhập nhóm cửu châu số 1. Xong rồi, đợi Hoàng Sơn chân quân đồng ý là được. Vừa nói vậy, điện thoại của hắn liền vang lên. Alo, xin hỏi ai thế? Tống Thư Hàng nhận cuộc gọi rồi hỏi. Thư Hàng tiểu hiểu, là ta đây, Hoàng Sơn Trân Quân, có tiện nói chuyện sao? Tiếng cười sang sảng của Hoàng Sơn Trân Quân vang tới. Được, đúng rồi, Hoàng Sơn tiền bối, ta còn đang định tìm ngươi đây. Ta vừa đăng ký tài khoản cho bạch tiền bối, đã gửi yêu cầu gia nhập nhóm cửu châu số 1 rồi, lúc nào Âu oh Nồ, no, ngươi nhớ đồng ý, Tống Thư Hàng cười bảo. Được, ta đi giải quyết đây, Bạch Trân Quân đang ở bên cạnh ngươi. Hoàng Sơn Trân Quân hỏi dò. Tống Thư Hàng đáp. Đúng vậy, ta đang cài phần mềm cho máy tính của hắn cố lên ta cúp máy để đi thêm tài khoản của bạch trân quân đã hoàng sơn trân quân nói xong liền ngừng cuộc gọi a à, tiền bối người còn chưa nói gọi điện cho ta làm gì tống thư hàng hô lên nhưng phía trân quân đã ngừng cuộc gọi trân quân làm sao thế tít tít tương đương tương đương phần mềm nói chuyện trên máy tính vang lên tiếng gợi ý tài khoản của bạch tiền bối đã gia nhập nhóm vào nhóm rồi tiền bối muốn đổi tên trong nhóm không? Tống Thư Hàng hỏi. Ừm, um, để ta xem. Bạch tiền bối kéo danh sách trong nhóm, rồi đổi tên mình thành Bạch Tôn Giả. Ngay khi hắn vừa đổi tên xong, nhóm cửu châu số một liền ảo lên. Hoàng Sơn Trân Quân. Bạch Đạo Hữu đột phá rồi. Phú Nguyện Trân Quân của Đại La Giáo. Ai nha, Bạch Tiền Bối. Chúc mừng ngài thăng lên linh tôn thất phẩm. Túy Nguyệt Cư Sĩ. Chúc mừng Tiền Bối tấn chức các thành viên trong nhóm dậy lên làn sóng chúc mừng, họ thi nhau nhắn lại những câu chúc. Phải, 100 năm trước đã tấn chức rồi. Bạch tiền bối cười ha hả, đáp lại. 100 năm trước đã tấn chức rồi. Tức là sau khi tấn chức, người còn bế quan hơn trăm năm. Hoàng Sơn chân quân thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, quả là một bạch chân quân cuồng bế quan nha. À không, giờ đã là bạch tôn giả rồi. Động chủ tuyết lang, quỳ gối trước tiền bối. Tạo hóa pháp vương, Tiền bối, đây chính là số đầu gối trong vòng 10 năm của ta, mong tiền bối nhận lấy. Thất tu tôn giả, chúc mừng bạch đạo hiểu đã đạt được ngôi vị linh tôn. Hoàng Sơn, người phải cố lên, 100 năm trước, bạch đạo hiểu đã tấn chức rồi, người không được thua kém hắn nhiều quá. Hoàng Sơn chân quân cười ha hả, sao hắn có thể so với bạch tôn giả chứ, sở thích của người ta là bế quan tu luyện gió. Nhóm chat bắt đầu náo nhiệt, bạch tiền bối một tay chống má, một tay vẽ vẽ lên màn hình, thì thoảng lại đáp một đôi lời. Mỗi lần bế quan xong, ra thế giới bên ngoài, lại có cảm giác vật đổi sao rời, mọi thứ biến đổi, nơi này trở nên lạ lẫm. Nhưng chỉ cần các đạo hữu vẫn còn, thì hắn sẽ lại dần quen với cái thế giới lạ lẫm này thôi. Lo xong chuyện bên bạch tiền bối rồi, tống thư hàng đi tới bên đậu đậu. Đậu đậu, tặng ngươi món quà này, có muốn không? Quà gì? Đậu đậu nhìn tống thư hàng với vẻ nghi hoặc ta ra tống thư hàng lấy cái máy tính mà bạch tiền bối giúp thăm chúng bạch tiền bối đã có một cái cái này bị thừa ra tặng ngươi nhận không đậu đậu nhìn chằm chằm vào tống thư hàng rồi le lưỡi go nói đi muốn giúp gì he he đậu đậu đúng là hiểu chuyện đúng là có chút chuyện nhỏ đối với ngươi thì chẳng đáng gì tống thư hàng nói ban nãy lúc ta và bạch tiền bối về nhà có gặp một người ta cảm thấy kẻ này vô cùng kỳ quái hắn kể lại chuyện giữa đường gặp phải người đàn ông mặt thanh tú, cơ thể thì hùng tráng cho đậu đậu nghe. Từng trải qua vụ của đàn chủ cách đây không lâu, nên hắn vô cùng cảnh giác mấy, nhân vật khả nghi, đó, lỡ người này cũng giống như cấp dưới của đàn chủ ngày trước, định làm hại bạn bè mình thì sao? Vậy nên, người muốn ta làm gì? Đậu đậu hỏi với vẻ nghi hoặc. Đậu đậu, người có thể chạy đến chỗ cái hố bạch tiền bối ngã sấp mà thành, rồi dựa vào mùi để tìm cái gã qua đường đó không? xem thân phận hắn rốt cục là gì. Tống Thư Hàng hỏi. Được, cam đoan rồi. Đậu đậu vươn móng vuốt ra đập tay với Tống Thư Hàng, mà này, ta chỉ phụ trách việc điều tra thân phận của hắn, không phụ trách việc ra tay nha. Không thành vấn đề, Tống Thư Hàng cười đáp. Được rồi, nhiệm vụ này ta nhận, giờ đến lượt ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta. Đậu đậu chỉ vào máy tính, nào, chuẩn bị bật camera lên để thấy mặt với bà xã ta đi. Ta cần làm gì, Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi cứ ngồi im, ta sẽ điều khiển nhân vật, sau đó khi ta cần ngươi cười thì ngươi nở cái nụ cười đẹp trai nhất là được. Đậu đậu bảo. Được rồi, nếu chỉ cần cười thì chắc là hắn làm được. Tống Thư Hàng ngồi trước máy tính rồi bật camera. Đậu đậu mở phần mềm nói chuyện, đăng nhập tài khoản của nó. Bà xã ơi, bật camera rồi, cho bà xã ngắm cái vẻ đẹp trai của ông xã. Kinh ba đậu đậu gõ phím liến thoáng, Thấy đậu đậu không ngừng khoe cái vẻ đẹp trai của mình, Tống Thư Hàng có chút ngượng ngùng, bởi cái người được khen chính là hắn mà. À, ông xã lắp camera rồi à. Cô thiếu nữ vội vàng trả lời rồi chọn mở camera. Chẳng mấy chốc, phía màn hình bên kia liền hiện ra hình ảnh của một thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi. So với hôm qua thì sắc mặt cô hồng hào hơn hẳn, càng hiện ra vẻ phơi phới. Mà ngoại hình của Tống Thư Hàng cũng xuất hiện ở phía bên kia màn hình của cô gái, so với cái ảnh của mấy năm trước, Tống Thư Hàng của hiện tại càng trưởng thành, ánh mắt còn ẩn chứa khí thế. Có camera, nhưng mic còn chưa chỉnh xong, dùng tạm vậy. Đậu đậu đáp lại rất nhanh, sau đó nó nói với Tống Thư Hàng, đừng có ngây ra nữa, cười lên xem nào, cười cái điệu dịu dàng ấy. Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay cái camera, rồi nở một nụ cười rất tự nhiên. Đẹp trai quá, ông xã ơi, em yêu ông xã nhất, cô thiếu nữ làm dáng hôn gió. Tống Thư Hàng cảm thấy mặt mình nóng lên, ngưỡng chết mất. Đi đi đi, chúng ta lên game thôi. Nay không đi phụ bản, đi chém người đi. Hôm qua ông xã cầy cả đêm để kiếm được bộ chiến thần ngũ, cái gã canh xác bà xã hôm qua ấy à, hôm nay trả lại gấp trăm lần, nợ máu phải trả bằng máu. Đậu đậu lộ vẻ hưng phấn, sau đó nói với Tống Thư Hàng, ra cái dáng vừa tự tin vừa đẹp trai đi, phối hợp chút. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực lên, làm cái điệu tự tin. Ông xã ơi, ông xã tuyệt nhất, yêu ông xã chết mất." Cô thiếu nữ cười rộ lên. Tống Thư Hàng giơ ngón cái, vẫn là cái câu nói ấy, cái cảm giác xấu hổ chỉ cần chạm ngưỡng cực hạn thì mọi ngượng ngùng đều biến mất. Đậu Đậu và cô nàng kia nhanh chóng vào game, rồi nhanh chóng đi chém người. Tống Thư Hàng phụ trách phối hợp đậu đậu, tạo dáng một đống vẻ mặt, nào đẹp trai, nào hưng phấn, nào cười điên cuồng. Hắn cảm thấy mình giờ này như đang chạy ầm ầm trên con đường ảnh đế. Trong lúc rảnh rỗi, Tống Thư Hàng rút điện thoại ra, mở web của trường lên để đọc tin. Chẳng mấy chốc, một bài đăng khiến hắn phải chú ý. Quá đáng sợ, sáng nay, ở cạnh trung tâm điện máy gần Đại học Giang Nam, xảy ra một vụ lún đất. Đất lún tạo thành hố có đường kính đến hơn 30 mét. Theo tin tức từ những người chung quanh, trước khi xuất hiện hố rộng đó, họ nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nguyên nhân vẫn còn được đang điều tra, mong các bạn sinh viên ở gần đó cần chú ý an toàn. Bị người ta đăng lên web trường nhanh thế cơ à? Mong là cơ quan chức năng có thể nhanh chóng đưa ra nguyên nhân của vụ sụt hố này. Hắn tiếp tục lượn quanh web trường. Lật rồi lật, hắn bỗng nhiên thấy được cái tên quen thuộc ra cắt nguyệt. Ha 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 ha, cười chết mất thôi. Mời các bạn xem công phu chân chính của hoa hạ trong mắt người nước ngoài. Cảnh sau này dễ gây sốc, đừng uống nước khi xem video sau đó là một đoạn video quay bằng di động cùng với một đoạn chữ giới thiệu đêm qua tôi với mẹ đi tham gia một bữa tiệc chiêu đãi ở công ty chào mừng một nhân vật nước ngoài ở phía đối tác sang thị sát tôi đó đãi tiệc người này uống nhiều rượu có chút say sau đó hắn liền biểu diễn công phu trung quốc cho mọi người trong công ty kể rằng gần đây đi xem dự đại hội thể dục thể thao ở trường của con gái được một cao nhân dạy cho không nói nhiều nữa xem video đi tống thư hàng đờ người công phu trung quốc người nước ngoài đại hội thể dục thể thao cao nhân mấy chữ này tách ra thì không có gì nhưng khi ghép lại thì lại khiến hắn có linh tính chẳng lành hắn nhẹ nhàng bấm vào đoạn video đó đầu tiên là hình ảnh của một người nước ngoài cao to xuất hiện ờ hôm nay uống rất vui ta đánh một bộ chinese kung phu cho mọi người xem công phu trung quốc gần đây Lúc đi xem đại hội thể dục thể thao ở trường con, ta phải xin mãi, cao nhân mới dạy ta một bộ tuyệt học. Người nước ngoài đó dùng thứ tiếng trung sường sượng để nói. Nói xong, hắn ôm quyền với mọi người. Rồi bắt đầu biểu diễn công phu của hoa hạ. 1 2 3 4 5 6 7 bảo 8, 8. 8 Người đàn ông đó miệng thì đếm nhịp, bài tập hoàn chỉnh của thời đại đang vẫy gọi, được người đó đánh ra khiến mọi người đều sửng sốt. Họ bị cái bộ tuyệt học này làm cho cứng họng. Mấy cổ đông Trung Quốc còn nhịn cười đến đỏ mặt, còn thương hại vỗ tay. Mẹ nó, không đứng lên vỗ không được ấy chứ. Nếu không, tiếng cười trong cổ sẽ phụt ra mà không nhịn nổi, dựa vào vỗ tay còn giúp mình không bật cười thành tiếng. Cùng lắm thì, có thể dựa vào tiếng vỗ tay để che lấp tiếng cười của mình. Trong video, ra cắt nguyệt cười đến run rẩy. Cái hành động che mặt của Tống Thư Hàng lúc này chẳng thể nói lên điều gì, bởi che mặt đã không đủ để thể hiện cái nỗi lòng trào dâng của hắn lúc này, bởi hắn biết gã nước ngoài này. chương 163, Khí ước Linh Quỷ Bên dưới video có vô số comment và like, lượt view tăng vùn vụt, phải tới một phần ba số người đang lướt web trường, hơn nữa số người xem còn đang không ngừng gia tăng. Tống Thư Hàng âm thầm lau mồ hôi hình như con gái của joseph joe mobosan là sinh viên của đại học giang nam thì phải nếu cô ấy mà cũng xem cái video này thì sẽ có phản ứng gì đây phản ứng đầu tiên chắc chắn là làm gọi đứa khốn phát video ra cắt nguyệt phản ứng thứ hai khẳng định là làm gọi tới thằng cao thủ vô danh dạy bố cô học võ công hoa hạ may mà lúc trước khi dạy võ công cho joseph hắn không khai tên tuổi thật ra nếu không con gái ổng chẳng phải sẽ tìm tới liều mạng với mình hay sao Buổi chiều, Tống Thư Hàng ngoan ngoãn đi học, gần đây hắn đã trốn tiết nhiều đến mức tự thấy ngại ngùng rồi. Thổ ba sắp lại, nhỏ giọng hỏi. Thư Hàng, mấy hôm nay mày làm cái gì thần bí mà không về ký túc xá thế? Em gái Lục Phi cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, lúc hắn vừa vào đến lớp thì cô em này đã đến gần hưởng ké khí mắt ngay. Chẳng phải trước đó không lâu có một người bạn đến tìm tao à? Tao thu xếp nhà ở cho người ta, mấy hôm nay hay qua bên đó giúp ổng một chút ấy mà. Tống Thư Hàng cười nói, hắn nói thật đấy chứ, chẳng qua, người bạn, này hơi bị siêu phàm thôi. Cao mỗ mỗ đẩy kính mắt nói, Thư Hàng, hai ngày tới mày đừng nghỉ nữa, mai với ngày kia toàn ôn trọng điểm để thi học kỳ thôi đấy. Mồng 3,4, năm thi, mồng 6, mồng 7 nghỉ, thi không đạt phải thi lại thi phiên. Thi cuối kỳ á, bỏ mẹ, suýt thì quên. Tống Thư Hàng ra sức say thái dương. Từ sau khi tiếp xúc với các tu sĩ trong nhóm cửu châu số 1, nhân sinh quan của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Luyện chế thối thể dịch, việc của đàn chủ, vụ tiên nông tông, phụ nguyệt đao tông rồi tiếp đón bạch chân quân suốt quan nối tiếp nhau. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, hắn đã trải qua những chuyện phấn khích mà cả đời người chưa chắc đã được gặp một lần. Chuyện khác không nói, riêng đầu hắn đã vỡ mấy lần rồi đây. Nghĩ lại một chút, cứ thấy những việc ấy như là nằm mơ vậy. Rồi thì, suýt nữa hắn đã quên việc chính của mình vẫn là sinh viên. Một học kỳ nữa sắp trôi qua, nghỉ hè đang dần đến, thế nhưng trước khi nghênh đón kỳ nghỉ hè tươi đẹp, hắn còn phải đối mặt với kỳ thi cuối học kỳ. Sắp tới phải ôn tập cho hẳn hoi mới được. Có chắc thi qua không? Thổ ba sáp lại hỏi. Yên tâm đi, thi cuối kỳ không làm khó được tao đâu. Tống thư hàng tự tin đáp. Lý Dương Đức cười hì hì. Năm ngoái thổ ba cũng nói thế, sau đó nó phải thi lại tao dạy bù cho nó đây này cuộc sống gian nan thế mày nhắc đến làm chi hả dương đức thổ ba ra sức thụi dương đức một đấm cao mỗ mỗ quay sang hỏi thế nào nghỉ hè chúng mày có dự định gì chưa thổ ba nói còn thế nào nữa lại về xưởng sửa chữa máy móc của bố tao lăn lộn thôi năm nay có nhiều loại máy móc mới lắm đủ tao mày mò cho hết cái hè Nói chứ Tống Thư Hàng vừa đến thì cái nóng xung quanh đã trở thành mát mẻ ngay, đúng là lạ thật. Lý Dương Đức nói, tao phải đi một buổi họp báo, phần mềm mới tao hợp tác chế tạo cùng người khác đã sắp thành công rồi, một hai tháng tới phải quay cuồng với nó thôi. Cao mỗ mỗ làm bộ mặt khổ qua. Tao nói chứ hai đứa mày không hiểu thế nào là hưởng thụ nhân sinh à. Trừ máy móc với phần mềm ra, thời gian nghỉ hè tươi đẹp thế chẳng phải là để tìm một chỗ đi chơi cho sướng hay sao bờ biển, cao nguyên, núi tuyết, biển sâu, đảo nhỏ. Đời người mới tí, chẳng phải tuổi trẻ nên dành để đi chơi mới đúng à? Lý Dương Đức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cao mỗ mỗ. Cái việc lãng phí thời gian cuộc đời như đi chơi thì có nghĩa lý gì? Mày hết cứu rồi, vô vàn ý nghĩa, cao mỗ mỗ cảm thán. Thổ ba nghiêng đầu sang. Ờ, mày bao hả? Không phải tao bao, mà là thằng cha ra cắt trung dương bao. Cao mỗ mỗ cười phớ lỡ, sau đó nháy mắt với Tống Thư Hàng, dẩu miệng trỏ về Lục Phi. Tống Thư Hàng nhất thời hiểu ra, hóa ra ra cát trung dương đã tìm thấy chỗ du lịch, bây giờ muốn hẹn chị của Lục Phi đi chơi chứ gì. Có địa chỉ rồi à, cần tao giúp gì hả? Tống Thư Hàng hỏi. Đi vào sâu trong Đông Hải có một hòn đảo nhân tạo mới xây xong, nghe nói ok lắm. Chơi chán rồi cạnh đó còn có vài nước để lựa chọn, đi đâu cũng được còn cụ thể để thi xong rồi bàn, cao mỗ mỗ cười sang sảng. Ừ, cần gì thì bảo tao, Tống Thư Hàng nói. Trong tiết học buổi chiều, mọi người đều chăm chỉ ghi lại tất cả những lưu ý trọng tâm mà thầy cô giảng, những nội dung này căn bản đều là bài trong phạm vi đề cương. Tống Thư Hàng chống cầm, phân thần hai mục đích. Hắn vừa âm thầm vận chuyển, chân ngã minh tưởng kinh, để tinh lọc và tăng cường tinh thần lực, vừa thoải mái ghi nhớ những gì thầy giảng vào đầu lục phi lặng lẽ liếc mắt nhìn tống thư hàng vốn cô tưởng rằng hắn đang nghiêm túc nghe giảng xong nhìn kỹ thì dường như hắn đang thất thần cô nàng nhất thời dở khóc dở cười sau giờ tan học ba bạn cùng phòng thu thập đồ đạc tống thư hàng đứng lên lười biếng duỗi eo bạn tống thư hàng có cần mượn vở của tôi về không lục phi hỏi à không cần đâu tôi nhớ hết rồi tống thư hàng cười đáp được rồi nếu muốn dùng thì nói với tôi nhé lục phi săn sóc lấy vở về nghĩ ngợi một hồi cô nàng nắm tay tống thư hàng đi về phía ký túc xá cao mỗ mỗ đi đằng sau đẩy kính mắt chúng nó dính rồi đó à tao nhớ là từ lần thập hương ngư đầu đợt trước thằng danh tống thư hàng này đúng là trong ngoài bất nhất mồm leo lẻo bảo không muốn mà tay thì cứ nắm gì thế kia kia thổ ba nhỏ giọng tống thư hàng thở dài u ám giữ nguyên im lặng rất là lý trí sau khi tạm biệt các bạn cùng phòng tống thư hàng về nhà của dược sư. Đậu đậu không có nhà, chắc là nó đã đuổi theo ông anh mặt mũi thanh tú mà lưng hùm vai gấu kia rồi. Rốt cuộc đối phương là tu sĩ hay người thường, sẽ nhanh chóng biết được thôi. Bạch tiền bối ngồi trước máy tính, ngón tay lướt bàn phím như bay. Tiền bối, đang xem gì thế? Tống thư hàng thuận miệng hỏi. Đủ thứ, phim, tiểu thuyết, các tác phẩm nổi tiếng, lịch sử hoa hạ, lịch sử thế giới vân vân ta bế quan hơn 100 năm, phải nhanh chóng làm quen thường thức ở thế giới này mới được. Không thể không nói sau khi có máy tính và internet thì việc tìm hiểu các kiến thức này đơn giản hơn nhiều. Bạch Tôn giả mỉm cười nói, bởi vì hắn thường xuyên bế quan nên phải nói là đã lành nghề trong việc bổ sung thường thức về thế giới này rồi. Ngài thấy thế giới hiện tại thế nào? So với 100 năm trước ấy, Tống Thư Hàng cười hỏi. Ừm, khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhanh nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn rồi thì tiểu thuyết, văn học và các sáng tác khác thú vị hơn 150 năm trước nhiều. Thời đại này cách tư duy và tư tưởng cải cách của mọi người đúng là tăng nhanh thật. Bạch Tôn Giả gật gù nói. Vì thời cổ chỉ có tiểu thuyết và diễn nghĩa, cho nên so với TV và phim ảnh thì Bạch Tiền Bối ưa thích các loại tiểu thuyết viết dưới dạng văn tự này hơn. Ha ha, Tống Thư Hàng gật đầu cười nói. Tiểu thuyết mạng ngày càng thông dụng, trí tưởng tượng của đám tác giả cũng ngày một bay cao, bay vèo một cái chẳng biết tới tận phương nào. Có điều, có một vài thứ khiến ta khá quan tâm. Bạch tôn giả mỉm cười, hai mắt híp lại thành một cái khe hẹp. Ví dụ, thái giám này, đầu voi đuôi chuột này, bạch tôn giả cười phá lên. Gạch nối. Thôi, không nói cái này nữa, thư hàng tiểu hữu người qua đây chút. Bạch tôn giả khép máy tính lại, vẫy tay với tống thư hàng. Tống thư hàng nghi hoặc đi tới bên cạnh hắn. Bạch Tôn giả vươn ngón tay thon dài, móc phong hồn băng châu mà Tống thư hàng đeo trên cổ ra ngoài. Linh quỷ trên trung phẩm, phẩm chất không tồi, không khế ước à? Ta đang đợi tiền bối chỉ điểm cách khế ước linh quỷ đây. Tống thư hàng đáp, lúc có được linh quỷ, ta còn đang hoài nghi không biết tu sĩ có thật hay không. Sau này may mắn có được tài liệu của ngũ hành khế linh đàn thì lại chưa hoàn thành cơ bản. Cuối cùng khi ta đã mở tâm khiếu cơ bản xong thì dược sư tiền bối lại có việc phải đi nơi khác. Cho nên chưa có ai chỉ cách cho ta làm thế nào để khế ước linh quỷ cả Thế thì đúng lúc để ta dạy ngươi đi Ngươi đã chiếu cố ta nhiều rồi Bạch Tôn giả cười nói Giờ tí đêm nay khi âm khí nặng nhất Ta sẽ giúp ngươi bày trận pháp ngũ hành khế linh đàn Trước đó ta sẽ giảng giải cho ngươi một chút về nguyên lý của ngũ hành khế linh đàn Rồi dạy ngươi phải làm thế nào Trong quá trình khế ước lại phải ứng phó ra sao với linh quỷ phản phệ. Tốt quá Tống Thư Hàng vui vẻ nói đoạn cầm lấy phong hồn băng châu trên ngực mình. Rốt cuộc cũng tới lúc khế ước linh quỷ rồi. Nhưng mà tiền bối à, trong tay ta chỉ có hai phần tài liệu cho trận pháp khế ước linh quỷ thôi. Tống Thư Hàng nói. Hai phần, ừ, nếu thuận lợi thì chắc là đủ. Không sao đâu, đều là mấy thứ dễ kiếm ấy mà. Nếu ngươi thất bại cả hai lần thì ta nhân cơ hội đưa ngươi đi dạo vòng quanh thế giới, thu thập lại tài liệu của trận pháp ngũ hành khế linh đàn là được. Bạch Tôn giả cười sảng khoái. Có lời này của Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng vững tâm hơn nhiều. Vững lòng hơn thì niềm tin cũng lớn hơn. Chỉ trong thoáng chốc, cơ hội thành công đã tăng lên nhiều. Giờ tí dần đến, cũng là khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng mỗi ngày. Tống Thư Hàng mở to mắt, kết thúc một vòng vận chuyển, chân ngã minh tưởng kinh. Trạng thái của hắn đã được điều chỉnh đến tốt nhất, cả người sung mãn khí huyết, tinh thần hăng hái tràn đầy. Bạch Tôn giả lấy chiếc áo vải khắc trận pháp, vươn ngón tay sửa chữa mấy chỗ khiến cho trận pháp càng thêm hoàn mỹ. Sau đó, hắn đặt ngũ hành thạch vào năm góc trận pháp, đặt lôi kích mộc vào trung tâm, cùng với rất nhiều tài liệu đại diện cho thuộc tính ngũ hành cũng được sắp xếp theo thứ tự. Mang phong hồn băng châu ra đây, đặt lên lôi kích mộc. Sau đó đọc chú văn kích hoạt trận pháp theo hướng dẫn của ta. Bạch tôn giả cầm quỷ long tiên trong tay, nhắc nhở. Tống thư hàng cẩn thận đặt phong hồn băng châu lên lôi kích mộc, miệng lẩm bẩm niệm chú văn. Bạch Tôn giả nắm bắt thời cơ, mở Quỷ Long Tiên ra tưới lên tấm áo vải vẽ trận pháp. Ngay sau đó, một cụm khói trắng bay ra khỏi băng châu, hóa thành linh quỷ từng ngưng tụ, kim sắc tiểu thuẫn, lúc trước. chương 164, phi sắc ngàn dặm đưa lễ vật, quà to tình càng nặng. Phong ấn trên phong hồn băng châu chưa được gỡ bỏ. Sở dĩ linh quỷ có thể hiện thân là nhờ mượn lực của quỷ Long Tiên, tạm thời ra khỏi phong hồn băng châu mà thôi khi quỷ Long Tiên không còn, Linh Quỷ sẽ một lần nữa bị phong ấn vào phong hồn băng châu, cho nên phải hoàn thành khế ước trước khi quỷ Long Tiên tiêu hao hết. Sau khi hiện thân, Linh Quỷ mơ hồ nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó nó thấy trận pháp ngũ hành khế linh đàn trên mặt đất. Tuy rằng không biết trận pháp này là gì, thế nhưng trực giác nói cho nó biết thứ này chẳng hề tốt lành. Linh Quỷ bậc trung đã có trí lực nhất định, khi biết tình cảnh của mình không ổn thì nó bắt đầu điên cuồng dẫy ruộng. Hoa hoa, linh quỷ phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc, đoạn hung tợn nhào về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chính là người giữ trận, chỉ cần xử lý Tống Thư Hàng thì trận pháp sẽ dừng lại. Khởi, Tống Thư Hàng không chút hoang mang, quát lên một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, vỗ nhẹ lên trận pháp ngũ hành khế linh đàn. Sau khi hai tay vỗ xuống, ngũ hành thạch và các loại tài liệu đại diện cho các thuộc tính ngũ hành trong trận sáng người lên, hóa thành một vòng sáng, trói buộc linh quỷ bên trong trận pháp linh quỷ hung hăng lao vào trận pháp làm phát ra những âm thanh loảng xoảng thế nhưng vòng sáng tưởng chừng mỏng manh kia lại vững chãi vô cùng, không gì phá nổi, mặc cho linh quỷ va chạm, cào cấu, nó vẫn chẳng hề tổn hao mảy may. Linh quỷ nổi điên chỉ có thể phí công đâm đầu vào trận pháp ngũ hành khế linh đàn hết lần này đến lần khác. Bắt đầu đi, tranh thủ hàng phục linh quỷ trước khi quỷ long tiên và ngũ hành thạch hao hết năng lượng. Người có khoảng một tiếng đồng hồ, bạch tiền bối nhắc nhở. Vâng, Tống thư hàng tiếp tục niệm chú văn trận pháp ngũ hành khế linh đàn. Bộ dạng hắn hiện tại trông ngốc nghếch chẳng khác gì vô sư bộ lạc nguyên thủy nhảy đại thần trong tivi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, phương pháp của ngũ hành khế linh đàn chính là như vậy. Trừ khi người có thể tự mình sáng tạo ra một trận pháp khế linh quỷ mới, nếu không thì cứ ngoan ngoãn mà nhảy đại thần đi. Sau khi nhảy quanh trận pháp một vòng, Tống thư hàng hai tay kết ấn, quát khẽ một tiếng: Kim Mộc Thủy hỏa thổ Kim Kiếp vừa dứt lời, ngũ hành thạch đại diện cho thuộc tính kim trong trận phát sáng. Ngay sau đó, ở khoảng không trên đầu linh quỷ xuất hiện một thanh kiếm vàng kim cực lớn đang quả quyết hạ xuống. Hoa hoa, linh quỷ kêu lên sợ hãi, đoạn vội vã thi triển kỹ năng thiên phú của nó. Một tiểu thuẫn sắc vàng mau chóng phóng ra che trên đầu nó, ngăn cản thanh kiếm nọ. Thuẫn cùng kiếm rằng co phát ra âm thanh ma sát chói tai, trong thời gian ngắn không phân cao thấp. Tiếp tục, Tống Thư Hàng tiếp tục nhảy đại thần xung quanh trận. Nhảy xong một vòng, hắn lại kết ấn. Mục kiếp tới đây. Trong trận pháp ngũ hành khế linh đàn, viên ngũ hành thạch đại diện thuộc tính mục sáng lên. Trong trận, hơn 10 nhánh dây gai phá đất mà lên, quấn quanh người linh quỷ. Gai sắc trên nhánh cây cứa vào thân thể nó, bắt đầu rút linh lực của nó. Chi chi chi, linh quỷ đau đớn kêu to, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Chưa xong đâu. Tống Thư Hàng nhảy tiếp một vòng, đoạn kết ấn quát lớn. Thủy kiếp, động. Ngũ hành thạch đại diện cho thủy phát ra ánh sáng, bên cạnh thanh kiếm vàng kim, những giọt mưa bàng bạc rơi xuống. Những giọt mưa ấy có sức ăn mòn đáng sợ, khi chúng rơi xuống tiểu thuẫn của linh quỷ đã khiến cho nó thủng lỗ chỗ. Linh quỷ kêu lên những tiếng hoa hoa quái dị, song lại chẳng thể làm gì. Không gian của trận pháp ngũ hành khế linh đàn chỉ có nhiều đó, nó thậm chí còn không có nơi nào để trốn, lại chỉ có thể ngưng tụ ra một tiểu thuẫn nhỏ bé, cho nên đành phải nhận lấy tất cả những đòn tấn công tiếp theo. Hỏa kiếp, khởi, tống thư hàng lại quát khẽ. Hỏa diễm vàng cam bùng lên giữa không trung, lan dọc theo dây gai, thậm chí còn đi theo dây gai ấy mà thiêu đốt vào trong thân thể linh quỷ. Linh quỷ lăn lộn đau đớn, song vẫn không chịu từ bỏ chống cự, liều mạng dẫy ruộng. Nó chỉ biết nếu như mình không tiếp tục chống cự thì mới là thật sự xong rồi. Kiếp cuối cùng, thổ kiếp ngũ kiếp gia thân, hàng phục trước ta, có thể miễn chịu nỗi khổ ngũ kiếp. Tống thư hàng hét to, tiếng như sấm rền truyền vào tai linh quỷ. Linh quỷ bắt đầu hóa đá từ dưới lên, những phần hóa đá bị hỏa thiêu, mưa sối, gai đâm, bong ra từng phiến. Hình thể nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Thế nhưng nó vẫn không chịu thần phục, vẫn hương ngạnh dẫy ruộng. Tống thư hàng cũng không nóng nảy, theo kinh nghiệm được bạch tiền bối truyền thụ, Linh quỷ ở trong trận ngũ hành khế linh đàn chưa đến lúc sắp chết thì chưa từ bỏ đấu tranh. Toàn bộ ngũ kiếp thi triển xong xuôi, thời gian mới qua nửa tiếng đồng hồ. Cái hắn cần chính là kiên nhẫn, trong nửa tiếng tiếp theo phải liên tục niệm chú văn và nhảy những bước quái dị để tăng mạnh uy lực của trận pháp ngũ hành khế linh đàn, đồng thời phải khống chế tốt cường độ để tránh bất cần giết chết linh quỷ. Linh quỷ phản kháng càng ngày càng yếu. Tiếp theo, phải xem nó kiên trì không nổi trước hay là quỷ Long Tiên trong trận ngũ hành khế linh đàn tiêu hao hết trước. Hàng phục trước ta có thể miễn chịu nỗi khổ ngũ kiếp. Mỗi khi nhảy xong một vòng, Tống thư hàng đều quát một câu, vừa đả kích tâm linh linh quỷ, vừa làm suy yếu ý chí của nó. Mắt hắn theo dõi sát sao linh quỷ trong trận, chỉ chờ đến khoảnh khắc linh quỷ hấp hối để đưa khế ước ra. Bước cuối cùng là sự tổng hợp của vận may và năng lực thao túng trận pháp lực thao túng càng tinh diệu thì có thể đưa ra khế ước ở thời điểm linh quỷ suy yếu nhất sau đó nếu may mắn thì có thể hoàn thành khế ước linh quỷ một cách trơn tru nếu hơi nhỏ thì còn phải giao chiến tinh thần với linh quỷ đang yếu ớt một hồi lâu áp chế cả thân thể và tinh thần nó suy sụp mới hoàn thành khế ước được nếu nhỏ hơn nữa đến khi linh quỷ mất đi ý thức mà vẫn chưa khế ước xong thế thì nó sẽ lùi vào phong hồn băng châu khế ước thất bại hoàn toàn bạch tôn giả cũng chuẩn bị tinh thần Hắn sợ mình thất thần một cái, không kịp thu lại khí tức, sẽ làm ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng. Hơn nữa hắn còn đang giúp Tống Thư Hàng chủ trì trận pháp, lỡ có xuất hiện sai lầm gì phải kịp thời giải cứu mới được. Tiếng kêu của linh quỷ trong trận ngũ hành khế linh đàn mềm nhũn đi, không còn chói tai như tiếng trẻ khóc mà giống như tiếng phụ nữ rên rỉ đầy bất lực. Cố lên, kiên trì chốc lát nữa thôi." Tống Thư Hàng thở nhẹ, tim đập nhanh hơn. Tuy rằng cơ hội thử một lần đã thành công ngay là rất nhỏ, thế nhưng ôm ấp hy vọng vốn là thiên tính của con người. Nếu có thể khế ước thành công linh quỷ thì khi tống thư hàng tu luyện sẽ như được mở hách gấp đôi, tu luyện một lần bằng hai lần người khác vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đột nhiên, bạch tiền bối đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vẻ nghi hoặc ấy vừa hay rơi vào mắt tống thư hàng, không phải trận pháp xảy ra chuyện gì đó chứ. Đừng phân tâm, chuyên tâm vào trận pháp ngũ hành khế linh đàn đi, ngươi làm tốt lắm, Chuyện khác cứ để ta lo." Bạch Tôn Giả lên tiếng trấn an. Tiếp đó, chỉ thấy Bạch Tôn Giả há miệng thổi một hơi, một đạo kiếm quang do linh khí tạo thành xuất hiện trên đỉnh đầu Tống thư hàng, bảo vệ hắn một cách nghiêm cẩn. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Tôn Giả tới bên cửa sổ, mở cửa ra. 30 giây sau, veo một tiếng, có một bóng người màu xanh từ xa tới gần, bắn mạnh đến chỗ Bạch Tôn Giả. Có thể mơ hồ thấy được đó là một người đàn ông mặc đạo bào màu xanh luồng sáng xanh nhà tạo hình như một thanh kiếm lớn bao bọc cả người của hắn. ầm, um, kiếm khí quanh thân người đàn ông mặc đạo bào xanh phá tan kết giới phòng hộ mà dược sư bố trí bên ngoài ngôi nhà, đâm thẳng qua cửa sổ, rơi xuống bên chân bạch tôn giả. thân thể của hắn giật giật mấy cái, sau một lúc lâu, hắn mới hết thảm thành tiếng. a, à, đồng thời, kiếm khí quanh người hắn vỡ vụn như tủy tinh, cuối cùng biến mất không còn bóng dáng. kiếm quang tan hết chỉ để lại một thanh kiếm nhỏ màu lam xoay giữa không trung rồi cắm phập xuống sàn. Người đàn ông mặc đạo bào xanh nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bàn tay hắn với lên không trung, bắt vào trống rỗng, như thể đang muốn cầm một thứ gì nơi đó. Dần dần, mắt hắn mất đi tiêu cự, tầm mắt ngày một mơ hồ. Bạch tôn giả ngồi xổm xuống, ấn nhẹ một cái lên người để kiểm tra thân thể hắn, sau đó thở dài. Người tên là gì? có gì ngôn không? Tán tu, Lý Thiên Tố, người đàn ông mặc đạo bào xanh cố sức nói ra một câu. Nói xong, thân thể hắn đứt ra từng khúc, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán trong thế gian này, một giọt máu cũng không còn lưu lại. Keng, sau khi người đàn ông nọ biến mất, một chiếc nhẫn đồng cổ cũ nát rơi xuống trên mặt đất. Chỉ còn nó và thanh kiếm nhỏ màu lam đang lẻ loi ghim dưới sàn nhà, chứng minh người đàn ông mặc đạo bào xanh kia từng tồn tại trên đời. Bạch tôn giả thở dài. Vị tán tu này có cảnh giới ngũ phẩm linh hoàng, là cao thủ cấp bậc kim đan. Cho dù ở trong một môn phái lớn cũng phải ở hàng quyền lực số một số 2 như trưởng lão, phong chủ. Không biết gặp phải kiếp nạn gì, khiến cho hắn phải dốc hết sức lực sử dụng độn pháp để tháo chạy thoát thân. Vậy mà độn pháp thoát thân cũng vẫn không giữ được tính mạng cho hắn, ngay khi đang thi triển độn pháp, hắn đã chịu thêm một đòn chí mạng. Độn pháp mang hắn vô tình đến được nơi này, Tán tu áo xanh đã chẳng còn đường sống. Chỉ còn lại một chiếc nhẫn đồng cổ và một thanh đoản kiếm lam biếc. Trên chiếc nhẫn đồng cổ ra cố ba trận pháp pháp thuật, một hẳn là pháp thuật công kích hỏa hệ, một là pháp thuật chữa trị nhị phẩm, cuối cùng là một trận pháp tụ linh hiệu quả không tồi, có thể ngưng tụ linh khí xung quanh tu sĩ. Tán tu gian nan vất vả, vị tu sĩ ngũ phẩm kim đan này còn mang trang bị nhị tam phẩm trên tay, chính là vì trận pháp tụ linh này đây. Bạch tôn giả kiểm tra thanh kiếm kia, thấy tính chất của nó không tồi, có thể miễn cưỡng dùng để ngự kiếm phi hành được. Trước khi tìm lại được lưu tinh kiếm của mình, có thể dùng tạm thay đi bộ, bạch tôn giả khổ tâm nghĩ. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên hét lớn. Tiền bối giúp ta. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 165.